Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 98. Giết nhi tử của nàng. Dương Diệp nao nao, nghĩ nghĩ, hắn đoán được người nói chuyện là ai. Vân gia, nữ nhân này khẳng định chính là mẫu thân của Vân Thiên Minh. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn tìm về phía nơi phát ra thanh âm. Lần này tới ấn vực, mục đích hàng đầu đúng là tới cứu mẫu thân cùng đệ đệ của Vân Bán Thanh, đây là hắn hứa hẹn qua đối phương. Hơn nữa, cũng chỉ có cứu mẫu thân cùng đệ đệ của Vân Bán Thanh, nàng mới có thể thanh thản ổn định ở Kiếm Minh. Đối với Vân Bán Thanh, hắn là cực kỳ coi trọng. Một thế lực phát triển, cần rất nhiều cường giả, nhưng cũng cần rất nhiều loại nhân tài có năng lực quản lý này. Nhân tài. Hiện tại Kiếm Minh thiếu nhất đúng là loại nhân tài quản lý này. Chỉ chốc lát, Dương Diệp đi tới một lầu viện, lúc này một giọng nói từ trong đại sảnh truyền ra. Đều là tiện nhân ngươi, ngươi là tiện nhân, con gái của ngươi cũng là tiện nhân, nếu không phải con gái ngươi, con ta sẽ không chết, đều là tiện nhân ngươi. Két sát. Theo nữ tử nói xong, từng tiếng xương cốt vỡ vụn từ trong đại sảnh truyền ra. Dương Diệp nhướng mày, thân hình khẽ động, tiềm nhập đại sảnh, trong đại y sảnh. Một cung trang mỹ phụ thần sắc dữ tợn cầm một côn sắt đen kịt không ngừng gõ một nữ tử tố bào bò ở trước mặt nàng. Mỗi lần côn sắt trong tay mỹ phụ rơi xuống, thân thể nữ tử tố bào sẽ run rẩy thoáng một phát. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nữ tử tố bào, đây là mẫu thân của Vân Bán Thanh. Ngay thời điểm hắn nghi hoặc, cung trang mỹ phụ đột nhiên ngừng lại nói. Có phải rất muốn chết hay không? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi nên biết Túy Xuân lâu ha. Ha ha, đợi bắt được con gái của ngươi, ta đưa hai mẹ con người các ngươi tới đó. À, nhưng ngươi bây giờ, khả năng không có khách nhân, bất quá không sao, ta bảo ai cưới ngươi một lần, ta cho một viên tử tinh thạch. Về phần con gái của ngươi Vân Bán Thanh, ngươi liền không cần lo lắng rồi, ta nghĩ khẳng định có rất nhiều người sẽ nguyện ý cưới nàng. Đúng rồi, còn nhi tử tiện chủng của ngươi nữa, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên hắn, ha ha. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Mỹ Phụ tràn đầy điên cuồng biến thái. Nghe Mỹ Phụ nói, Dương Diệp muốn xuất thủ cứu giúp, đột nhiên, hắn nhướng mày, ngừng lại. Hình nhi, giết nàng đi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, sau đó một trung niên hoa bào xuất hiện ở trước mặt cung trang Mỹ Phụ. Hư giả cảnh. Dương Diệp nhíu mày. Giết nàng. Cung trang Mỹ Phụ nhìn trung niên hoa bào, nhe răng cười nói. Vân Linh, như thế nào, không muốn cho nàng chịu khổ. Trung niên tên Vân Linh nói. Hình nhi, người đã tra tấn nàng thành như vậy, lửa giận nên tiêu tan à. Vân Linh, cung trang Mỹ Phụ đột nhiên gào thét. Nhi tử chết rồi, con của chúng ta chết rồi, người lại để cho ta nguôi giận. Ta nguôi giận như thế nào? Nếu như không phải con gái của tiện nhân này, con của chúng ta sao lại ly khai ẩn vực? Hắn không ly khai ẩn vực, hắn sẽ không chết. Đều là tiện nhân Vân Bán Thanh kia, đều chết tiện nhân kia. Ta muốn tiện nhân kia sống không bằng chết, ta muốn nàng sống không bằng chết. Thiên Minh là Dương Diệp giết. Vân Linh trầm giọng nói. Dương Diệp, cung trang Mỹ Phụ hung dữ nói. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua hắn sao? Ta sẽ không bỏ qua hắn. Ta muốn cho hắn cùng với Vân Bán Thanh, còn có tiện nhân này nhận hết tra tấn thống khổ nhất trên thế giới. Bán Thanh cùng Bán Minh là nữ nhi cùng nhi tử của ta. Nguyên Linh nói. Vậy thì sao? Cung trang Mỹ Phụ nhìn Vân Linh nói. Vân Linh, ta cho ngươi biết, ta chính là muốn tra tấn bọn chúng đến chết. Nếu ngươi ngăn cản, ta cho toàn bộ Vân gia ngươi chôn cùng Thiên Minh. Hai tay Vân Linh nắm lại, trong mắt hàn mang lập lòe. Nhưng cung trang Mỹ Phụ lại cười lạnh. Vân Linh, ta cho ngươi biết, cha ta cùng đại ca ta đã tiến về Minh Mục Đại Lục. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa ngày mai ta có thể nhìn thấy kỹ nữ mà ngươi cùng tiện nhân này sinh ra. Ta cho ngươi biết, đừng nói tiểu tiện nhân kia, dù là con trai của ngươi, ngươi cũng không giữ được, ta muốn tra tấn bọn chúng đến chết. Nói xong, cung trang Mỹ Phụ tay cầm côn sắt đập xuống. Két sát, một âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên, thân thể nữ tử run rẩy một hồi. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, hắn vốn cho rằng Vân Linh sẽ ngăn cản. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà làm như không thấy. Cung trang Mỹ Phụ lạnh lùng nhìn Vân Linh, sau đó côn sắt trong tay giống như thị uy đập xuống. Trung niên vẫn không có xuất thủ ngăn cản. Ngay thời điểm côn sắt muốn rơi vào trên người cô gái tố bào,
một đạo hàn quang đột nhiên hiện ra, Vân Linh phản ứng trước nhất, hắn biến sắc, quay người đánh ra một chưởng. Bành! Đạo hàn quang kia ầm ầm vỡ vụn, nhưng đồng tử của Vân Linh co rụt, hắn quay người nhìn lại, lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng cung trang Mỹ Phụ, mà kiếm trong tay Dương Diệp đã để ngang yết hầu của cung trang Mỹ Phụ. Dương Diệp! Vân Linh nhíu mày, nắm đấm nắm chặt. Lúc này Dương Diệp cũng không có giả trang thiên sát các chủ, bởi vậy Vân Linh đã từng điều tra qua Dương Diệp liếc liền nhận ra Dương Diệp. Dương Diệp! Cung trang Mỹ Phụ bị Dương Diệp khống chế vốn ngẩn người, sau đó điên cuồng lên. Dương Diệp! Dương Diệp! Người vậy mà! Xùy! Lúc này, tay phải của cung trang Mỹ Phụ đã bay ra ngoài. A! À, cung trang Mỹ Phụ kêu thảm lên, nhưng rất nhanh, nàng lại điên cuồng nói, giết hắn đi Vân Linh, giết hắn đi, vì con của chúng ta báo thù. Dương Diệp không có để ý cung trang Mỹ Phụ, mà nhìn Vân Linh nói. Để cho Vân Bán Minh tới, lập tức. Dương Diệp, người vậy mà. Vân Linh giống như muốn nói cái gì, lúc này, hàn mang hiện lên, cánh tay phải của cung trang Mỹ Phụ bị Dương Diệp gọt đoạn. A! À, trong đại sảnh, lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết của cung trang Mỹ Phụ. Nhưng Dương Diệp lại không có dừng tay, kiếm lần nữa vung lên, cánh tay của Mỹ Phụ lại bị chém mất một đoạn. Nhìn thấy Dương Diệp lại muốn động thủ, cung trang Mỹ Phụ vội vàng nhìn Vân Linh giận dữ hét. Đi thả đứa con hoang kia, nhanh, nhanh. Vân Linh nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói. Thả người. Thanh âm rơi xuống, thị vệ nguyên bản xông vào lại lập tức chạy ra ngoài, chỉ chốc lát, một thanh niên được hai thị vệ mang vào đại sảnh. Trên người thanh niên tràn đầy vết roi, hiển nhiên bị ngược đãi, bất quá cũng may, tứ chi kiện toàn, chỉ là bị vết thương ngoài da. Ta là chị của ngươi nhờ tới. Dương Diệp nói xong, lấy ra ngọc bội của Vân Bán Thanh. Chứng kiến ngọc bội này, Vân Bán Minh biến sắc nói. Ngươi, ta, tỷ tỷ có khỏe không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Vịn mẹ ngươi, sau đó cùng ta đi. Nghe Dương Diệp nói. Vân Bán Minh không nói nhảm, vội vàng chạy đến trước mặt nữ tử tố bào, vịn nàng lên, mà khi nữ tử tố bào bị nâng dậy, đồng tử của Dương Diệp lập tức co rụt lại. Trước kia nữ tử tố bào một mực nằm sấp, bởi vậy hắn không có chứng kiến mặt của nữ tử tố bào, hiện tại được nâng dậy, hắn mới phát hiện khuôn mặt của nữ tử tố bào hiện đầy vết đao, rậm rạp chằng chịt, không có máu, hiển nhiên đã rất lâu rồi. Quan trọng nhất là, hai mắt của nữ tử tố bào cũng không còn rồi. A! À, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi của Vân Bán Minh, nhìn bộ dạng của nữ tử tố bào, hai mắt của Vân Bán Minh đỏ lên, huyết lệ vô thanh vô tức tràn ra. Không! Vân Bán Minh ôm chặt lấy nữ tử tố bào, gào khóc. Là Bán Minh vô năng, là Bán Minh vô năng, đều là Bán Minh vô năng. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói. Mang theo mẹ của ngươi đi theo ta. Nghe Dương Diệp nói. Vân Bán Minh thống khổ gật đầu nói. Đi, mẫu thân, ta mang người đi, chúng ta ly khai Vân gia, chúng ta đi tìm tỷ. Nói xong, hắn cõng nữ tử tố bào lên, sau đó trở lại bên cạnh Dương Diệp. Ánh mắt của Vân Bán Minh rơi vào trên người cung trang Mỹ Phụ, rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh, nhưng Dương Diệp lại cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Bán Minh, sau đó tâm niệm khẽ động. Một khôi lỗi hư giả cảnh xuất hiện ở trong tràng, khi khôi lỗi hư giả cảnh xuất hiện, Vân Linh lập tức biến sắc, vô ý thức lui về sau một bước. Dương Diệp tâm niệm khẽ động, khôi lỗi hư giả cảnh bắt lấy thân hình Vân Bán Minh khẽ động, biến mất ở trong đại sảnh. Sau khi khôi lỗi hư giả cảnh mang theo hai mẫu tử biến mất, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trung niên nói. Ngươi là hư giả cảnh uất ức nhất ta đã thấy, thật. Hắn đương nhiên uất ức, ha ha. Cung trang Mỹ Phụ đột nhiên điên cuồng cười phá lên. Biết không, hắn có thể trở thành hư giả cảnh đều là cha ta trợ giúp, không có Tần gia ta, bây giờ hắn còn là một đế giả. Ha ha, nam nhân uất ức ha ha. Hai tay Vân Linh nắm chặt, sắc mặt âm trầm, không nói gì. Dương Diệp nhìn thoáng qua Vân Linh, cười nói. Ta nghĩ, ngươi khẳng định rất muốn ta giết nữ nhân này. Vân Linh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói. Kỳ thật, ta cũng muốn giết nàng, bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho nên ta quyết định cho nàng một cơ hội sống. Hiện tại, người tự đoạn hai tay, ta để nàng sống. Người căn bản sẽ không tha nàng. Vân Linh lạnh nhạt nói. Sẽ. Dương Diệp cười nói.
ta đếm tới ba, nếu như ngươi tự đoạn hai tay, ta thả nàng. Hiện tại bắt đầu, một. Vân Linh nhìn Dương Diệp, không nói gì, mà cung trang mỹ phụ thì nhìn Vân Linh, lúc này nàng cũng yên tĩnh trở lại. Hai. Dương Diệp nhíu mày, tay có chút dùng sức, kiếm trong tay hắn cắt làn da của cung trang mỹ phụ, máu tươi chậm rãi tràn ra. Vân Linh như trước không có động tác. Ba. Dương Diệp nói xong, nhưng kiếm trong tay lại không có động. Hắn cười cười, sau đó mang theo cung trang mỹ phụ thân hình khẽ động, đi tới bên ngoài đại sảnh, sau đó ở trong ánh mắt của tất cả thị vệ Vân gia, thả cung trang mỹ phụ ra. Sau khi buông cung trang mỹ phụ ra, thân hình Dương Diệp khẽ động, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vân Linh cực kỳ khó coi, cung trang mỹ phụ kia không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Phía chân trời, Dương Diệp đang chuẩn bị đuổi theo đám người Vân Bán Minh, đột nhiên hắn biến sắc, bởi vì năm cổ khí tức cường đại đang nhanh chóng đánh úp lại. Năm hư giả cảnh. Đến vừa vặn. Thanh âm rơi xuống, kiếm thần ấn hiện ra, sau đó thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp vừa biến mất, bốn lão giả cùng một trung niên liền xuất hiện. Trong đó tên trung niên kia đúng là Vân Linh. Biến mất. Vân Linh trầm giọng nói. Cẩn thận, người này tựa hồ cũng biết không gian pháp tắc, có thể dung nhập. Ông! Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, khi tiếng kiếm minh này vang vọng, sắc mặt năm người đại biến. Nhưng ở thời khắc này, một cổ kiếm ý kinh khủng bao phủ năm người, cái này để cho năm người cảm giác trên người mình bị đè ép mấy chục tòa đại sơn, thân thể có chút trầm xuống. Thời điểm tiếng kiếm minh cùng kiếm ý xuất hiện, một đạo kiếm quang cũng xuất hiện. Kiếm quang xẹt qua, trong trang. Một lão giả áo đen hai mắt trợn lên. Xùy. Một tia máu tươi từ mi tâm kích xạ ra, sau một khắc, thi thể lão giả áo đen biến mất tại nguyên chỗ. Làm càn. Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, sau đó bốn hư giả cảnh còn lại vội vàng xuất thủ. Rầm 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 oanh. Thời điểm thi thể lão giả áo đen biến mất, bốn trưởng ấn đột nhiên oanh ra, không gian kích động kịch liệt, cùng lúc đó, một tiếng rên rỉ từ trong không gian truyền ra. Sau đó một tia máu tươi từ trong không gian nhẹ nhàng bay ra. Không gian phong tỏa. Một lão giả quát, nói xong, không gian trong mấy ngàn trượng mạnh mẽ co rút lại, ba tên cường giả hư giả cảnh khác cũng vội vàng xuất thủ phong tỏa không gian. Ông! Trong tràng lần nữa vang lên tiếng kiếm minh, một đạo kiếm khí đột nhiên từ trong không gian cắt ra, những nơi kiếm khí đi qua, không gian bị xé nứt, rất nhanh, một vết nứt không gian dài mấy ngàn trượng xuất hiện. Ngăn hắn lại. Một lão giả áo xám gào thét. Âm thanh vừa dứt, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất, sau đó mạnh mẽ nghiền áp xuống. Trong tay ẩn chứa lực lượng cường đại, làm cho mảnh không gian kia bóp méo lên. Phong tỏa không gian chung quanh, đừng cho hắn đào tẩu. Lão giả áo xám gào thét. Thanh âm rơi xuống, hắn cùng với hai lão giả bên cạnh vội vàng xuất thủ, gia cố không gian. Bọn hắn gia cố không gian. Thứ nhất có thể ngăn cản Dương Diệp đào tẩu, thứ hai có thể cảm nhận được Dương Diệp, bởi vì nếu như Dương Diệp muốn phá vỡ không gian, nhất định phải trước phá vỡ lực lượng của bọn hắn, chỉ cần Dương Diệp phá vỡ lực lượng của bọn hắn liền có thể cảm nhận được. Xa xa, khi bàn tay khổng lồ xuất hiện, một đạo kiếm khí huyết sắc phóng lên trời, những nơi kiếm khí huyết sắc đi qua, không gian bị xé nứt nát bấy, cuối cùng, kiếm khí huyết sắc hung hăng chém vào bàn tay khổng lồ. Oanh! Cả hai vừa mới tiếp xúc, phía chân trời lập tức bộc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, cùng lúc đó, một đạo khí lãng khủng bố mạnh mẽ khuếch tán ra, khí lãng cường đại làm không gian rung rung, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Tiếp tục xuất thủ, đám người nguyên lão lập tức tới ngay. Lão giả áo đen nói xong, tay phải tìm tòi về phía trước, sau đó mạnh mẽ nắm chặt, không gian xa xa như một vòng xoáy, chung quanh mấy ngàn trượng vặn vẹo xoay tròn. Cùng lúc đó, một cự chỉ đột nhiên thoáng hiện, sau đó điểm về phía vòng xoáy. Trừ đó ra, hai lão giả khác cũng đột nhiên xuất hiện ở trước vòng xoáy, hai người mạnh mẽ vỗ tới, trong chốc lát, vô số trưởng ấn rậm rạp chẳng chịt thoáng hiện, cuối cùng đều oanh về phía vòng xoáy kia. Giờ khắc này, không gian trong 10 vạn dặm đều chấn động lên. Đúng lúc này, trong vòng xoáy đột nhiên tuôn ra một cổ kiếm ý kinh khủng. Chấn áp kiếm ý của hắn. Lão giả áo đen gào thét. Hắn nói xong, bốn cổ khí thế hư giả cảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó nghiền áp về phía vòng xoáy. Mà đúng lúc này, kiếm ý đột nhiên co rút lại,
Sau một khắc, kiếm ý như vỡ đê mạnh mẽ bộc phát ra. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng từ trong vòng xoáy bừng lên, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cự chỉ còn có những trưởng ấn kia ở thời khắc này bị chấn thành hư vô, cùng lúc đó, không gian chung quanh bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng này mà nứt toác ra, thời điểm không gian văng tung tóe, một thân ảnh từ trong đó lao ra, hóa thành kiếm quang kích bắn đi. Ngăn hắn lại, lão giả áo đen gào thét, dẫn đầu vào tới, tốc độ của hắn cực nhanh, những nơi đi qua, không gian kích động, ba người khác cũng vội vàng đuổi về phía Dương Diệp. Tốc độ của lão giả áo đen rất nhanh, tuyệt không thua Dương Diệp, bởi vậy hắn luôn có thể theo sát Dương Diệp, không có bị Dương Diệp bỏ qua. Cứ như vậy, Dương Diệp trốn, bốn người lão giả áo đen gắt gao truy. Qua mười mấy hơi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn quay người rút kiếm chém, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí phá không. 300 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điện ra. Kiếm khí cường đại phá không, bởi vì kiếm khí quá nhanh, nên lúc này đám người lão giả áo đen chỉ thấy được một tia kiếm quang hiện lên. Nhìn thấy một màn này, đám người lão giả áo đen nheo mắt, trong mắt có vẻ ngưng trọng, không dám khinh thường, nhưng bốn người cũng không có dừng lại, mà vội vàng xuất thủ. Ở dưới bốn người liên thủ công kích, đạo kiếm khí huyết sắc kia bị chấn nát. Sau đó bốn người tốc độ không giảm vọt về phía Dương Diệp. Xa xa, nhìn bốn người vọt tới, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, lần này hắn có chút tính sai. Nguyên bản hắn cho là mình có thể đánh, chết một hư giả cảnh sau đó nghênh ngang rời đi, nhưng hắn đánh giá thấp thực lực của những cường giả hư giả cảnh này. Những cường giả hư giả cảnh này phản ứng cực nhanh, phối hợp rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, chính diện giao thủ, hắn căn bản không có phần thắng, mà ở trước mặt người ta che giấu. Những cường giả hư giả cảnh này cũng không phải ngu ngốc. Trầm ngâm một cái chớp mắt, huyết kiếm biến mất, tay phải chậm rãi nắm lại, một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện ở trong tràng. Két sát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không gian chung quanh rạn nứt. Cẩn thận. Xa xa, nhìn thấy không gian rạn nứt, lão giả áo đen vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này, chân phải Dương Diệp đập mạnh hư không, cả người như một quả đạn pháo bắn ra. Hắn cùng với lão giả áo đen khoảng cách vốn không xa, bởi vậy trong thời gian ngắn hắn đã đi tới trước mặt, gầm lên một tiếng, nắm tay phải mạnh mẽ oanh tới. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng như vỡ đê trút xuống. Phát giác được lực lượng trong nắm đấm của Dương Diệp, lão giả áo đen biến sắc, bởi vì Dương Diệp lấn thân đến trước mặt, nên lúc này hắn căn bản không cách nào cùng ba cường giả hư giả cảnh khác liên thủ đối kháng, hiện tại hắn chỉ có thể tự mình ngạnh kháng. Lão giả áo đen không có lùi bước, cũng không cách nào lùi bước, trong mắt hắn hiện lên lệ khí, hai tay nhanh chóng điệp ra, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tràn vào song trường, sau đó đánh ra, trường xuất, một cổ lực lượng kinh khủng tuôn trào, cùng cổ lực lượng kia của Dương Diệp oanh lại với nhau. Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, một cổ khí lãng kinh khủng mạnh mẽ khuếch tán, lão giả áo đen bị cỗ lực lượng này chấn phun vài ngụm máu, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Mà Dương Diệp thì tế ra U Linh Thuẫn, mặc dù có U Linh Thuẫn ngăn cản, nhưng Dương Diệp vẫn bị chấn liên tiếp lui về phía sau, chỉ có điều hắn không có phun máu, bởi vì đại bộ phận lực lượng đều bị U Linh Thuẫn ngăn chặn. Xuy! Đúng lúc này, một cự chỉ đột nhiên xuất hiện ở trong tràng, cự chỉ này phá tan khí lãng, sau đó oanh lên U Linh Thuẫn. Oanh! Phốc! Một ngụm máu từ trong miệng Dương Diệp phun ra, cả người hắn bị chấn lui. Nhưng đúng lúc này, không gian phía sau hắn đột nhiên co rút lại, chặn đường lui của hắn. Dương Diệp nhíu mày, tay khẽ động, huyết kiếm xuất hiện, sau đó hắn quay người chém ra, kiếm khí phá không, không gian bị xé rách ra một lỗ hổng. Sau khi xé rách không gian, hắn hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong vết nứt không gian. Hư không toa kiếm thuật. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên ngoài vài chục vạn dặm, nhưng hắn mới xuất hiện, bốn người lão giả áo đen đã theo sát tới. Sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, lần nữa thi triển hư không toa kiếm thuật. Liên tục thi triển ba lượt hư không toa kiếm thuật, Dương Diệp vẫn không thể thoát khỏi đám người lão giả áo đen. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ bị đuổi kịp, bởi vì huyền khí của hắn căn bản không bằng cường giả hư giả cảnh, hơn nữa bốn người nhất định thông chi cường giả hư giả cảnh khác, nói cách khác, lúc này khẳng định có rất nhiều cường giả hư giả cảnh đang chạy đến. Một khi những cường giả hư giả cảnh kia đuổi tới, dùng thực lực trước mắt của hắn, thật sự chỉ có thể chờ chết.
ngăn hắn, đám người Nguyên lão nhiều nhất 10 thức liền tới, vạn vạn không thể để cho hắn đào tẩu. Xa xa, thanh âm của lão giả áo đen vang lên, trong thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Nếu như bây giờ có thể giải quyết Dương Diệp, vậy bọn họ chẳng khác nào giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Thiên phú cùng thực lực của Dương Diệp bọn hắn tự mình cảm nhận được, nếu như tùy ý đối phương lớn lên, khi đó đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một đại tai nạn. Đến lúc đó, không có bất kỳ một thế gia hoặc tông môn nào có thể ngăn cản Dương Diệp, phải biết năm đó kiếm vô cực kinh khủng đến cỡ nào. Mà Dương Diệp, bất kể là thực lực hay thiên phú, tuyệt không thua kiếm vô cực. Giết Dương Diệp, không chỉ giải quyết họa lớn trong lòng, hơn nữa từ đó có thể dễ dàng khống chế kiếm minh, chỉ cần khống chế kiếm minh, chẳng khác nào khống chế toàn bộ minh mục đại lục. Xa xa, Dương Diệp nhíu mày, hắn biết rõ, không thể kéo được nữa. Nghĩ đến đây, kiếm thần ấn xuất hiện ở trên trán, sau khi kiếm thần ấn xuất hiện, kiếm ý của hắn bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thời điểm Dương Diệp muốn tăng kiếm ý lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy nữ tử này, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Nữ tử thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt như bạch ngọc, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, đặc biệt là cặp mắt kia, lóe lên ánh sáng, tựa như ánh sao sáng nhất trên trời. Nữ tử mặc váy tím, mái tóc cũng là tím đậm, không chỉ quần áo cùng mái tóc, ngay cả lông mi, hai mắt cũng là màu tím. Cô gái trước mắt, tựa như tinh linh đến từ rừng rậm, đáng yêu lại mang theo một tia lực lượng thần bí. Mà cô gái trước mắt này, Dương Diệp tự nhiên nhận thức, bởi vì nàng chính là Tử Nhi đã bế quan thật lâu. Nhìn thấy Tử Nhi, Dương Diệp ngẩn người, hắn không nghĩ tới Tử Nhi sẽ ở thời điểm này chạy ra, nếu như là bình thường, hắn khẳng định mừng rỡ như điên, nhưng hiện tại. Dương Diệp chỉ trước ngực mình nói, nhanh đi vào, thanh âm hắn vội vàng. Nhưng Tử Nhi lại lắc đầu, Dương Diệp cũng không có tức giận, hắn sẽ không tức giận với Tử Nhi, hiện tại cũng không có thời gian tức giận, lập tức hắn kéo Tử Nhi về phía sau đó muốn thúc giục kiêm thân ân. Nhưng đúng lúc này, Tử Nhi đột nhiên kéo hắn về phía sau, ngay thời điểm Dương Diệp khó hiểu, hai bàn tay nhỏ bé của Tử Nhi đột nhiên duỗi ra, sau đó kéo một phát, một vết nứt không gian xuất hiện. Tử Nhi giữ chặt tay Dương Diệp trực tiếp đi vào vết nứt không gian. Hai người vừa mới vào vết nứt không gian kia trực tiếp khép lại. Mà lúc này, đám người lão giả áo đen vội vàng xé mở không gian, sau đó chui vào vết nứt không gian kia, nhưng ngay khi bốn người vừa mới tiến vào vết nứt không gian, sắc mặt đều đại biến. Oanh! Vị trí không gian của bọn hắn ầm ầm sụp đổ. Hai tức sau, ngoài mấy ngàn trượng, bốn người từ trong không gian chui ra, lúc này sắc mặt bốn người đều vô cùng ngưng trọng, ở khóe miệng đều có vết máu. Mà ở phía sau bọn họ, chỗ đó một mảnh đen kịt, tựa như một cái hắc động. Đó là không gian trước kia sụp đổ, không biết nguyên nhân gì, vậy mà đến bây giờ còn không có được chữa trị. Nhìn hắc động kia, sắc mặt bốn người càng ngưng trọng. Đúng lúc này, không gian chung quanh bốn người khẽ run lên, sau đó Nguyên lão cùng ba lão giả xuất hiện. Dương Diệp đâu? Nguyên lão trầm giọng nói. Trong tràng, lão giả áo đen lắc đầu nói. Lại để cho hắn chạy thoát. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên lão trầm xuống nói. Thực lực bốn người các ngươi, dù giết không được hắn, nhưng muốn ngăn chặn hắn có lẽ vẫn có thể. Có người xuất thủ tương trợ hắn, là Thiên Sát các chủ. Lão giả áo đen khẽ lắc đầu nói. Là một tiểu nữ oa. Nói xong, hắn chỉ không gian hắc động. Cái này là nàng làm ra, trước kia nếu như không phải chúng ta trốn kịp thời, chỉ sợ đã trọng thương. Bốn người Nguyên lão nhìn về phía không gian hắc động, nhìn hắc động kia Nguyên lão nhíu mày, trong mắt cũng xuất hiện một tia ngưng trọng. Đây không phải dùng lực lượng cường hành chấn vỡ, đây là có điểm giống không gian tự bạo, làm sao có thể, không gian như thế nào sẽ tự bạo. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên lão nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là không gian pháp tắc? Lúc này, một lão giả bỗng nhiên nói. Lão giả áo đen khẽ lắc đầu nói. Không gian pháp tắc không có mạnh như vậy, uy lực này vẫn còn là phụ, quan trọng nhất là sau khi bọn hắn tiến vào vết nứt không gian, hai người phảng phất như hư không tiêu thất, cho dù chúng ta phong tỏa không gian cũng cảm thụ không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Ta suy đoán, nàng này ở phương diện không gian có tạo nghệ cường đại, hoặc là nàng có không gian thần thông cực kỳ cường đại. Lúc này,
Nguyên lão khoát tay áo nói. Bây giờ nói những cái này, đã không có ý nghĩa. Nói xong, hắn nhìn về phía Vân Linh. Dương Diệp kia xuất hiện ở Vân gia ngươi, chính là vì cứu người. Vân Linh nhẹ gật đầu nói. Hẳn là vậy. Nguyên lão trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Dương Diệp có không gian pháp tắc, hiển nhiên đây là thiên sát các chủ truyền thụ, nói cách khác, thiên sát các đã cùng kiếm minh liên thủ, điểm ấy đã không thể nghi ngờ. Lão Phu vẫn là câu nói đó, Dương Diệp uy hiếp là về sau, mà thiên sát các uy hiếp là hiện tại, cho nên ta quyết định trước giải quyết thiên sát các, không có thiên sát các âm thầm tương trợ Dương Diệp, muốn diệt Dương Diệp, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta đi diệt sát Dương Diệp, thiên sát các nhất định sẽ lập tức xuất thủ với gia tộc bọn ta, những lão gia hỏa chúng ta không ở ẩn vực, không ai có thể ngăn cản được đám sát thủ kia. Có thể binh chia làm hai đường không? Lão giả áo đen trầm giọng nói. Lấy ra một nửa người đi minh mục đại lục diệt sát Dương Diệp, những người còn lại ở ẩn vực đối phó thiên sát các. Không ổn. Nguyên lão lắc đầu nói. Thực lực Dương Diệp các ngươi cũng nhìn thấy, bốn năm hư giả cảnh chỉ sợ rất khó diệt sát hắn. Nói không chừng còn bị hắn phản giết. Mà thực lực của thiên sát các người cũng tin tưởng, hiện tại không biết nguyên nhân nào, bọn hắn không có phản công, nhưng một khi bọn hắn phản công, vài hư giả cảnh căn bản khó có thể ngăn cản bọn hắn. Cho nên, phân tán lực lượng là không sáng suốt. Nguyên lão nói rất đúng. Một hư giả cảnh nhẹ gật đầu, đồng ý nói. Bất kể là Dương Diệp hay thiên sát các, đều không đơn giản, chúng ta nên trước tập trung lực lượng giải quyết thiên sát các. Sau đó lại đối phó Dương Diệp. Nếu như lực lượng phân tán, như Nguyên lão nói, khả năng người giết không được, còn bị phản giết. Nghe vậy, mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thấy mọi người không có dị nghị, Nguyên lão nói. Toàn lực diệt thiên sát các, tranh thủ ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt khối u ác tính này. Bên ngoài vài chục vạn dặm, không gian khẽ run lên, sau đó không gian phảng phất như bị một lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Lộ ra rồi một khe hở. Khe hở xuất hiện, Tử Nhi cùng Dương Diệp từ trong đó đi ra. Tử Nhi. Dương Diệp bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tử Nhi, ôm nàng vào trong lòng, nói khẽ. Ngươi có thể đi ra. Bị Dương Diệp ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhi hơi đỏ lên, nhưng khi nghe Dương Diệp nói, thân thể nàng khẽ run, sau đó hai tay ôm lấy eo Dương Diệp. Hai người đều không nói gì, cứ như vậy chặt chẽ ôm nhau. Thiên ngôn vạn ngữ, đều ở trong cái ôm này. Lúc này, một đạo bạch quang đột nhiên hiện lên, sau đó tiểu bạch xuất hiện ở trên bờ vai Dương Diệp, nhìn Tử Nhi cùng Dương Diệp, tiểu bạch mở to mắt, sau đó nàng rơi vào trên bờ vai Tử Nhi, đầu nhẹ nhàng cọ lấy đôi má Tử Nhi, cọ sát một hồi, nàng lại bay đến trên bờ vai Dương Diệp, cọ đôi má của hắn. Dương Diệp buông Tử Nhi ra, hai người nhìn thoáng qua tiểu bạch, sau đó nhìn nhau cười cười. Tiểu Bạch hiển nhiên rất ưa thích Tử Điêu, lập tức rơi vào trên bờ vai Tử Nhi, nhẹ nhàng hôn Tử Nhi một cái. Tử Nhi nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, trong mắt có một tia yêu thích. Trong khoảng thời gian nàng bế quan này, là Tiểu Bạch làm bạn với nàng, bởi vậy đối với Tiểu Bạch, nàng cũng có cảm tình. Nhìn Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Dương Diệp mỉm cười, thò tay muốn vặn về đầu Tử Nhi, nhưng Tử Nhi lại tránh tay Dương Diệp, sau đó nhìn hắn một cái nói. Ta đã trưởng thành. Dương Diệp khẽ giật mình, tay ngừng trên không trung, biểu lộ có chút cứng ngắc, nội tâm tuôn ra cảm xúc phức tạp. Hắn có chút mất tự nhiên cười cười, sau đó thu tay về nói. Đúng vậy a, trưởng thành, đồ đần. Tử Nhi chừng Dương Diệp một cái, sau đó giữ chặt tay Dương Diệp, nói khẽ. Ta trưởng thành, cũng là Tử Nhi của ngươi, chỉ là ngươi không thể coi ta là tiểu hài tử, tiểu bạch mới là tiểu hài tử, hiểu chưa? Tử Nhi vẫn là Tử Nhi. Trong nội tâm Dương Diệp thở dài một hơi, lúc trước hắn cho rằng Tử Nhi cùng hắn lạnh nhạt rồi, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Dương Diệp giữ chặt tay Tử Nhi, nói khẽ. Tử Nhi, bây giờ ngươi đã là đế giả. Tử Nhi nhẹ gật đầu. Thấy Tử Nhi gật đầu, Dương Diệp hít sâu một hơi nói. Ngươi, vậy mà trực tiếp đạt đến đế cấp, cái này. Cái này quá đả kích người rồi. Nói xong lời cuối cùng. Hắn cười khổ không thôi. Phải biết, Tử Nhi ở trong lúc bế quan, giống như mới thánh cấp A. Lần này đã đột phá đến đế cấp, mà hắn hiện tại vẫn chỉ là bán đế, xác thực có chút đả kích người.
Tử Nhi chỉ phần bụng Dương Diệp nói. Nguyên nhân chính là tử khí kia, nó rất tinh thuần, còn muốn tinh thuần hơn bổn nguyên tử khí, ta mỗi ngày hấp thu nó, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới đế cấp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng đoán được. Lúc trước sở dĩ Tử Nhi đi theo hắn, cũng là bởi vì hồng mông tử khí, hơn nữa, sau khi Tử Nhi đi theo hắn, tốc độ Tử Nhi tấn chức cũng cực nhanh. Kỳ thật chính hắn tăng lên tốc độ cũng rất nhanh, người bình thường, đạt tới đế giả ít nhất cần mấy trăm tuổi, thậm chí thêm nữa, dù thiên phú tốt, khả năng cũng phải vài thập niên, nhưng hắn đạt tới bán đế, chỉ dùng không đến hơn 10 năm. Có thể nói, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đến được bán đế, hồng mông tử khí không thể bỏ qua công lao. Vân Bán Minh cùng mẫu thân của Vân Bán Thanh đã được Khôi Lỗi đưa ra ẩn vực, ở lại ẩn vực, không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là trở về phát triển kiếm minh, còn có tăng cường thực lực của mình. Đúng lúc này, Tử Nhi nhíu mày, đột nhiên tay trái nàng nhẹ nhàng vung lên, không gian chung quanh run lên kịch liệt, sau đó một nữ tử xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn thấy nữ tử, Dương Diệp nhướng mày, bởi vì nữ nhân này là Thiên Lan Không. Ánh mắt của Thiên Lan Không rơi vào trên người Tử Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nói. Ngươi làm sao làm được? Trước kia nàng dung nhập trong không gian, nhưng tiểu cô nương này vung tay lên, nàng liền bị nặn ra rồi. Đúng, nàng là bị không gian chung quanh nặn ra. Tử Nhi không có trả lời Thiên Lan Không, mà nhìn về phía Dương Diệp. Thiên Lan Không, có việc gì sao? Dương Diệp nói. Nghe Dương Diệp nói. Ánh mắt của Thiên Lan Không di chuyển đến trên người Dương Diệp. Dương Diệp, hiện tại đám người Nguyên gia đang điên cuồng xuất thủ với Thiên Sát Các ta, Thiên Sát Các ta đã chết. Dương Diệp khoát tay áo, cắt đứt Thiên Lan Không nói. Thiên cô nương, ngươi nói những cái này, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Nói xong, Dương Diệp kéo Tử Nhi rời đi. Dương Diệp đi không có một chút chần chờ. Thiên Sát Các với hắn mà nói. Có thể khống chế đương nhiên là tốt, bởi vì đây là một trợ lực, nhưng không có cũng không có việc gì, Dương Diệp hắn chưa bao giờ sẽ ký thác hy vọng vào trên thân người khác. Cũng không phải bực bội với Thiên Lan Không, mà là với hắn mà nói, song phương hợp tác, phải thẳng thắn thành khẩn, Thiên Lan Không này rõ ràng không tín nhiệm hắn, nhưng lại nhằm vào hắn. Tiếp tục dừng lại ở Thiên Sát Các, dùng tính tình của hắn, đến lúc đó đừng nói hợp tác, chỉ sợ còn sẽ cùng Thiên Sát Các người chết ta sống. Chơi đùa đến tình trạng kia, không bằng hiện tại mọi người mỗi người đi một ngả. Đúng lúc này, Thiên Lan Không đột nhiên ngăn ở trước mặt Dương Diệp nói. Sao không có vấn đề gì với ngươi, hôm nay Thiên Sát Các bị đám người Nguyên gia đuổi giết, đều là vì ngươi. Nếu như không phải người giả trang Thiên Sát các chủ, đám người Nguyên gia sao sẽ đến nhằm vào Thiên Sát Các? Cho nên, ngươi là chọc cười ta sao? Dương Diệp cắt đứt Thiên Lan Không. Bởi vì ta. Thật sự là buồn cười. Thiên Lan Không, người trước phải biết rõ ràng một điểm, là Thiên Sát Các ngươi tới truy sát ta, còn nữa, Thiên Sát các chủ là ai giết? Là ta giết, hay là người giết? Bản thân mình là phản đồ lớn nhất của Thiên Sát Các, còn có mặt mũi nói là ta hại Thiên Sát Các, mặt người đâu? Còn nữa, coi như là ta hại Thiên Sát các ngươi, đó cũng là Thiên Sát các ngươi đáng đời. Nói thật, ta không có giết người, không có xuất thủ với Thiên Sát Các. Là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nói đến đây, Dương Diệp cười lạnh nói. Thiên cô nương, nói thật, muốn tan rã Thiên Sát các ngươi, đơn giản đến cực điểm, chỉ cần để cho bọn hắn biết các chủ của bọn hắn chết ở trên tay ai, ta nghĩ Thiên Sát các nhất định sẽ lập tức sụp đổ. Không phải sao, còn nữa, sở dĩ ta lựa chọn ly khai, là vì ngươi dù sao đã cứu ta, hợp tác không xả thân nghĩa, tuy chúng ta không cách nào hợp tác, nhưng có cùng chung địch nhân. Cho nên ta cảm thấy ta cùng Thiên Sát các tầm đó, chưa tính là địch nhân, ít nhất từ trên chiến lược là như thế. Thiên Lan Không trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tuy ta muốn giết Thiên Sát các chủ, nhưng ta không có hận ý với Thiên Sát các. Cái này cùng ta có quan hệ sao? Dương Diệp lạnh lùng nói. Thiên Lan Không nói. Hiện tại ở trong các đều nghĩ ngươi là các chủ, bọn hắn chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi. Nguyên lai ngươi là vì cái này mới đến. Dương Diệp nói, cái này đơn giản, người bây giờ trở về nói cho bọn hắn biết, Thiên Sát các chủ là ngươi, nói là ta nói, nếu bọn hắn không tin, ta truyền âm cho bọn hắn là được. Đối với chuyện nhỏ ấy, ta vẫn không ngại giúp. Thiên Lan Không ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói,
Chúng ta ngăn cản không nổi ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn, cho nên thiên sát các ta sẽ đầu hàng. Uy hiếp ta. Dương Diệp nhíu mày. Ta chỉ nói một sự thật. Thiên Lan không nói. Dương Diệp cười lạnh một tiếng nói. Không sao, chỉ cần thiên sát các ngươi đầu hàng, ta lập tức công bố tin tức thiên sát các chủ vẫn lạc, hơn nữa nói cho thế nhân biết thiên sát các chủ là ai giết. Có tất yếu làm tuyệt như vậy không? Thiên Lan không trầm giọng nói. Tuyệt. Dương Diệp cười lạnh nói. Thiên Lan không, ngươi thật là rất khôi hài. Thiên sát các ngươi đầu hàng ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn, là địch nhân của ta rồi, đối đãi địch nhân, chẳng lẽ còn phải giảng nhân từ sao? Ta cho ngươi biết, đừng cho rằng ta là nói giỡn với ngươi, chỉ cần thiên sát các ngươi dám đầu hàng, ta lập tức công bố tin tức thiên sát các chủ vẫn lạc. Thiên cô nương, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không đi tác hợp đầu hàng, dù sao không có người nào muốn bị vô số sát thủ đuổi giết, không phải sao? Ngươi cũng sẽ bị đuổi giết. Thiên Lan không nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Dương Diệp nói. Giữa chúng ta, không cần phải cá chết lưới rách như vậy, không phải sao? Thiên Lan không nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, giữa chúng ta, xác thực không cần phải cá chết lưới rách. Cho nên, hiện tại các ngươi đi đường của các ngươi, ta đi đường của ta, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Nói xong, Dương Diệp kéo Tử Nhi đi xa. Bất quá rất nhanh, hắn ngừng lại, bởi vì Thiên Lan không chắn ở trước mặt hắn. Giống như trước kia, ngươi vẫn là thiên sát các chủ. Thiên Lan không nói. Đầu hàng đám người Nguyên gia, nàng rất rõ ràng, nếu như thiên sát các thật sự làm như vậy, Dương Diệp tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, sự tình thiên sát các chủ vẫn lạc, còn có nàng giết thiên sát các chủ bộc lộ ra, khi đó thiên sát các nhất định sẽ loạn. Về phần nàng sẽ bị đuổi giết đến chết, hiện tại thiên sát các không chỉ nàng là hư giả cảnh. Hơn nữa, những người trong thiên sát các kia cũng không nhất định sẽ đầu hàng, một khi để cho bọn hắn biết thiên sát các chủ đã chết. Rất nhiều người nhất định sẽ lập tức ly khai thiên sát các bắt đầu từ số 0. Hoặc là vì tranh giành vị trí thiên sát các chủ, chơi đùa ngươi chết ta sống. Tóm lại, mặc kệ kết quả nào, cũng không phải nàng nguyện ý chứng kiến. Các chủ, khóe miệng Dương Diệp mỉa mai nói. Thiên cô nương, thật có lỗi, ta không có hứng thú. Cái vị trí các chủ này, ai thích thì làm đi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Thiên Lan không trầm giọng nói. Dương Diệp nói, ta muốn thế nào, Thiên Lan không, là ngươi muốn thế nào, ta cùng ngươi hợp tác khống chế thiên sát các, nhưng ngươi lại khắp nơi đề phòng ta, thậm chí nhằm vào ta, tốt, có thể, ta trả thiên sát các lại cho ngươi. Mà bây giờ, thiên sát các gặp nạn, ngươi lại tới tìm ta, Thiên Lan không, ngươi cho rằng ta là sủng vật của ngươi. Gọi thì tới, đuổi thì đi. Tốt, ta xin lỗi còn không được sao. Thiên Lan không nói, ta xin lỗi. Trước kia là ta không đúng, ta không nên hoài nghi ngươi, không nên nhằm vào ngươi, ta. Dương Diệp khoát tay áo nói. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Muốn ta trở về tiếp tục làm các chủ, có thể, một điều kiện, từ nay về sau, ta nói cái gì chính là cái đó, ta không hy vọng nghe được thanh âm người phản đối ta. Hoặc là, bây giờ ngươi rời khỏi thiên sát các, bất quá ngươi hắn sẽ không lựa chọn rời khỏi. Nhưng cái này không quan hệ tới ta. Hiện tại. Điều kiện ta đã đưa ra, có nguyện ý hay không, cho ta một câu trả lời thuyết phục. Thiên Lan không hít sâu một hơi nói. Cần hùng hổ dọa người như vậy sao? Dương Diệp lắc đầu nói. Thiên cô nương, trước kia ta rất khách khí với ngươi, coi ngươi là người một nhà, đáng tiếc, khách khí của ta đổi lấy chính là người châm chọc khiêu khích. Hiện tại ta quyết định đối lại phương thức với ngươi, đáp ứng điều kiện ta nói, chúng ta tiếp tục hợp tác, bằng không thì, kính xin tránh ra. Đừng chặn con đường của chúng ta. Thiên sát các bị diệt, người tiếp theo chính là kiếm minh ngươi. Thiên Lan không nói. Đó là chuyện của ta, không cần người quan tâm. Dương Diệp nói. Thiên Lan không trầm mặc, lúc này Dương Diệp lại nói. Kỳ thật, muốn khống chế thiên sát các, với ta mà nói, rất đơn giản, giết ngươi là có thể khống chế thiên sát các. Nhưng như trước kia nói, ngươi không có phụ ta, ta không thể hạ thủ. Nhưng nếu như ngươi dám mang theo thiên sát các đầu hàng đám người Nguyên gia, tin tưởng ta, ta không có chút nương tay nào. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói. Còn nữa, nếu như ta muốn hy sinh thiên sát các cùng đám người Nguyên gia lưỡng bại câu thương, căn bản không cần phiền toái như vậy,
chỉ cần ta không nhúng tay vào sự tình Thiên Sát Các, mặc kệ các ngươi chém giết là được rồi. Vì sao trước kia không giải thích? Thiên Lan không nói. Giải thích? Dương Diệp cười lạnh nói. Ngươi cho ta cơ hội giải thích sao? Dù giải thích cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Coi như lần này ngươi tin, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Nói thật, Thiên cô nương, cá nhân ta cảm thấy, trả Thiên Sát Các lại cho ngươi, đối với ngươi ta đều tốt, ngươi cũng thấy đấy, ta là người tính tình không tốt, nếu như ta và ngươi không thể thẳng thắn thành khẩn hợp tác, tới cuối cùng, đừng nói hợp tác, chỉ sợ còn có thể biến thành ngươi chết ta sống. Nói xong, Dương Diệp nắm tay Tử Nhi lướt qua Thiên Lan không. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Lúc này sau lưng Dương Diệp truyền đến thanh âm của Thiên Lan không. Về sau trong Thiên Sát Các, ngươi là các chủ chân chính, ngươi nói cái gì chính là cái đó, như vậy đã được chưa? Dương Diệp dừng bước, quay người nhìn về phía Thiên Lan không nói. Nhớ kỹ, là ngươi cầu ta trở về làm Thiên Sát các chủ. Hiện tại, đi theo ta. Nói xong, Dương Diệp quay người tiếp tục mang theo Tử Nhi đi xa. Đi đâu, Thiên Sát Các? Thiên Lan không nói. Giải thích. Dương Diệp cười lạnh nói. Ngươi cho ta cơ hội giải thích sao? Dù giải thích cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Coi như lần này ngươi tin, nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao? Nói thật, Thiên cô nương, cá nhân ta cảm thấy, trả Thiên Sát Các lại cho ngươi, đối với ngươi ta đều tốt, ngươi cũng thấy đấy, ta là người tính tình không tốt, nếu như ta và ngươi không thể thẳng thắn thành khẩn hợp tác, tới cuối cùng, đừng nói hợp tác, chỉ sợ còn có thể biến thành ngươi chết ta sống. Nói xong, Dương Diệp nắm tay Tử Nhi lướt qua Thiên Lan không. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Kỳ thật, muốn khống chế Thiên Sát Các, với ta mà nói, rất đơn giản, giết ngươi là có thể khống chế Thiên Sát Các. Nhưng như trước kia nói, ngươi không có phụ ta, ta không thể hạ thủ. Nhưng nếu như ngươi dám mang theo Thiên Sát Các đầu hàng đám người Nguyên gia, tin tưởng ta, ta không có chút nương tay nào. Nói đến đây, Dương Diệp lại nói. Còn nữa, nếu như ta muốn hy sinh Thiên Sát Các cùng đám người Nguyên gia lưỡng bại câu thương, căn bản không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ta không nhúng tay vào sự tình Thiên Sát Các, mặc kệ các ngươi chém giết là được rồi. Vì sao trước kia không giải thích? Dương Diệp tự nhiên là phải về Minh Ngục Đại Lục, bởi vì lúc trước hắn nghe được cung trang mỹ phụ của Vân gia nói Tần gia có cường giả đi đến Minh Ngục Đại Lục, hơn nữa còn là hai người, đối phương nhất định là hư giả cảnh, tuy hiện tại tận thế thành có Lão Hắc, còn có Hư Vân Hạp, nhưng hắn vẫn có chút không yên lòng. Thiên Sát Các. Trên đường đi, Thiên Lan không muốn nói lại thôi. Trước ngươi không phải nói đã để người Thiên Sát Các che giấu rồi sao? Dương Diệp hỏi. Thế nhưng... Không có thế nhưng gì, như vậy là được rồi. Hiện tại ta có chuyện càng trọng yếu phải làm. Nếu như ngươi không muốn đi, ngươi có thể tự mình về Thiên Sát Các, ta không ngăn cản ngươi. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, trong nội tâm nổi lên vẻ đắng chát, hiện tại thái độ của Dương Diệp đối với nàng là đối đãi cấp dưới A. Lúc này nàng minh bạch, kỳ thật mình cùng Dương Diệp đã chưa tính là bằng hữu, không, ngay cả quan hệ hợp tác cũng không tính, hiện tại nàng là cấp dưới. Dương Diệp đối với nàng, đã không có khách khí cùng kiên nhẫn như trước kia. Sự tình biến thành như vậy, trách ai? Tự nhiên là trách chính nàng. Kỳ thật trước khi nàng đến cũng có tỉnh lại qua. Dương Diệp không nợ nàng cái gì, nàng cứu Dương Diệp cũng cứu nàng, bọn hắn tầm đó, ai cũng không nợ ai. Mà nàng lại thường xuyên vênh váo hung hăng, châm chọc khiêu khích, đặc biệt là ưa thích chỉ trỏ cách nghĩ cùng hành vi của Dương Diệp. Người với người ở chung. Cần tôn trọng lẫn nhau, cần một mức độ, mà nàng không có nắm chắc tốt cái mức độ này, cho nên hiện tại xấu hổ rồi. Minh Ngục Đại Lục, Tận Thế Thành. Một lão giả áo bào tím cùng trung niên xuất hiện ở trên không Tận Thế Thành. Hai hư giả cảnh. Nhìn Tận Thế Thành phía dưới, lão giả áo bào tím lạnh nhạt nói. Trực tiếp diệt đi. Lúc này, không gian trước mặt trung niên kia đột nhiên nổi lên dập dờn, một lát sau, hắn nhìn về phía lão giả nói. Phụ thân, Nguyên lão truyền tin, lệnh chúng ta lập tức trở về, nói Dương Diệp kia khả năng đã trở về rồi. Buồn cười. Lão giả áo bào tím lạnh lùng nói. Một con sâu cái kiến bán đế trở về, liền lệnh chúng ta trở về. Nguyên lão quái hắn không biết xấu hổ, nhưng Tần Khiếu ta còn muốn mặt. Nói cho hắn biết, nếu Dương Diệp trở về, Tần Khiếu ta vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Trung niên do dự, sau đó nhẹ gật đầu,
lấy ra một truyền âm phù bóp nát. Ẩn vực. Không gian trước mặt Nguyên lão đột nhiên rung động, sau một lúc lâu, Nguyên lão lắc đầu, thấp giọng nói. Ngu xuẩn. Nguyên lão không có nói gì, với hắn mà nói, phụ tử Tần Khiếu vẫn lạc cũng không phải chuyện xấu gì. Bởi vì trong mấy đại thế gia, Tần gia thường xuyên đối nghịch hắn. Tần gia muốn thay thế Nguyên gia, thành nhân tộc đệ nhất thế gia, cái này ở ấn vực cũng không phải bí mật gì. Trước kia một mực không có xuất thủ với Tần gia, tự nhiên là vì không muốn lưỡng bại câu thương, hơn nữa cũng không muốn để cho thế gia khác cảm thấy Nguyên gia bá đạo, không nghe lệnh sẽ chết. Nếu như có thể mượn tay Dương Diệp diệt trừ hai hư giả cảnh của Tần gia, ngày sau ở ấn vực, sẽ không có thể ra cùng tông môn có thể chống lại Nguyên gia, mà Tần gia mất đi hai hư giả cảnh, còn có lực lượng phản kháng mệnh lệnh của Nguyên gia sao? Tự gây nghiệt không thể sống. Nguyên lão cười lạnh một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Tận Thế Thành. Trên không trung, tay phải Tần Khiếu vung lên, một cổ uy áp kinh khủng từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, uy áp cường đại làm cho toàn bộ Tận Thế Thành run rẩy. Trong Tận Thế Thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cường giả hư giả cảnh. Trong thành bạo động, chấn định, việc ai nấy làm. Mặc kệ người phương nào dám can đảm làm loạn, giết chết bất luận tội. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Dạ Lưu Vân. Nghe được thanh âm của Dạ Lưu Vân, tuy trong nội tâm rất nhiều người vẫn kinh hãi bất an, nhưng lại chấn định xuống, không có xuất hiện nhiễu loạn gì, càng không có người dám sằng bậy. Tuy Dạ Lưu Vân là một nữ tử, nhưng nàng không phải người nhân từ nương tay, đã từng có lính đánh thuê gia nhập Tận Thế Thành, ở trong thành sằng bậy. Kết quả những lính đánh thuê sằng bậy kia đều bị giết. Có thể nói, uy vọng của Dạ Lưu Vân ở trong thành, gần với Dương Diệp nhất. Dạ Lưu Vân mang theo một đoàn người đi ra kiếm điện, đi tới không trung, ở sau lưng nàng, là đám người kiếm hư, đều là đế giả. Khi thấy hai người Tần Khiếu, sắc mặt đám người kiếm hư lập tức trầm xuống. Hai gã hư giả cảnh. Hiện tại kiếm minh không thiếu đế giả, nếu như là một hư giả cảnh, toàn bộ kiếm minh liên thủ. Tăng thêm trận pháp của Tận Thế Thành, đối kháng một gã hư giả cảnh không phải quá khó, nhưng hai hư giả cảnh thì không phải đế giả trong Tận Thế Thành có thể chống lại được rồi. Dạ Lưu Vân cũng không nghĩ tới vậy mà đến hai hư giả cảnh, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt lại bình tĩnh. Ánh mắt nàng rơi vào trên người Tần Khiếu nói. Các hạ tới từ ẩn vực. Người vậy mà biết ẩn vực. Trong mắt Tần Khiếu hiện lên kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu nói. Có lẽ là Dương Diệp kia nói cho ngươi, cũng tốt, tránh lão phu tốn nhiều miệng lưỡi. Lão phu không muốn cùng ngươi nói nhảm, giao ra Vân Bán Thanh, lão phu để cho bọn ngươi chết nhanh một chút, bằng không thì. Bằng không thì để cho chúng ta nhận hết tra tấn mà chết, đúng không? Dạ Lưu Vân lạnh nhạt nói. Tần Khiếu nhíu mày. Nhìn bộ dạng của ngươi, giống như không có sợ hãi à. Như thế nào, đang chờ Dương Diệp tới cứu các ngươi? Dạ Lưu Vân nói, các hạ, kiếm minh sẽ không giao Bán Thanh ra, đây chính là trả lời của kiếm minh ta. Ngươi xác định, khóe miệng Tần Khiếu nổi lên cười lạnh. Dạ Lưu Vân không có quản Tần Khiếu, mà quay người thi lễ nói. Kính xin tiền bối xuất thủ, ta đã sớm muốn ra tay rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên, sau đó một quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Trong chớp mắt, quái vật khổng lồ này đi tới trên không Tần Khiếu. Một quyền oanh tới. Quyền chưa đến, quyền kình cường đại liền chấn hai người Tần Khiếu lui 10 trượng. Lúc này, mọi người thấy tinh tường quái vật khổng lồ này rồi. Cự viên. Yêu thú hư cấp. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người trong Tận Thế Thành lập tức thở dài một hơi, hắc phượng kia xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người trong Tận Thế Thành một liều thuốc trợ tim. Phía chân trời, chứng kiến hắc phượng xuất hiện, sắc mặt hai người Tần Khiếu lập tức biến đổi. Hiển nhiên hai người không nghĩ tới kiếm minh còn có cường giả hư giả cảnh, hơn nữa còn là yêu thú. Nhưng lúc này hắn không thời gian suy nghĩ vì sao kiếm minh có yêu thú tương trợ, tay phải lập tức hóa trưởng, sau đó mạnh mẽ vỗ ra. Trưởng ra, một trưởng ấn thoáng hiện, đâm vào trên nắm tay hắc phượng. Oanh! Quyền ấn của Tần Khiếu nghiền nát, tốc độ của hắc phượng không giảm, cả người bắn mạnh về phía Tần Khiếu, sau đó lại vung quyền oanh tới. Trong mắt Tần Khiếu hiện lên lệ khí, hai tay xoay tròn, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Diệt Tận Thế Thành đi. Tần Khiếu nói xong, cả người hóa thành một đạo lưu quang vọt về phía hắc phượng.
Một bên, trung niên kia nghe Tần Khiếu nói, ánh mắt rơi vào trên Tận Thế Thành, không do dự, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, trong thành đột nhiên bay lên một quái vật khổng lồ. Đế Vân Hạm, trung niên nhướng mày, đột nhiên hắn biến sắc nói, đây là Hư Vân Hạm. Ngươi, các ngươi thậm chí có Hư Vân Hạm, oanh. Đột nhiên, một chùm tia sáng màu xanh da trời từ trên Hư Vân Hạm kích xạ ra, tia sáng màu xanh da trời xẹt qua chân trời, lập tức đến trước mặt trung niên. Phát giác được chùm tia sáng khủng bố, trung niên biến sắc, không dám khinh thường, tay khẽ động, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, hai tay trung niên nắm lấy trường đao bố một phát. Oanh! Giơ tay chém xuống, chùm tia sáng ầm ầm nghiền nát, mà trung niên cũng bị chấn lùi lại gần trăm trượng. Oanh! Lúc này, lại một chùm tia sáng từ trên Hư Vân Hạm kích xạ ra. Trung niên nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, cả người hóa thành lưu quang đụng tới chùm tia sáng màu xanh da trời. Rầm rầm rầm, phía chân trời vang lên từng tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Trong Tận Thế Thành, Dã Lưu Vân ngẩng đầu nhìn Tần Khiếu cùng trung niên, trong mắt có một tia lo lắng, người ẩn vực đã bắt đầu xuất thủ với Tận Thế Thành, nhưng Dương Diệp lại y nguyên không thấy bóng dáng. Dương Diệp là tâm phúc của Kiếm Minh, nếu như Dương Diệp có gì không may, không cần phải nói, Kiếm Minh nhất định sẽ sụp đổ. Cái này tuyệt không khoa trương. Bây giờ nàng có thể trấn nhiếp mọi người, nguyên nhân chủ yếu là mọi người đều biết người sau lưng nàng là Dương Diệp, mà một khi Dương Diệp không còn, như vậy rất nhiều người trong Tận Thế Thành chắc chắn sẽ không nghe nàng hiệu lệnh. Mà bọn người Kiếm Hư, nói không chừng cũng sẽ rời Tận Thế Thành, không có biện pháp, có Dương Diệp, mọi người mới cảm thấy có tương lai, mới thấy được hy vọng. Không có Dương Diệp, Kiếm Minh lại phát triển như thế nào cũng khó có khả năng đạt tới thế lực kim cương cấp. Kiếm chủ, Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi nói. Hôm nay ngươi có khỏe không? Rầm rầm. Phía chân trời, âm thanh như sấm, không gian không ngừng rung rung. Thực lực của Tần Khiếu rõ ràng không bằng Hắc Phượn, ở dưới Hắc Phượn điên cuồng công kích, liên tiếp bại lui. Về phần trung niên thì bị Hư Vân Hạm gắt gao ngăn chặn, căn bản không cách nào rảnh tay đến giúp Tần Khiếu. Tuy Hư Vân Hạm cực kỳ tiêu hao tử tinh thạch, nhưng đối với Kiếm Minh hiện tại mà nói, không thiếu tử tinh thạch. Phụ thân, chúng ta trước rút lui. Lúc này, trung niên bỗng nhiên truyền âm cho Tần Khiếu. Thế cục bây giờ đối với bọn họ là cực kỳ bất lợi, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra, phụ thân hắn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Mà một khi phụ thân bị thua, hai người bọn họ vô cùng có khả năng phải vẫn lạc ở chỗ này. Xa xa, nghe được trung niên nói, sắc mặt Tần Khiếu biến ảo, hắn tự nhiên không muốn xám xịt trở lại ẩn vực, nhưng lúc này hắn vô cùng rõ ràng, muốn diệt Kiếm Minh, đã không có khả năng. Hơn nữa nếu kéo dài, thật đúng là có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Xa xa, nghe được trung niên nói, sắc mặt Tần Khiếu biến ảo, hắn tự nhiên không muốn xám xịt trở lại ẩn vực, nhưng lúc này hắn vô cùng rõ ràng, muốn diệt Kiếm Minh, đã không có khả năng. Hơn nữa nếu kéo dài, thật đúng là có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Nghĩ vậy, Tần Khiếu không có do dự, lập tức nói. Rút lui. Tần Khiếu nói xong, trung niên nhẹ gật đầu, muốn lui lại, nhưng trong chàng nổi lên dị biến, một đạo kiếm quang vọt ra, khi đạo kiếm quang này xuất hiện, sắc mặt trung niên đại biến, tóc gáy toàn thân dựng lên, bản năng làm cho hắn muốn tránh ra, nhưng lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hắn, làm cho thân thể của hắn cứng lại. Ngay lúc ấy, đạo kiếm quang kia trực tiếp từ giữa mi tâm kích xạ ra. Thân thể trung niên cứng ngắc, ở phía sau hắn là Dương Diệp. Kiếm thật nhanh. Trung niên nói xong, một tia máu tươi từ trong mi tâm kích xạ ra. Dương Diệp vung tay, trực tiếp thu thi thể hắn vào. Không. Xa xa, nhìn thấy trung niên chết, trong mắt Tần Khiếu muốn nứt, nhưng đúng lúc này, không gian phía sau hắn đột nhiên nhúc nhích, sau đó một thanh dao găm trực tiếp đâm vào phần gáy của hắn. Sắc mặt Tần Khiếu đại biến, hắn không nghĩ tới còn có người, cũng may hắn phản ứng không chậm, thân hình lóe lên, ở thời khắc mấu chốt cả người rời đi, vừa vặn tránh thoát một kích chí mạng, nhưng hắn vừa dừng lại, một đạo kiếm quang đã đi tới trước mặt của hắn, cùng lúc đó, một cỗ kiếm ý trực tiếp đặt ở trên người hắn. Tần Khiếu hoảng hốt, vội vàng phóng ra khí thế hư giả cảnh đến đối kháng kiếm ý, nhưng khí thế của hắn mới xuất hiện, lại một cỗ khí thế hư giả cảnh đặt ở trên người. Khí thế hư giả cảnh cùng kiếm ý đồng thời đặt ở trên người hắn, khí thế của hắn lập tức bị đè trở về trong cơ thể.
Đã xong. Hai mắt Tần Khiếu trợn lên, trong đầu xuất hiện ý nghĩ này. Một đạo kiếm quang xuyên thủng mi tâm, cùng lúc đó, một thanh dao găm cắm vào gáy. Ngươi là Dương Diệp tốt, tốt. Tần Khiếu giống như muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp lại không cho hắn cơ hội, tay phải vung lên, kiếm quang từ mi tâm xuyên qua, thanh âm của Tần Khiếu lập tức im bặt, sau đó trong mắt không còn ánh sáng. Là kiếm chủ. Lúc này, trong Tận Thế Thành đột nhiên có người la lớn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, khi nhìn thấy Dương Diệp, toàn bộ Tận Thế Thành lập tức sôi trào. Kiếm chủ! Kiếm chủ! Trong Tận Thế Thành, vô số người cùng kêu lên hò hét, thanh âm chấn động cửu tiêu. Dạ Lưu Vân nhìn Dương Diệp, trên mặt có vui vẻ, giờ khắc này, tảng đá trong nội tâm nàng rốt cục rơi xuống. Phía chân trời, nhìn Tận Thế Thành, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó tay phải có chút chúi xuống. Lập tức, toàn bộ Tận Thế Thành yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người không phạm kiếm minh không phạm người, nếu người phạm kiếm minh tất diệt. Từ giờ phút này, kiếm minh chính thức tuyên chiến với ẩn vực. Ta muốn san bằng hai tông ngũ thành của ẩn vực. Thanh âm của Dương Diệp tựa như tiếng sấm vang lên ở trong Tận Thế Thành. Tuyên chiến. Kiếm minh tuyên chiến ẩn vực. Dương Diệp đột nhiên làm như vậy, tự nhiên không phải xúc động. Hiện tại ẩn vực đã xuất thủ với kiếm minh, nói cách khác, kiếm minh cùng ẩn vực tầm đó đã khai chiến. Nhưng lúc này kiếm minh đối với ẩn vực lại biết rất ít, thậm chí rất nhiều người còn không biết kiếm minh có cường địch. Như vậy tự nhiên không được, bởi vậy hắn phải để cho người kiếm minh có tâm lý chuẩn bị, bằng không thì vạn nhất ngày nào đó đại quân ẩn vực đến, người kiếm minh còn không biết chuyện gì xảy ra. Tuyên chiến. Một bên, Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ công nhiên tuyên chiến với hai tông ngũ thành của ân vực. Phải biết, thực lực của hai tông ngũ thành này, chính là viễn siêu kiếm minh không biết bao nhiêu lần a. Dương Diệp là bị điên rồi sao? San bằng hai tông ngũ thành của ân vực. Phía dưới, trong Tận Thế Thành, vô số người giống lên. Tuy mọi người không biết ân vực hai tông ngũ thành là cái gì, nhưng mọi người có lòng tin, bởi vì có Dương Diệp. Hư giả cảnh rất cường đại sao? Tự nhiên rất cường đại. Nhưng vừa rồi Dương Diệp trong thời gian ngắn giết hai gã. Kiếm minh có thể phát triển đến trình độ bây giờ, đều là vì Dương Diệp. Hiện tại Dương Diệp không chỉ là kiếm minh minh chủ, còn là đại lục đệ nhất kiếm tu, càng là đại lục đệ nhất thiên tài. Ở trong nội tâm toàn bộ kiếm minh, Dương Diệp là kiếm vô cực thứ hai, thậm chí sẽ siêu việt kiếm vô cực. Có Dương Diệp, kiếm minh không ngừng phát triển, nhân tâm ngưng tụ. Một bên. Nhìn người Tận Thế Thành cuồng nhiệt, Thiên Lan không trầm mặc, nàng không nghĩ tới Dương Diệp ở trong nội tâm những người này uy vọng cao như vậy. Kỳ thật nàng cũng biết, nếu để cho Dương Diệp lớn lên, đại lục này không ai có thể ngăn cản Dương Diệp, nhưng đám người Nguyên gia sẽ để cho Dương Diệp lớn lên sao? Hiển nhiên sẽ không. Không phải kiếm minh chết, là đám người Nguyên gia vong. Tận Thế Thành, trong kiếm điện. Trong điện chỉ có Dương Diệp, Tử Nhi, Thiên Lan không, Dạ Lưu Vân. Còn có Tiểu Bạch. Dương Diệp ngồi ở chủ vị, ở bên cạnh hắn ngồi chính là Tử Nhi, ở trên bờ vai Tử Nhi là Tiểu Bạch. Thiên Lan không đứng ở bên phải Dương Diệp, Dạ Lưu Vân thì ở dưới. Cường giả đế giả cảnh của chúng ta tổng cộng 370 tên, bán đế 370.060 tên, còn lại thánh giả vô số kể. Trừ đó ra, hiện tại tài sản của kiếm minh có tất cả 43 vạn tử tinh thạch. Phía dưới, Dạ Lưu Vân chậm rãi nói. 370 tên đế giả. Một bên, Thiên Lan không nhíu mày, trong mắt có một tia khiếp sợ, đây chính là một con số khủng bố, bởi vì coi như là ẩn vực Nguyên gia cũng không có nhiều cường giả đế giả cảnh như vậy. Trong lòng Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới hiện tại đế giả của kiếm minh nhiều như vậy, 370 tên đế giả, cái này nếu mang về linh giới, đủ để quét ngang hết thảy a. Lúc này Dạ Lưu Vân lại nói, hiện tại kiếm minh chúng ta là thế lực mạnh nhất minh mục đại lục, bởi vì chúng ta có linh mạch, có tài nguyên, cho nên vô số lính đánh thuê tụ đến kiếm minh, đặc biệt là những bán đế muốn đột phá đế giả nhưng không có tài nguyên, có rất nhiều đế giả kỳ thật đều là gần đây không lâu mới đột phá. Hiện ở trong thành còn có rất nhiều bán đế liều mạng làm nhiệm vụ đổi lấy điểm tích lũy, bởi vì điểm tích lũy có thể đổi lấy tài nguyên, đã có tài nguyên bọn hắn có thể đạt tới đế giả. Vì cái gì không trực tiếp cho bọn hắn tài nguyên để cho bọn hắn đạt tới đế giả? Lúc này,
Thiên Lan Không đột nhiên hỏi. Một đế giả mặc dù không có uy hiếp với hư giả cảnh, nhưng 100 tên, mấy trăm tên thì sao? Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Thiên Lan Không, tuy không biết thân phận của Thiên Lan Không, nhưng đối phương cùng Dương Diệp chung một chỗ, vậy hẳn là người một nhà. Nàng lập tức nói. Đồ vật gì đó dễ dàng có được, đều sẽ không quý trọng, hơn nữa dần già, bọn hắn còn sẽ cho rằng đây là sự tình nên như vậy. Đã minh bạch, Thiên Lan Không nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như Kiếm Minh làm như vậy, tuy trong thời gian ngắn có thể tạo ra một nhóm lớn cường giả, nhưng sẽ lưu lại tai họa ngầm, hơn nữa những người này không trả giá liền có được hồi báo, ngày sau tất nhiên sẽ kéo Kiếm Minh suy sụp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, lúc trước chơi đùa điểm tích lũy, chính là vì phòng ngừa phát sinh loại chuyện này. Hiện tại xem ra, Dạ Lưu Vân chơi rất không tồi, bởi vì hiện tại Kiếm Minh đã không cần hắn tiếp tế rồi. Đúng rồi, Kiếm Hư tiền bối cùng Kiếm Cực tiền bối xung kích hư giả cảnh, nhưng... Dạ Lưu Vân muốn nói lại thôi. Xung kích hư giả cảnh. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ, vội hỏi. Thế nhưng có khó khăn. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Xung kích hư giả cảnh cần rất nhiều tử tinh thạch, nhưng tử tinh thạch trong Kiếm Minh. Bọn hắn cần bao nhiêu? Dương Diệp nói. Mỗi người ít nhất phải 30 vạn. Trả lời không phải Dạ Lưu Vân, mà là Thiên Lan Không. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan Không, Thiên Lan Không tiếp tục nói. Biết rõ vì sao Minh Ngục Đại Lục không có hư giả cảnh không? Không phải người nơi này thiên phú kém, mà là bọn hắn không có tử tinh thạch, xung kích hư giả cảnh, cần rất nhiều linh khí, linh mạch tuyệt phẩm căn bản không được, bởi vì nó không cách nào thoáng một phát sinh ra nhiều huyền khí như vậy. Chỉ có tử tinh thạch mới có thể, mà Minh Ngục Đại Lục không có bất kỳ một thế lực nào có thể lấy ra nhiều tử tinh thạch như vậy. 30 vạn. Dương Diệp nhíu mày, hắn tra xét trong cơ thể mình thoáng một phát, hiện tại tử tinh thạch không sai biệt lắm có 70 vạn, những cái này đều là giết cường giả hư giả cảnh, tiểu bạch hấp thu sinh ra. 70 vạn tử tinh thạch. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. Bảo Kiếm Hư cùng Kiếm Cực tiền bối đến. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó bóp nát một cái phù lục. Rất nhanh, hai đạo kiếm quang hiện lên, Kiếm Hư cùng Kiếm Cực xuất hiện ở trong điện. Dương Diệp không nói nhảm, cong ngón búng ra, hai không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mặt Kiếm Hư cùng Kiếm Cực, hai người tiếp nhận không gian giới chỉ, nhìn lướt qua, khi thấy 30 vạn viên tử tinh thạch trong không gian giới chỉ, hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nói, không đủ, tìm Lưu Vân lấy tiếp. Chúng ta không nhất định sẽ thành công. Kiếm Hư nói. Không có việc gì, lần này không thành công, vậy thì lần sau. Dương Diệp nói. Kiếm Hư cùng Kiếm Cực nhìn Dương Diệp một cái, không có nói gì, quay người rời đi. Cùng Dương Diệp, bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí, cũng không cần phải khách khí. Sau khi hai người đi, Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, hắn đánh giá Dạ Lưu Vân, sau đó nói. Ngươi đạt tới đế giả rồi. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. May mắn mà có trái cây kia của ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thiên Lan Không nói. Ẩn vực có rất nhiều người ở trong Kiếm Minh chúng ta, có biện pháp tóm bọn chúng ra không? Thiên Lan Không nhẹ gật đầu nói. Việc nhỏ. Dương Diệp nói. Lưu Vân sẽ phối hợp ngươi. Bắt được, chỉ cần xác định, giết. Thiên Lan Không nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu, cùng Dạ Lưu Vân lui ra ngoài. Lúc này, Vân Bán Thanh đột nhiên từ ngoài cửa đi vào. Hốc mắt của Vân Bán Thanh đỏ bừng, trên mặt còn có vệt nước mắt, hiển nhiên trước kia đã khóc. Vân Bán Thanh trực tiếp đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó quỳ xuống nói. Giúp ta diệt Vân gia, ta nguyện ý vì người làm bất cứ chuyện gì. Dương Diệp nhìn Vân Bán Thanh, không nói gì. Van ngươi. Vân Bán Thanh nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Dương Diệp nói. Vì cái gì không tự mình báo? Vân Bán Thanh lắc đầu nói. Ngươi cũng biết. Dương Diệp vịn nàng lên nói. Ở ẩn vực, ta có cơ hội giết nữ nhân tra tấn mẹ ngươi, nhưng ta không làm, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ta hy vọng chính ngươi đi báo. Ta thay ngươi giết nàng cùng chính ngươi tự tay giết nàng, có khác nhau rất lớn, không phải sao? Nhưng nam nhân kia, là hư giả cảnh. Vân Bán Thanh trầm giọng nói. Ta tới giết. Dương Diệp nói. Vân Bán Thanh ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, đột nhiên hai hàng nước mắt tràn ra. Đa tạ,
Bọn hắn cũng là địch nhân của ta. Dương Diệp nói. Vân gia cùng Nguyên gia liên thủ đối phó hắn, đã là địch nhân của hắn, dù Vân Bán Thanh không giết, hắn cũng sẽ giết. Hai người kia là hư giả cảnh của Tần gia, là phụ thân cùng ca ca của nữ nhân kia. Vân Bán Thanh nói. Nếu như ta không đoán sai, bọn hắn khả năng còn có cường giả hư giả cảnh, ngày sau chống lại Tần gia, đừng chủ quan. Trong mấy đại gia tộc, giống như chỉ có Vân gia các ngươi là yếu nhất. Dương Diệp nói. Ta đã không phải người Vân gia. Vân Bán Thanh nói. Nếu như ta không đoán sai, bọn hắn khả năng còn có cường giả hư giả cảnh, ngày sau chống lại Tần gia, đừng chủ quan. Trong mấy đại gia tộc, giống như chỉ có Vân gia các ngươi là yếu nhất. Dương Diệp nói. Ta đã không phải người Vân gia. Vân Bán Thanh nói. Vân gia vốn không yếu như vậy, nhưng Tử Tôn bất tranh khí, hơn nữa thiên tài Vân gia bị thế lực đối địch ám sát, cho nên cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một hư giả cảnh, hơn nữa còn là dựa vào Tần gia trợ giúp mới đạt tới hư giả cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Lưu Vân không hiểu ẩn vực như ngươi, người xuống dưới nói cho nàng biết hết thảy về ẩn vực, để cho trong nội tâm nàng rõ ràng, cũng cho người kiếm minh biết rõ, địch nhân của chúng ta cường đại đến cỡ nào. Ngươi làm như vậy, không sợ nhân tâm loạn sao? Vân Bán Thanh nói. Dương Diệp lắc đầu ói. Có ta ở đây, sẽ không loạn. Nếu như không thể để cho bọn hắn biết ẩn vực lợi hại, đến lúc đó nếu như khai chiến, bọn hắn không có tâm lý chuẩn bị, sẽ thua thiệt. Đã minh bạch. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó lui xuống. Sau khi Vân Bán Thanh lui xuống, Hắc Phượng đi đến. Lão Hắc, đã lâu không gặp. Dương Diệp cười nói. Ta cảm thấy, chúng ta nên nói chuyện. Hắc Phượng nói. Nói chuyện gì? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Hắc Phượng nói. Tiểu tử, ẩn vực kia ta có nghe qua, cũng có chút hiểu rõ, ta muốn nói, ngươi thật sự đối địch với bọn họ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắc Phượng khoát tay áo nói. Ta biết, đi theo ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Tiểu tử, bên chúng ta mới bao nhiêu hư giả cảnh? Ẩn vực có bao nhiêu hư giả cảnh, chơi như thế nào? Không có biện pháp, bọn hắn muốn giết ta, không phải ta muốn giết bọn hắn. Dương Diệp bất đắc dĩ nói. Hắc Phượng lắc đầu. Ta đoán trước quả nhiên không sai, đi theo ngươi, nhất định sẽ không có ngày yên ổn. Dương Diệp. Hắc Phượng khoát tay áo nói. Gặp người không may. Nói xong, Hắc Phượng lắc đầu, sau đó đi ra ngoài. Dương Diệp. Dương Diệp. Người đi ra cho ta, người đi ra. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Dương Diệp nhướng mày, ai to gan như vậy, vậy mà dám ở chỗ này bất kính với hắn. Dương Diệp nắm tay Tử Nhi đi ra kiếm điện. Là ngươi. Vừa đi ra kiếm điện, xa xa truyền đến một thanh âm bối rối. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, lập tức giật mình nói. Là các ngươi. Ở trước mặt hắn đứng ba người. Ba người này cùng hắn từng có gặp mặt một lần, đúng là lúc trước hắn ly khai tận thế thành tiến về kiếm thần đảo gặp Lâm gia tam huynh muội. Đối với Lâm Ấu Huyên, hắn rất có ấn tượng, tiểu cô nương này cực kỳ sùng bái hắn. A, à, ở chung quanh ba huynh muội là Dạ Lưu Vân cùng Cầm Trúc Ngọc cùng với đám người Độc Cô Kiếm, lúc này đám người Cầm Trúc Ngọc cùng Độc Cô Kiếm đều vây quanh ba huynh muội Lâm gia. Dương cung bạt kiếm. Diệp Dương, tại sao là ngươi? Lúc này Lâm Ấu Huyên kinh ngạc nói. Không biết mình. Dương Diệp sững sờ, trước kia hắn ở trên tận thế thành cùng cường giả hư giả cảnh đại chiến, toàn bộ tận thế thành đều thấy được hắn mới đúng. Lúc này Dạ Lưu Vân nói. Bọn hắn vừa ở bên ngoài làm xong nhiệm vụ trở về. Thì ra là thế. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ là ẩn vực đến. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Nghe vậy. Dương Diệp nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên người ba người Lâm Ấu Huyên, hắn không nghĩ tới ba huynh muội này vậy mà đến từ ẩn vực. Các ngươi là Lâm gia trong ẩn vực lục đại thế gia. Dương Diệp hỏi. Diệp Dương, ngươi. Lâm Ấu Huyên đang muốn nói cái gì, Lâm Nhị Lang giữ nàng lại nói. Hắn là Dương Diệp. Dương Diệp. Lâm Ấu Huyên ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ngươi, ngươi. Diệp Dương, Dương Diệp, ngươi là Dương Diệp. Dương Diệp cười cười nói. Như thế nào, thật bất ngờ. Ngươi thật là Dương Diệp. Con mắt Lâm Ấu Huyên mở thật to.
Nhìn bộ dạng của Lâm Ấu Huyền, Dương Diệp có chút muốn cúi ít, đối với tiểu cô nương này, hắn vẫn có chút hảo cảm. Lâm Ấu Huyền đánh giá Dương Diệp một cái, thầm nói. Cũng không phải rất tuấn tú nha. Dương Diệp. Lúc này Lâm Nhị Lang đột nhiên nói. Các hạ, ba huynh muội chúng ta đến kiếm minh cũng không có ác ý, chỉ là muốn học tập kiếm đạo. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không nói. Trong lục đại thế gia, ta nhớ được Lâm gia không có tham dự vây giết ta, đúng không? Thiên Lan không nhẹ gật đầu nói. Lâm gia là một gia tộc tương đối ít xuất thế, chưa bao giờ tham dự ẩn vực thế gia tranh đấu. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ba huynh muội Lâm Ấu Huyên nói. Hiện tại các ngươi có thể ly khai kiếm minh trở lại ẩn vực, cũng có thể tiếp tục lưu lại kiếm minh. Bất quá, nếu như các ngươi tiếp tục lưu lại, đến lúc đó ẩn vực dùng nguyên gia cầm đầu có thể sẽ gây bất lợi với Lâm gia các ngươi. Chúng ta trở lại ẩn vực. Lâm Nhị Lang lập tức nói. Lâm Ấu Huyên muốn nói cái gì, nhưng Lâm Nhị Lang lập tức trừng nàng, bị Lâm Nhị Lang trừng. Lâm Ấu Huyên lại không sợ chút nào, đồng dạng chừng trở về, nhưng hai tay nắm chặt, phảng phất như đang nói, đến đánh nhau a. Lâm Nhị Lang. Chúng ta trở về, đừng làm cho phụ thân khó xử. Lúc này, Lâm Đại Lang bỗng nhiên nói. Lâm Ấu Huyên nhếch miệng nói. Trở về một chút cũng không thú vị, nơi này có thiệt nhiều kiếm tu, mọi người có thể thường xuyên thảo luận kiếm đạo, đại ca, chúng ta đừng trở về được không? Thay phụ thân cùng gia tộc cân nhắc. Lâm Đại Lang trầm giọng nói. Vậy các ngươi trở về, ta ở chỗ này chơi. Lâm Ấu Huyên nói. Không được. Lâm Đại Lang nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyên, thanh âm chân thật đáng tin. Lâm Ấu Huyên còn muốn nói điều gì, lúc này Dương Diệp nói. Trở về đi, về sau ẩn vực cùng kiếm minh chúng ta đánh nhau, các ngươi ở lại chỗ này, khó xử chính là Lâm gia bọn ngươi. Ân. Giúp ta mang câu nói cho lão gia tử của các ngươi, chỉ cần Lâm gia không đối địch kiếm minh ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ với Lâm gia. Ta sẽ báo lại. Lâm Nhị Lang nói. Lâm Ấu Huyên nhìn Dương Diệp một cái, nói khẽ. Ta không muốn trở về, ta còn muốn tìm ngươi học kiếm. Dương Diệp cười cười, cong ngón búng ra, một thanh kiếm đế cấp xuất hiện ở trước mặt Lâm Ấu Huyên nói. Tặng cho ngươi. Đế cấp. Lâm Ấu Huyên kinh hô. Tuy Lâm gia là thế lực kim cương cấp, nhưng kiếm đế cấp còn cực kỳ thiếu đấy, bởi vì kiếm đế cấp cơ bản đều ở kiếm thần cung, mà kiếm tu lại không thể đi kiếm thần cung. Hơn nữa dù người khác đi kiếm thần cung, cũng không cách nào tiến vào trong kiếm thần điện, bởi vậy ở Minh Ngục Đại Lục, kiếm đế cấp là cực ít. Chứng kiến Dương Diệp tiện tay đưa một thanh kiếm đế cấp, đám người cầm trúc ngọc cùng độc cô kiếm lập tức nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt lửa nóng. Cái này. Đây quả thật là đưa cho ta sao? Tuy Lâm Ấu Huyên là đang hỏi, nhưng tay nàng không khách khí, ôm kiếm vào trong lòng. Dương Diệp cười nói. Là tặng cho ngươi. Nghe vậy, Lâm Ấu Huyên lập tức vui vẻ, giống như nghĩ tới điều gì, nàng đột nhiên nhìn thoáng qua đại ca cùng nhị ca của mình, do dự một chút, đưa kiếm tới trước mặt Lâm Đại Lang nói. Ngươi không phải muốn kiếm đế cấp sao? Đây, cái này cho ngươi. Nhị Lang, thực lực của đại ca mạnh hơn chúng ta. Cho nên hắn so với chúng ta càng xứng chuôi kiếm này hơn. Lâm Đại Lang nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyên, sau đó lắc đầu nói. Đây là của ngươi. Ngươi so với ta thích hợp nó hơn. Lâm Ấu Huyên nói. Cầm đi. Lâm Đại Lang nói. Lâm Ấu Huyên đang muốn nói cái gì, lúc này Dương Diệp đột nhiên cong ngón búng ra, hai thanh kiếm đế cấp rơi vào trước mặt Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang nói. Đừng rằng co, các ngươi đều có. Ba thanh kiếm đế cấp. Tất cả mọi người ngây dại, đặc biệt là đám người cầm trúc ngọc. Dương Diệp cũng quá hào phóng đi. Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang cũng ngây dại, đây chính là kiếm đế cấp A. Dương Diệp cứ như vậy đưa cho bọn hắn. Sau nửa ngày, Lâm Đại Lang lắc đầu nói. Vô công bất thụ lộc, kiếm này ta không thể nhận. Ta cũng không nhận. Lâm Nhị Lang lắc đầu. Một bên Lâm Ấu Huyền ôm kiếm trong tay, cực kỳ do dự. Lấy, hay trả? Nhìn hai người Lâm Đại Lang, con mắt Dương Diệp hiện lên một tia tán thưởng nói. Cũng không tính tặng không, sau khi các ngươi trở về, giúp ta khuyên lão gia tử của các ngươi, để cho hắn đừng mang theo Lâm gia quăng về phía Nguyên gia, như thế nào? Tốt! Lâm Ấu Huyên vội vàng nói. Ngươi yên tâm, ông nội của ta nghe lời ta nhất, ta nói, hắn nhất định sẽ không đầu nhập vào Nguyên gia.
Lâm Đại Lang do dự, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ta không hy vọng Lâm gia cùng Kiếm Minh là địch. Dương Diệp cười nói. Ta cũng không muốn cùng Lâm gia là địch. Hắn không phải tên điên, Lâm gia không đầu nhập vào Nguyên gia, Kiếm Minh sẽ bớt rất nhiều địch nhân, cho nên hắn nguyện ý phóng thích thiện ý với Lâm gia. Hơn nữa, hắn đối với ba huynh muội này đều rất có hảo cảm. Cáo từ. Lâm Đại Lang ôm quyền với Dương Diệp, sau đó mang theo Lâm Nhị Lang cùng Lâm Ấu Huyên quay người rời đi. Lão đại. Lúc này, Huyễn Không đột nhiên đi tới bên cạnh Dương Diệp cười hì hì nói. Cái kia, cái kia. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Huyễn Không nói. Để cho tất cả kiếm tu đạt tới kiếm ý nửa bước hư vô cảnh tới tìm ta. Tốt. Huyễn Không vội vàng quay người biến mất ở xa xa. Trong kiếm điện, ở trước mặt Dương Diệp, là 42 vị kiếm tu, kiếm ý thấp nhất đều là nửa bước hư vô cảnh, trong đó có rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc. Hiển nhiên những người này đều là ở thời điểm hắn không có mặt gia nhập Kiếm Minh. Từ giờ trở đi, 42 người các ngươi là kiếm của Kiếm Minh, một thanh kiếm sắc bén. Ân, về sau các ngươi kêu là Kiếm Phong, không đâu địch nổi. Dương Diệp nói. Kiếm Phong. Cầm Trúc Ngọc nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Dù sao các ngươi đều là kiếm tu, cho nên ta cho các ngươi cùng những người khác tách ra. Nhớ kỹ. Về sau các ngươi chính là quân chủ lực của Kiếm Minh, cũng là lực lượng trung kiên của Kiếm Minh. Áp lực có chút lớn a. Lúc này, Huyễn Không cười hắc hắc nói. Lão đại, người xem, trang bị của chúng ta đều kém như vậy, áp lực không phải lớn bình thường a. Dương Diệp vung tay, 42 chuôi kiếm đế cấp xuất hiện ở trong tràng. 42 chuôi kiếm đế cấp. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, tuy bọn họ đều biết Dương Diệp rất có thể còn có kiếm đế cấp. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thoáng một phát có thể lấy ra nhiều kiếm như vậy, còn đều là đế cấp. Mà đúng lúc này, tay phải Dương Diệp lại vung lên, sau đó bộ bộ kiếm giáp cùng kiếm rực xuất hiện ở trước mặt mọi người. Toàn bộ đều là đế cấp. Mọi người đã có chút mộng rồi. Dương Diệp nói, kiếm giáp cùng kiếm rực có chút ít, cho nên chỉ cấp người mạnh nhất dùng, nhớ kỹ, kiếm giáp cùng kiếm rực đều không coi như của các ngươi, ai mạnh người đó dùng. Cho nên muốn vĩnh viễn có được chúng, các ngươi nhất định phải mạnh hơn những người khác. Lão đại, người đây là muốn chúng ta liều mạng tu luyện à? Huyễn Không cười khổ nói. Các ngươi quá yếu. Dương Diệp thẳng thắn. Rất yếu, các ngươi ít nhất đều phải đạt tới đế cấp, hơn nữa có được năng lực vượt cấp chiến đấu, bằng không thì, ta sẽ bỏ qua bọn ngươi rất xa. Hơn nữa, Kiếm Minh chúng ta quật khởi, sắp sửa gặp phải rất nhiều khó khăn, nếu như không có thực lực cường đại. Cuối cùng các ngươi đều sẽ chết. Nghe vậy, thần sắc mọi người dần dần ngưng trọng lên, bọn hắn tự nhiên biết rõ Dương Diệp không phải đang hù dọa bọn hắn, tựu như trước kia, nếu như không phải Dương Diệp gấp trở về, còn có yêu thú hư cấp thần bí kia tương trợ, bọn hắn đều chết, tuy bọn hắn đều rất mạnh, nhưng chống lại cường giả hư giả cảnh, vẫn không có phần thắng. Dương Diệp nói, trang bị, các ngươi đã có, tài nguyên tu luyện, Kiếm Minh cũng có, hiện tại liền xem các ngươi rồi. 42 người, chỉ có 29 người là đế giả, còn lại đều là bán đế, hơn nữa kiếm ý hư vô cảnh chỉ có 2 người, thực lực này, nếu như chống lại đế giả, tự nhiên không hề áp lực, đặc biệt là hiện tại, tất cả mọi người có kiếm đế cấp, kiếm giáp cùng với kiếm rực, đế giả bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Nhưng nếu như chống lại hư giả cảnh, còn kém rất nhiều. Mà hắn hy vọng chính là những người này có thể có thực lực đối kháng cường giả hư giả cảnh. Cố gắng lên. Dương Diệp nói. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Sau khi mọi người rời đi, Dương Diệp đứng dậy, nhìn về phía Thiên Lan không nói. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Thiên Lan không hỏi. Trở lại ẩn vực. Dương Diệp nói. Lần này hắn trở về ngoại trừ giải quyết hư giả cảnh Tần gia, còn có một mục đích, chính là xử lý sự tình Kiếm Minh. Nghe vậy, Thiên Lan không vội vàng gật đầu nói. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Hiện tại tình cảnh của Thiên Sát Các rất không ổn, nhất định phải có Dương Diệp trở về chủ trì đại cục, bằng không thì sẽ có càng nhiều người chết. Sau khi căn dặn dạ Lưu Vân một vài sự tình, Dương Diệp mang theo Tử Nhi cùng Tiểu Bạch đi theo Thiên Lan không trở lại ẩn vực. Vừa trở lại ẩn vực, sắc mặt Thiên Lan không lập tức biến đổi. Không tốt, U Linh Thành đã xảy ra chuyện. U Linh Thành bị phát hiện rồi hả? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Thiên Lan không nhẹ gật đầu nói.
Bất quá đại bộ phận người của chúng ta đã rút khỏi, nhưng còn có một chút người bị nhốt ở trong thành, bởi vì toàn bộ U Linh Thành đã bị đám người Nguyên gia phong tỏa. Có bao nhiêu hư giả cảnh? Dương Diệp hỏi. 6 gã, Thiên Lan không trầm giọng nói. 6 gã. Dương Diệp trầm mặc, trước khi đến ẩn vực, hắn lưu một khôi lỗi hư giả cảnh ở tận thế thành, cái này tự nhiên là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại trên người hắn chỉ có một khôi lỗi hư giả cảnh, tăng thêm Thiên Lan không cùng hắn, cũng mới 3 hư giả cảnh. 3-6, không có bất kỳ phần thắng, bởi vì một khi bọn hắn xuất hiện, hư giả cảnh của hai tông ngũ thành nhất định chen chúc tới. Nói cách khác, đi vào trong đó, người cứu không được, mình ngược lại còn có thể góp vào. Dương Diệp trầm mặc, ánh mắt Thiên Lan không thì một mực rơi vào trên người hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Bằng vào nàng, căn bản không cứu được người Thiên Sát Các. Tăng thêm Dương Diệp, có lẽ có một tia khả năng, nhưng Dương Diệp sẽ vì người Thiên Sát Các mà đi mạo hiểm sao? Dương Diệp trầm mặc mấy tức, sau đó nhìn về phía Thiên Lan không nói. Trong ngũ thành, Vân gia thực lực thấp nhất, đúng không? Thiên Lan không nhẹ gật đầu. Đi. Dương Diệp kéo Tử Nhi, lao về phía xa xa. Đi đâu? Thiên Lan không vội hỏi. Dương Diệp không có trả lời, Thiên Lan không do dự một chút, sau đó đi theo. Tử Nhi, người bây giờ có thể chiến hư giả cảnh không? Trên đường, Dương Diệp hỏi. Tử Nhi nghĩ nghĩ, sau đó nói. Có thể, cũng không thể. Dương Diệp cười nói. Vì cái gì? Tử Nhi nói. Ở trong hiện thực, ví dụ như chúng ta bây giờ, ta không địch lại hư giả cảnh, nhưng nếu như tiến vào trong không gian của ta, dù ta giết không được hư giả cảnh, cũng có thể cùng hư giả cảnh chiến một trận. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp dí dỏm cười cười. Nói cho ngươi biết, mặc kệ không gian thuật gì đối với ta cũng không có hiệu quả, ví dụ như nếu như ngươi dùng hư không toa kiếm thuật, ta có thể trực tiếp phong tỏa không gian, vây ngươi ở trong không gian, thậm chí cải biến kết cấu không gian, cho ngươi mất phương hướng ở trong vết nứt không gian, hoặc là đưa ngươi đến địa phương khác. Trừ đó ra, ta còn có thể dẫn bạo không gian, ví dụ như hiện tại, ta có thể làm cho mấy ngàn dặm không gian sụp đổ, đương nhiên sẽ có chút phiền toái. Biểu lộ Dương Diệp cứng ngắc, không thể không nói, Tử Nhi nói làm hắn khiếp sợ rồi. Cải biến kết cấu không gian, dẫn bạo không gian. Một bên Thiên Lan không cũng bị Tử Nhi nói chấn kinh, đối với Tử Nhi, nàng là cực kỳ tò mò, bởi vì lúc trước là tiểu cô nương này kéo nàng từ trong không gian ra. Nàng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể cùng không gian chung quanh hoàn mỹ dung hợp, nhưng tiểu cô nương trước mắt lại có thể làm cho không gian chung quanh xa lánh nàng. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh tiểu cô nương trước mắt ở trên tạo nghệ không gian còn mạnh hơn nàng rất nhiều, hoặc là nói, tiểu cô nương trước mắt đối với không gian, đã hoàn toàn vượt ra khỏi không gian pháp tắc. Kỳ thật chính thức lợi hại là Tiểu Bạch. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nói. Tiểu Bạch. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch trên bờ vai Tử Nhi, ánh mắt của Thiên Lan không cũng rơi vào trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát đôi má của Tử Nhi. Tử Nhi nhẹ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Trước kia chúng ta đều cho rằng nàng là thiên địa linh vương bình thường, kỳ thật không phải. Vậy nàng là cái gì? Dương Diệp liền vội hỏi. Đối với Tiểu Bạch, hắn cũng rất hiếu kỳ. Tiểu Bạch cũng nhìn về phía Tử Nhi, bất quá nàng hiển nhiên không quá minh bạch Tử Nhi đang nói cái gì. Tử Nhi lắc đầu nói. Nàng là thiên địa linh vật, bất quá không phải thiên địa linh vật bình thường, dù sao ta cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì, là trực giác nói cho ta biết nàng rất lợi hại, đặc biệt là sau khi nàng hấp thu rất nhiều linh khí. Có lẽ ngươi cũng cảm giác được. Hiện tại nàng đã xảy ra một ít biến hóa. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Tiểu Bạch đi theo hắn, một đường hấp thu không biết bao nhiêu linh khí, mà sau khi Tiểu Bạch hấp thu nhiều linh khí như vậy, hắn cũng cảm giác được Tiểu Bạch phát sinh biến hóa, nhưng đến cùng biến hóa ở đâu, hắn lại không rõ ràng. Hỏi Tiểu Bạch so với hắn còn không rõ ràng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhẹ nhàng sờ lên đầu Tiểu Bạch, nói khẽ. Không cần biết ngươi là cái gì. Chúng ta đều một mực bảo hộ ngươi. Tiểu Bạch mở to mắt, sau đó bay đến trên bờ vai Dương Diệp, hôn Dương Diệp một cái, giống như nghĩ tới điều gì, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tử Nhi, nàng là nhớ rõ, Tử Nhi không cho nàng hôn Dương Diệp đấy. Dương Diệp cũng nhìn về phía Tử Nhi, khuôn mặt Tử Nhi đỏ lên nói. Nàng chỉ là tiểu hài tử, hôn cũng không có gì.
Hiện tại nàng đã là thiếu nữ, mà Tiểu Bạch ở trong mắt nàng chỉ là tiểu hài tử, một đứa bé hôn Dương Diệp, nàng với tư cách đại nhân, sao có thể ghen với một đứa bé. Nghe Tử Nhi nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó nàng bay đến trên bờ vai Tử Nhi, hôn Tử Nhi một cái. Tử Nhi cười cười, sau đó vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, trong mắt có vẻ cưng chiều. Nhìn Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, đây chính là hắn muốn thủ hộ, cho dù chết cũng muốn thủ hộ. Một bên, Thiên Lan không nhìn Dương Diệp, Tử Nhi còn có Tiểu Bạch một cái, trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Vân gia, theo một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Vân gia an tĩnh bị đánh phá. Thi thể, ở trong đình viện Vân gia, bày đầy gần trăm cỗ thi thể, toàn bộ đều là đế giả cùng bán đế. Nhìn thi thể trong nội viện, cung trang mỹ phụ đột nhiên điên cuồng cười phá lên. Tốt, tốt, chết tốt lắm, người Vân gia đều đáng chết, chết thì tốt hơn. Chết thì tốt hơn. Phu nhân điên rồi. Có thể không điên sao? Nhi tử chết, hiện tại phụ thân cùng đại ca nàng lại chết, là ta cũng điên. Đi thôi, đừng ở Vân gia nữa, dù không chết trong tay Thiên Sát Các, cũng chết ở trên tay nữ nhân điên này. Nữ nhân này rất đáng thương. Chỗ tối, Thiên Lan không lắc đầu nói. Đáng thương. Dương Diệp cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy, lúc trước ta không nên giết con của nàng, để bán thanh cho con của nàng điếm ô, sau đó nàng sẽ không đáng thương rồi. Thiên Lan không, người thật là một sát thủ. Thiên Lan không trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, nếu như ngươi nhìn thấy bộ dạng của mẫu thân Vân Bán Thanh, ngươi sẽ biết, nàng một chút cũng không thể thương. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không nói. Để tất cả sát thủ ở bên ngoài tới tìm ta. Nói xong, quay người rời đi. Thiên Lan không hừ lạnh một tiếng nói. Ta nói kệ ta, người quan tâm làm gì? Tin tức vô số đế giả cùng bán đế của Vân gia bị diệt rất nhanh truyền đến trong tai các đại thế gia. Bên ngoài U Linh Thành, Thiên Sát Các xuất thủ. Trong tràng, Nguyên Lão lạnh nhạt nói. Bọn hắn rốt cục nhịn không được. Một bên, Dạ Danh nói. Tiếp tục vây quét Thiên Sát Thủ Sát Các trong thành, hay là đi đối phó Thiên Sát Các các chủ? Lâm Tiêu nói. Tự nhiên là tiếp tục lưu lại đây vây giết. Nguyên Lão lạnh nhạt nói. Bọn hắn không đến cứu viện sát thủ bên trong mà đi diệt Vân gia, mục đích tự nhiên là hy vọng để cho chúng ta buông tha U Linh Thành, có thể nào như ý bọn hắn. Nhưng nếu như, Dạ Danh muốn nói lại thôi. Nguyên Lão nói. Ta biết rõ ngươi lo lắng, ở đây không thể buông tha, Thiên Sát các chủ kia, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Nói đến đây, hắn nhìn lướt qua mọi người trong tràng nói. Chư vị, Ngũ gia cùng hai tông chúng ta hợp lại, cường gải hư giả cảnh ít nhất cũng có 12 vị. Mọi người trầm mặc. Ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn từng người cường giả hư giả cảnh khẳng định không chỉ một vị, nhưng ai sẽ bộc lộ tất cả át chủ bài ra? Phải biết, tuy hiện tại mọi người hợp tác, nhưng thế gia tầm đó, hết thảy đều dùng lợi ích chí thượng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hoặc tổn hại ích lợi của bọn hắn sẽ lập tức trở mặt. Giấu nghề. Chiêu thức ấy, không phải lưu để đối phó Dương Diệp, mà là lưu đến dùng phòng ngừa vạn nhất. Đơn giản mà nói, các đại thế gia cùng tông môn tầm đó, cũng không hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Lúc này, Nguyên Lão lại nói. Chư vị, các ngươi suy nghĩ, ta minh bạch, Nguyên gia ta cũng minh bạch, nhưng nếu như chúng ta giữ lại, lẫn nhau cố kỵ, thậm chí nghi kỵ, dù chúng ta diệt được Thiên Sát Các cùng Dương Diệp, cũng sẽ hy sinh rất nhiều người, thậm chí, khả năng bị bọn hắn kích phá. Ta nghĩ, các người có lẽ rất rõ ràng, chúng ta bất kỳ một thế gia cùng tông môn nào nếu như một mình đối kháng Thiên Sát Các cùng Dương Diệp, Nguyên gia ta cũng không được, bởi vì bọn họ là sát thủ, bọn hắn ở trong tối. Trầm mặc một lát, Dạ Danh nhẹ gật đầu nói. Nguyên Lão nói không sai, nếu như cường giả chúng ta phân tán ra, sẽ bị bọn hắn từng cái kích phá, bất kể là Thiên Sát các chủ hay Dương Diệp, cũng không phải hai ba hư giả cảnh có thể đối phó. Chư vị, nếu như chúng ta không muốn trả giá càng nhiều, thì không thể giữ lại lực lượng, phải toàn lực ứng phó, một lần diệt sát bọn chúng. Trầm mặc hồi lâu, một lão giả đứng dậy nói. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ta. Rất nhanh. Mọi người trong tràng đều biểu thị đồng ý. Tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên biết rõ Nguyên Lão cùng Dạ Danh nói là sự thật,
Thiên Sát Các cùng Dương Diệp xác thực không bằng bọn hắn liên thủ, nhưng vấn đề là, những người này đều là sát thủ, bọn hắn không chính diện giao thủ, bọn hắn chuyên tìm cơ hội đánh lén, loại sự tình này là cực kỳ đáng sợ. Thấy mọi người không có dị nghị, Nguyên lão nhẹ gật đầu nói. Thông chi cường giả trong tộc các ngươi tập hợp, ở đây lưu lại 5 người, người còn lại đi vây giết Thiên Sát Các các chủ. Làm sao tìm được bọn hắn? Dạ Danh hỏi. Bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục xuất thủ. Nguyên lão lạnh nhạt nói. Thông chi gia tộc của các ngươi, để cho bọn hắn đề phòng cẩn thận, chỉ cần phát hiện người Thiên Sát Các, lập tức truyền âm cho chúng ta biết, lấy thực lực của chúng ta, toàn lực, tối đa không đến mấy tức là có thể đuổi tới. Mọi người nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao truyền âm trở lại từng gia tộc. Đợi tí nữa chúng ta đi đâu? Thiên Lan không hỏi. Nguyên gia. Dương Diệp nói. Nguyên gia khẳng định còn có cường giả hư giả cảnh. Thiên Lan không trầm giọng nói. Cường giả hư giả cảnh, dù chúng ta một kích giết bọn hắn cũng có thể truyền âm phù đi. Một khi những cường giả hư giả cảnh kia phát hiện hành tung chúng ta, bọn hắn sẽ lập tức chạy đến, một khi chúng ta bị vây khốn, chúng ta. Chính là muốn bọn hắn đến. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Thiên Lan không. Có ý tứ gì? Thiên Lan không hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan không nói. Người đi theo ta, chiếu ta nói làm là được rồi. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp. Trước kia hiểu lầm ngươi, mỉa mai ngươi, ta đã xin lỗi, có tất yếu mang thù như vậy không? Hiện tại thái độ của Dương Diệp đối với nàng, quả thực còn không bằng người xa lạ. Mang thù. Dương Diệp lắc đầu nói. Nếu như ta thật sự mang thù, thì không cùng ngươi đến ẩn vực rồi. Bất quá hiện tại ta đối với ngươi không có hảo cảm là thật. Thiên Lan không lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta có hảo cảm với ngươi. Dương Diệp cười cười nói. Ngươi đối với ta có hảo cảm hay không, với ta mà nói, một chút ý nghĩa cũng không có. Thiên Lan không đang muốn nói cái gì, thanh âm của Tử Nhi đột nhiên vang lên ở trong đầu nàng. Nếu như hắn tán thành ngươi, đừng nói ngươi mắng hắn, dù đánh hắn, hắn cũng sẽ không sinh khí với ngươi. Nhưng nếu như hắn không nhận ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất câm miệng. Thật sự, hiện tại tính tình của hắn đã sửa rất nhiều, nếu như lúc trước, hắn khẳng định đã cầm kiếm chém ngươi rồi. Thiên Lan không nhìn Tử Nhi, lúc này Tử Nhi cũng đang nhìn nàng. Đối với tính tình của Dương Diệp, không có người rõ ràng hơn Tử Nhi. Dương Diệp trước kia, ngoại trừ số ít mấy người ra, hắn không tin bất luận kẻ nào, một lời không hợp là giết. Khi đó Dương Diệp đã không phải cực đoan đơn giản, mà là có chút điên. Trải qua nhiều năm như vậy, tuy tính tình của Dương Diệp còn như lúc trước, nhưng phương diện tâm tính cùng xử sự làm người lại cải biến không ít, chỉ ít có thời điểm sẽ trước cùng người giảng đạo lý. Hơn nữa nhiều khi sẽ dùng phương thức ngoại trừ giết đến giải quyết sự tình. Nhưng trong thực chất của hắn vẫn rất điên, một khi chạm tới điểm mấu chốt của hắn, hắn sẽ không quản hậu quả gì. Người có thực lực tùy hứng, cái kia gọi tính cách, người không có thực lực tùy hứng, cái kia gọi là muốn chết. Dương Diệp minh bạch đạo lý này, cho nên hắn không ngừng cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ, bởi vì chỉ có thực lực cường đại, mới có thể bằng bản tâm làm việc. Bằng không thì, người khác lấn ngươi, ngươi chỉ có nhẫn, tiếp tục nhẫn, nhẫn đến đối phương khi dễ hết mới thôi. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng, nhiều khi không phải như thế. Nhiều khi, ngươi lui một bước, người khác tiến 10 bước. Nhân tính đều là như thế, người dễ khi dễ, hắn lại càng dùng sức khi dễ. Về phần vì đại cục suy nghĩ, là suy nghĩ về sau, nhiều khi đều là vì mình mềm yếu kiếm cớ mà thôi. Nghe Tử Nhi nói, Thiên Lan không trầm mặc, mới đầu Dương Diệp cùng nàng gặp nhau, xác thực rất bình dị gần gũi, khi đó Dương Diệp cho nàng cảm giác là không có tính tình gì, còn có chút vô sỉ. Nhưng tiếp xúc xuống, nàng phát hiện hắn không phải không có tính tình, mà là tính tình rất lớn. Về phần thời điểm hắn vô sỉ có chút ít hổ thẹn, mới thật sự là đáng sợ. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, trong nội tâm thở dài, nàng xác thực có chút hối hận lúc trước được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc trước Dương Diệp coi nàng là người hợp tác, rất tôn trọng ý kiến của nàng, để ý ý nghĩ của nàng, nhưng nàng lại nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại Dương Diệp trực tiếp coi nàng là cấp dưới, mỗi ngày cho nàng sắc mặt xem, mà nàng lại không có biện pháp không tiếp thu. Bởi vì hiện tại, chỉ có Dương Diệp mới có thể cứu Thiên Sát Các. Tự làm tự chịu. Thiên Lan không nghĩ tới cái từ này.
có người. Lúc này, Tử Nhi bỗng nhiên nhíu mày, muốn xuất thủ, nhưng bị Dương Diệp ngăn cản. Rất nhanh, một hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp không xa, sau khi hắc y nhân này xuất hiện, trong tràng lục tục xuất hiện rất nhiều hắc y nhân. Chỉ chốc lát, trong tràng xuất hiện gần 300 hắc y nhân. Bái kiến các chủ. Tất cả hắc y nhân có chút thi lễ với Dương Diệp, âm thanh cung kính nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Thủy Lâm Lang nói. Chỉ còn mấy người này sao? Thủy Lâm Lang lắc đầu nói. Còn có rất nhiều người đang trên đường chạy đến. Dương Diệp nói. Có bao nhiêu người bị nhốt ở trong U Linh Thành? Thủy Lâm Lang trầm giọng nói. 400-500, trong đó Triệu đường chủ còn có 4 vị đường chủ cũng ở bên trong. Chúng ta phải lập tức đi cứu bọn họ, bằng không thì, một khi bọn hắn bị tìm được. Dương Diệp lại nói. Vì cái gì U Linh Thành bị phát hiện? Lý đường chủ bị bắt. Thủy Lâm Lang trầm giọng nói. Khi hắn bị bắt, chúng ta liền an bài người rời khỏi U Linh Thành, nhưng vẫn chậm một bước. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Các ngươi nơi này có gần 300 người, từ hiện tại, 70 người một tổ, sau đó tiến về tứ đại gia tộc khác ngoại trừ Nguyên gia. Sau khi tới, đừng động thủ, che giấu tốt cho ta, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Một khi nhận được mệnh lệnh của ta, lập tức động thủ, nhưng chỉ có ba tức sau, tất cả mọi người phải lập tức bỏ chạy, sau đó che giấu. Ở trong gia tộc bọn họ, khẳng định còn có cường giả hư giả cảnh. Lúc này Thiên Lan không trầm giọng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Còn một điều, nếu không nhìn thấy cường giả hư giả cảnh của bọn hắn ly khai, các ngươi cũng không được động thủ. Bọn hắn sẽ rời đi. Thiên Lan không cau mày nói. Vậy thì phải xem chúng ta có cho lực hay không rồi. Dương Diệp nói. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái nói. Ta hiểu được. Dương Diệp nhìn lướt qua chút ít hắc y nhân ở sau lưng Thủy Lâm Lang nói. Hiện tại, là thời điểm Thiên Sát Các chúng ta phản kích. Mọi người nhìn Dương Diệp thi lễ, sau đó thân hình run lên, biến mất ở trong tràng. Chúng ta đi. Dương Diệp nói xong, thân hình khẽ động, biến mất. Thiên Nguyên Thành. Ở trong ấn vực 6 thành, Thiên Nguyên Thành là thành trì lớn nhất, cũng là thành trì thực lực mạnh nhất trong 6 thành, bởi vì Nguyên gia ở Thiên Nguyên Thành. Với tư cách ấn vực đệ nhất thành, thủ vệ tự nhiên là cực kỳ nghiêm mật. Nhưng đối với đám người Dương Diệp mà nói, những thủ vệ kia giống như bài trí. Nguyên phủ. Một bóng đen lặng yên không một tiếng động tiềm nhập vào trong nguyên phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang vọng lên, ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không ngớt không dứt. Làm càn. Một tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Thành, sau đó một cổ khí thế kinh khủng xuất hiện ở trên không. Cùng lúc đó, vô số cường giả của Thiên Nguyên Thành chạy về phía Nguyên gia. Ông! Một tiếng kiếm minh vang vọng, tiếng kiếm minh nổ mạnh, một đạo kiếm khí như sao chổi xẹt qua Thiên Nguyên Thành. A! Phía chân trời, truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Trên không nguyên phủ, Dương Diệp tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Hắn cũng không dùng thân phận Thiên Sát các chủ, dùng thân phận kia, liền ý nghĩa không cách nào sử dụng kiếm, nếu như không dùng kiếm. Thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Dương Diệp, là ngươi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ trong nguyên phủ vang lên, sau đó một lão giả xuất hiện ở đối diện Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp, sắc mặt lão giả có chút dữ tợn. Dương Diệp giết người kia, tuy không phải cháu trai ruột của hắn, nhưng hắn dưới gối không con không cháu, trong lòng coi đối phương là cháu trai ruột. Nếu như không phải nguyên lão quái ngăn cản, lúc trước hắn sớm đánh tới Minh Ngục Đại Lục. Tuy hận không thể lập tức đánh chết Dương Diệp, nhưng lão giả cũng không có đánh mất lý trí, thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, hắn lập tức thúc giục truyền âm phù. Nhưng để cho hắn kinh hãi là, truyền âm phù vừa đi ra ngoài tự lập biến mất. Làm sao có thể? Lão giả lại bóp nát một cái truyền âm phù, nhưng giống như lúc trước, mới xuất hiện liền biến mất. Trong nội tâm lão giả hoảng hốt. Nguyên cảnh, chạy mau. Lão giả gào thét. Tuy hắn không biết tại sao như vậy. Nhưng hắn tin tưởng, đến tuyệt đối không chỉ một người, đây là một cái bẫy nhằm vào Nguyên gia. Mà đúng lúc này, chân phải Dương Diệp mạnh mẽ đập mạnh hư không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra, tốc độ cực nhanh, lập tức đến trước mặt lão giả. Thời điểm Dương Diệp xuất hiện, một đạo khí thế khủng bố đột nhiên từ trong nguyên phủ phóng lên trời, sau đó biến mất.
Bất quá Dương Diệp lại không để ý, nhưng một đạo ánh sáng tím lại đi theo. Trong tràng, Dương Diệp kích hoạt kiếm ý niết bàn cảnh, cùng lúc đó, hai cổ khí thế kinh khủng cũng lập tức xuất hiện ở trong tràng. Khi hai cổ khí thế kinh khủng này xuất hiện, hai bên lão giả lăng không xuất hiện hai gã hắc y nhân. Kiếm ý niết bàn cảnh tăng thêm hai cổ khí thế hư giả cảnh đồng thời chấn áp, lão giả nguyên bản muốn động thủ, thân thể bị áp ngoặt xuống, một thanh kiếm đâm vào giữa mi tâm, ở cổ của hắn cũng phân biệt bị hai thanh dao găm sỏ xuyên qua. Tuyệt khí! Ở dưới Dương Diệp, Thủy Lâm Lang và Thiên Lan không liên thủ, lão giả không có sức hoàn thủ đã bị tuyệt sát. Dương Diệp vung tay, thu thi thể lão giả vào, sau đó nhìn về phía Nguyên Phủ nói. Đế giả trong phủ đều giết. Sau 10 tức triệt thoái. Thủy Lâm Lang cùng Thiên Lan không nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, tiến nhập trong Nguyên Phủ. Sau khi hai người tiến vào Nguyên Phủ, trong Nguyên Phủ không ngừng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tay phải bóp nát một cái truyền âm phù, sau đó ba người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài thành, một đạo ánh sáng tím xẹt qua. Tử Nhi xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hắn đã truyền âm phù đi rồi. Tử Nhi nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Che giấu. Thanh âm rơi xuống, thân hình bốn người run lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi bốn người Dương Diệp ly khai không lâu, mười mấy đạo khí tức khủng bố xuất hiện ở trên không thiên Nguyên Thành. Nguyên Phủ, khi Nguyên Lão chứng kiến trong phủ rậm rạp chẳng chịt thi thể, sắc mặt hắn lập tức dữ tợn lên. Tốt. Tốt, tốt một cái Dương Diệp. Nói xong, hắn nhìn về phía một lão giả nói. Nguyên cảnh, người nói bọn hắn có ba người. Lão giả kia nhẹ gật đầu nói. Cầm đầu chính là Dương Diệp, còn có hai sát thủ hư giả cảnh, bất quá không biết có thiên sát các chủ hay không. Đúng rồi, còn có một tiểu nữ hài áo tím, nếu không phải nàng, Nguyên Lâm sẽ không hy sinh. Tiểu nữ hài áo tím. Nguyên lão nhíu mày. Lão giả nhẹ gật đầu nói. Nàng này có thể phong tỏa không gian, để cho truyền âm phù của chúng ta mất đi hiệu lực, chính vì như thế, Nguyên Lâm mới không có truyền âm phù đi, mà ta lẩn trốn ra ngoài Thiên Nguyên Thành hơn vạn dặm, truyền âm phù mới có tác dụng. Nguyên lão đang muốn nói chuyện, lúc này, không gian trước mặt những lão giả ở chung quanh hắn đột nhiên nổi lên từng đợt rung động. Không tốt, gia tộc của ta bị đánh lén. Một lão giả biến sắc, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Dạ gia ta cũng bị đánh lén. Lý gia ta. Rất nhanh, trong tràng tất cả lão giả nhao nhao rời đi, chỉ còn lại Nguyên lão cùng Nguyên cảnh ở bên cạnh hắn. Nguyên lão nhướng mày, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến. Cẩn thận. Nguyên lão vừa nói xong, một tiếng kiếm minh vang vọng. Tiếng kiếm minh không hề có dấu hiệu xuất hiện ở giữa sân, sau đó một đạo kiếm quang mảnh như sợi tóc lóe lên. Nguyên cảnh, cẩn thận. Nguyên lão gào thét, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau khi cổ khí thế này xuất hiện, không gian phương viên mấy ngàn trường đều kích động lên. Giờ khắc này, không gian phảng phất như sôi trào. Nhưng lúc này, một gã hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt Nguyên lão, một trường đánh tới Nguyên lão. Cút! Nguyên lão vung tay đánh ra một trường ra, phảng phất như thiên địa sợ run, hắc y nhân bị chấn bay ra ngoài ngàn trường. Khôi lỗi! Thời điểm đẩy lui hắc y nhân, sắc mặt Nguyên lão đại biến, hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên cảnh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở trong ánh mắt kinh hãi của Nguyên lão, một thanh kiếm đâm vào mi tâm đối phương, cùng lúc đó, phần gáy cùng yết hầu của Nguyên cảnh còn phân biệt cắm hai thanh dao găm. Không, trong mắt Nguyên lão muốn nứt, hai tay của hắn chất chồng, sau đó đánh tới ba người Dương Diệp. Oanh, trưởng ra. Không gian chung quanh đám người Dương Diệp ầm ầm sụp đổ, lực lượng cường đại tăng thêm vết nứt không gian thôn phệ, muốn chấn nát ba người Dương Diệp. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng tím lóe lên, sau đó không gian bị lão giả chấn sụp đổ lập tức phục hồi như cũ. Tuy không gian bị phục hồi như cũ, nhưng lão giả kia phóng ra lực lượng khủng bố lại không có biến mất, cổ lực lượng kia chấn ba người Dương Diệp ra ngoài ngàn trượng, cuối cùng ba người liên thủ mới phá hủy cổ lực lượng này. Nhưng khóe miệng ba người Dương Diệp đều tràn ra máu tươi. Thần sắc ba người cực kỳ ngưng trọng, bọn hắn không nghĩ tới thực lực của Nguyên lão khủng bố như thế, kể cả Dương Diệp, mặc dù hắn biết thực lực của Nguyên lão rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy,
thực lực của lão giả trước mắt này, một chút cũng không kém Bách Túc Công trên kiếm thần đảo. Thực lực lão giả khủng bố làm cho Dương Diệp có chút may mắn trước kia quyết định không sai. Trước kia hắn vốn muốn trước vây giết Nguyên lão, nhưng hiện tại xem ra, ba người bọn họ liên thủ thêm đánh lén, chỉ sợ cũng không cách nào một kích tất sát Nguyên lão. Mà một khi bọn hắn không cách nào đánh chết Nguyên lão, đợi Nguyên lão cùng Nguyên cảnh liên thủ, khi đó đừng nói Nguyên lão, ngay cả Nguyên cảnh bọn hắn cũng không thể đánh chết. Tốt, tốt một cái Dương Diệp. Xa xa, Nguyên lão hung dữ nói. Vốn đánh lén Nguyên gia ta, để cho tất cả mọi người chúng ta chạy đến Nguyên gia, xong khi chúng ta chạy đến, ngươi lại cho người đánh lén thế gia còn lại, mà chờ bọn hắn trở về, ngươi lại đây giết một cái hồi mã thương, mưu kế hay. Thế nhân đều nói Dương Diệp ngươi hữu dũng vô mưu, làm việc không chịu suy xét, là một cái ngu xuẩn, ha ha, ngươi nếu ngu xuẩn, như vậy những lão gia hỏa chúng ta chẳng phải ngay cả ngu xuẩn cũng không bằng. Dương Diệp nhìn Nguyên lão nửa ngày, sau đó nói. Giết! Thanh âm rơi xuống, Thủy Lâm Lang cùng Thiên Lan không lập tức biến mất ngay tại chỗ, thời điểm hai nữ biến mất, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, cùng lúc đó, kiếm thần ấn cũng xuất hiện. Huyết kiếm run lên kịch liệt, cả người Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Kiếm quang huyết sắc lóe lên, những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, kiếm khí lăng lệ ác liệt làm cho vô số người trong Thiên Nguyên Thành không dám nhìn thẳng. Có Tử Nhi ở đây, Nguyên lão căn bản không cách nào cầu cứu, đã như vậy, vậy tại sao không giết? Tuy lão nhân trước mắt này thực lực khủng bố, nhưng hiện tại, bên hắn có hai sát thủ hư giả cảnh, còn có một khôi lỗi hư giả cảnh, tăng thêm hắn, tương đương với bốn hư giả cảnh. Bốn gã hư giả cảnh đánh một gã hư giả cảnh, còn cần chạy sao? Nếu như tiêu diệt Nguyên lão, những thế gia kia sẽ ở trong thời gian ngắn rắn mất đầu, đến lúc đó, bên hắn liền có cơ hội từng cái kích phá những thế gia này. Chứng kiến Dương Diệp xuất thủ, Nguyên lão nhíu mày, tuy trong mắt dữ tợn, nhưng lại còn có một tia ngưng trọng, hiển nhiên, lúc này hắn rất thanh tỉnh. Đến loại thời điểm này, ai còn khinh thị Dương Diệp, đây tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp rồi. Nguyên lão nhìn lướt qua bốn phía, không cần phải nói, hai sát thủ kia là giấu ở bốn phía, trầm ngâm một cái chớp mắt, hai tay của hắn đột nhiên giơ lên, tay động. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, nhưng rất nhanh, những không gian kia lập tức khôi phục bình thường. Trong nội tâm Nguyên lão cả kinh, hiển nhiên, đây là tiểu nữ hải áo tím xuất thủ. Không gian khôi phục bình thường, cái này làm cho Nguyên lão nguyên bản muốn lợi dụng không gian vặn vẹo đến ngăn cản đám người Thiên Lan không thất bại, mà đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một cổ kiếm ý kinh khủng đặt ở trên người hắn. Thời điểm kiếm ý xuất hiện, hai cổ khí thế hư giả cảnh cũng đồng thời xuất hiện. Nguyên lão, để cho cả người Nguyên lão run lên kịch liệt, mà lúc này, kiếm của Dương Diệp đã chống đỡ ở giữa mi tâm của hắn, nhưng thời điểm muốn đâm vào mi tâm đối phương, đầu Nguyên lão đột nhiên lệch qua, trực tiếp tránh thoát một kiếm này, cùng lúc đó, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, tuyệt thiên trưởng. Oanh, thanh âm rơi xuống, một đạo khí thế khủng bố từ trong cơ thể Nguyên lão tuôn ra. Sau đó một bàn tay hiện lên hình tròn khuếch tán ra bốn phía. Bành bành bành. Ở chung quanh Nguyên lão, vang lên ba thanh âm trầm đục, Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang giấu ở trong không gian còn chưa kịp xuất thủ bị chấn ra, Dương Diệp cũng bị đẩy lui tầm hơn 10 trượng, nhưng sau một khắc, cả người Dương Diệp lại hóa thành một đạo huyết quang, hung ác bố về phía Nguyên lão. Nguyên lão nhíu mày, thò tay nắm chặt, một cây côn sắt màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó côn sắt bổ tới Dương Diệp. Thời điểm trường còn muốn tiếp xúc với kiếm của Dương Diệp đột nhiên lệch qua, đâm vào đầu côn sắt, lập tức, côn sắt run lên kịch liệt, trực tiếp chấn cả cánh tay của Nguyên lão run lên, thiếu chút nữa rời khỏi tay. Một kiếm phá vạn pháp. Trong nội tâm Nguyên lão cả kinh, đang muốn xuất thủ, nhưng lúc này, kiếm của Dương Diệp lại lệch lạc lần nữa, đi tới dưới trường côn, sau đó đâm vào. Keng! Nương theo một tiếng thanh thúy vang lên. Côn sắt trong tay Nguyên lão rời khỏi tay. Trong nội tâm Nguyên lão giật mình, mà ngay một khắc này, Dương Diệp đã thuận thế đâm đến trước ngực hắn, tốc độ cực nhanh. Lúc này, hắn đã không cách nào trốn tránh, bởi vì quá thân cận, mà tốc độ Dương Diệp lại quá nhanh. Sắc mặt Nguyên lão không thay đổi, ngón tay khẽ cong, hóa trưởng thành chộp, sau đó chảo tới kiếm của Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, kiếm của Dương Diệp lại đột nhiên ngừng lại, thời điểm chảo muốn bắt được kiếm của hắn động. Kiếm nghiêng đâm một cái, trực tiếp đâm vào ngón út của Nguyên lão. Sắc mặt Nguyên lão đại biến,
muốn thu tay lại, nhưng đã không kịp, kiếm của Dương Diệp dễ dàng xuyên qua ngón út, nhanh chóng xuyên qua lòng bàn tay của Nguyên lão, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Xuy, bàn tay của Nguyên lão mang theo một tia máu tươi bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, một thanh dao găm không hề dấu hiệu xuất hiện ở sau gáy, thời điểm dao găm muốn đâm vào gáy, tay trái của Nguyên lão đột nhiên hóa trưởng vỗ xuống. Oanh! Không gian chung quanh Nguyên lão lập tức bành trướng, chấn dao găm bay ra, thời điểm dao găm vừa bị bắn ra, một đạo ánh sáng tím lóe lên, sau đó không gian chung quanh Nguyên lão khôi phục bình thường. Cảm giác được một màn này, sắc mặt Nguyên lão cực kỳ âm trầm, bởi vì cái này để cho rất nhiều thần thông của hắn không thể sử dụng, đặc biệt là trong không gian, cơ bản không có biện pháp dùng. Mà đối phó hai sát thủ, nếu như không sử dụng thần thông không gian, hắn căn bản không cách nào tìm kiếm được đối phương. Bị động, cực kỳ bị động. Thời điểm dao găm bị đẩy lui, kiếm của Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt Nguyên lão, nhìn Dương Diệp, sắc mặt Nguyên lão có chút khó coi, nếu như là một versus một, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hiện tại, đối mặt Dương Diệp, đồng thời còn phải phân thần đề phòng hai sát thủ ẩn núp trong bóng tối. Loại tình huống này, hắn căn bản không dám toàn lực đối phó Dương Diệp, nhưng nếu như không toàn lực đối phó Dương Diệp. Trước kia cũng là bởi vì lưu lực, cho nên nửa cánh tay của hắn không còn. Phải rút lui. Trong nháy mắt, Nguyên lão làm ra quyết định, tiếp tục ở đây cùng ba người Dương Diệp đại chiến, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc. Bởi vì thực lực của Dương Diệp không yếu hơn hắn bao nhiêu, mà tăng thêm hai nữ sát thủ, bên Dương Diệp đã hoàn toàn vượt lên hắn. Tiếp tục chiến, kết quả tốt nhất là kéo một người đệm lưng mà thôi. Hắn tự nhiên không muốn hiện tại liền chết. Sau khi nghĩ thông suốt, tay trái Nguyên lão xoay chuyển, sau đó đánh ra một chưởng, chưởng ra, một bàn tay thoáng hiện, cùng kiếm của Dương Diệp oanh lại với nhau, nhưng chưởng ấn này không thể ngăn cản Dương Diệp, bị Dương Diệp nhẹ nhàng phá vỡ, mà Nguyên lão thì thừa cơ hội này thân hình run lên, bắn mạnh lên trời. Muốn chạy trốn, khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, tâm niệm vừa động, phía chân trời, một hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đụng về phía Nguyên lão. Hắc y nhân này tự nhiên chính là khôi lỗi hư giả cảnh của hắn, trước kia không để cho khôi lỗi xuất thủ, chính là vì phòng ngừa Nguyên lão đào tẩu. Phía chân trời, nhìn thấy khôi lỗi hư giả cảnh lao xuống, Nguyên lão nhíu mày, vẻ hung ác từ trong mắt hắn hiện lên, sau một khắc, tay trái hắn mạnh mẽ đập đi. Oanh! Khôi lỗi hư giả cảnh bị đẩy lui gần trăm trượng, mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Nguyên lão, huyết kiếm đâm thẳng mi tâm. Cùng lúc đó, hai thanh dao găm phân biệt xuất hiện ở sau gáy cùng yết hầu. Trừ đó ra, kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệp cùng khí thế hư giả cảnh của Thiên Lan Không và Thủy Lâm Lang không ngừng chấn áp Nguyên lão. Tử Nhi cũng không nhàn rỗi, không gian tầng tầng chồng chất, sau đó đè ép về phía đối phương. Bốn cổ lực lượng đặt ở trên người Nguyên lão, thân thể Nguyên lão khẽ cong, toàn thân vang lên từng âm thanh đùng đùng. Tuyệt sát! Đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên từ phía chân trời chui ra, bàn tay nhẹ nhàng chảo một cái, Nguyên lão bị kéo ra, ba người Dương Diệp liên thủ tất sát thất bại. Sắc mặt Dương Diệp lập tức âm trầm lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ở phía chân trời xuất hiện nữ tử. Lúc này, ánh mắt nữ tử cũng rơi vào trên người hắn, sau đó lấy ra một lệnh bài. Kình Thiên Sơn Mạch, nhiếp ra. Cút! Dương Diệp nói xong, một đạo kiếm khí phóng lên trời, chém thẳng vào nàng kia. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, ánh mắt nàng kia lập tức bằng lạnh xuống. Nữ tử vươn ngọc thủ tìm tòi, sau đó chảo một cái, không gian xa xa bị xé nứt ra, một bàn tay khổng lồ muốn chui ra, nhưng đúng lúc này, không gian bị xé nát đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của nàng kia, trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Làm sao có thể? Trong mắt nữ tử có một tia nghi hoặc, tuy nghi hoặc, nhưng tay nàng không nhàn rỗi, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Một dây lưng lụa màu sắc rực rỡ kích bắn ra, cùng kiếm khí của Dương Diệp oanh lại với nhau. Oanh! Tiếng nổ lớn vang vọng bầu trời, kiếm khí tiêu tán, dây lưng lụa của nữ cũng bị chấn bay ngược quay về, thời điểm nữ tử tiếp được dây lưng lụa, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại chấn nữ tử lui tầm 10 bước. Cái này, đây là kiếm ý trên hư vô cảnh. Ánh mắt của nữ tử rơi vào trên người Dương Diệp, trong mắt có một tia khiếp sợ. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ kiếm ý trên hư vô cảnh. Nhưng Dương Diệp lại không cùng đối phương nói nhảm, muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang lại ngăn trở hắn.
Nàng là người Nhiếp gia, là Nhiếp gia trấn thủ ở Kình Thiên Sơn Mạch. Thiên Lan không trầm giọng nói. Chúng ta không nên gây thù hằn với bọn hắn. Thủy Lâm Lang cũng nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Nguyên Lão ở bên cạnh nữ tử, sát ý trong mắt không giảm, kiếm trong tay hắn càng không ngừng rung rung kịch liệt. Chỉ thiếu chút nữa, xê nếu như không phải nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, Nguyên Lão đã chết ở dưới kiếm của hắn rồi. Mà bây giờ, muốn giết Nguyên Lão, khó, cực kỳ khó. Bởi vì trải qua sự tình lần này, đối phương chắc chắn sẽ không cùng bọn họ chiến đấu, mà một cường giả hư giả cảnh, đặc biệt là cường giả như Nguyên Lão, bọn hắn một lòng muốn chạy trốn mà nói, đừng nói ba hư giả cảnh, dù năm hư giả cảnh cũng không có biện pháp nào. Trừ khi là mai phục, đánh đối phương xuất kỳ bất ý. Nhưng hiện tại, Nguyên Lão nhất định sẽ vô cùng đề phòng, muốn có cơ hội như lúc trước, căn bản không có khả năng rồi. Hiện tại, phải cẩn thận không phải Nguyên Lão, mà là bọn hắn. Nhìn bộ dạng của Dương Diệp, Thiên Lan không nheo mắt, vội vàng nhìn về phía Tử Nhi, sau đó huyền khí truyền âm. Ngươi nhanh khuyên nhủ hắn, nếu như chúng ta xuất thủ, nhất định sẽ đắc tội Nhiếp gia, thực lực Nhiếp gia còn mạnh hơn Nguyên gia rất nhiều, hơn nữa, bọn hắn cực kỳ thần bí, chúng ta đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, một khi bọn họ cùng đám người Nguyên gia liên thủ, Thiên Sát Các chúng ta cùng Kiếm Minh đều xong đời. Nàng rất rõ ràng, nếu Dương Diệp điên lên, căn bản cái gì cũng không quản, mà nàng vô cùng rõ ràng, nàng nói cái gì, Dương Diệp cũng sẽ không nghe. Duy nhất có thể làm cho Dương Diệp thanh tỉnh, trong chàng cũng chỉ có Tử Nhi. Nghe được Thiên Lan không nói, Tử Nhi nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói. Hắn làm cái gì, ta đều làm với hắn. Thiên Lan không. Vượt quá Thiên Lan không dự kiến là, Dương Diệp không có xúc động. Lúc này Dương Diệp biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trong mắt đã không có sát ý, kiếm trong tay cũng bình tĩnh lại. Nhưng chẳng biết tại sao, Thiên Lan không lại càng thêm bất an. Phía chân trời, nữ tử nhìn Dương Diệp một cái nói. Ta tới đây, thực sự không phải đối địch các ngươi. Còn nữa, không quản các ngươi tầm đó có ân oán gì, nhưng từ nay về sau, các ngươi đều phải tạm thời buông. Buông, Nguyên Lão hung dữ nói. Các hạ, người này giết ba hư giả cảnh của Nguyên gia ta, tàn sát Nguyên gia ta trên trăm đế giả, bây giờ ngươi lại bảo ta buông, ngươi là nói đùa sao? Nữ tử vung tay lên. Phía chân trời xuất hiện một màn sáng lập lòe, rất nhanh, một bức tranh xuất hiện ở trong màn sáng. Đây là một cánh đồng hoang vu, bên trái cánh đồng hoang vu là một ngọn núi, trong màn sáng có thể thấy được, ngọn núi này rất cao rất rộng rãi. Núi cao vút trong mây, nhìn không tới đỉnh núi, phảng phất như chống lấy thiên địa, ở sườn núi, mây mù lượn lờ, tràng cảnh mờ ảo, tựa như tiên cảnh, mà ở bên phải cánh đồng hoang vu là sa mạc mênh mông vô tận. Thỉnh thoảng có bão cát tung bay, chấn động thiên địa. Ở trung ương cánh đồng hoang vu, có một tảng đá lớn, ở trên đá lớn có bốn chữ, chữ viết rõ ràng có thể thấy được chung sống hòa bình. Chung sống hòa bình. Cái này là tiền bối nhân tộc cùng tiền bối yêu tộc cộng đồng ghi ra. Phía chân trời, nữ tử nói. Theo nữ tử nói xong, màn sáng đột nhiên run lên kịch liệt, chỉ thấy ở phía chân trời, đột nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm kim sắc. Hỏa diễm mang theo cái đuôi thật dài xẹt qua chân trời, cuối cùng tựa như một ngôi sao băng rơi vào trên bia đá. Oanh! Cự thạch ầm ầm vỡ vụn, hình ảnh kết thúc. Tất cả mọi người nhìn về phía nữ tử. Đây là yêu tộc tuyên chiến với nhân tộc chúng ta. Nữ tử trầm giọng nói. Yêu tộc tuyên chiến với nhân tộc. Trong chàng ngoại trừ Dương Diệp cùng Tử Nhi, tất cả mọi người sắc mặt đều biến đổi. Đây cũng không phải là thế gia tranh đấu, đây là chủng tộc tranh đấu. Một phương thất bại, không phải làm nô, chính là bị tàn sát sạch. Vì sao yêu tộc lại đột nhiên tuyên chiến với nhân tộc chúng ta? Bên cạnh nữ tử, Nguyên Lão nhíu mày hỏi. Nữ tử có chút trầm ngâm, sau đó nói. Nguyên nhân cụ thể không biết, nhưng theo tình báo của Nhiếp gia ta biết được, trong yêu tộc có yêu vương thống nhất toàn bộ yêu tộc. Nói đến đây, thần sắc nữ tử ngưng trọng lên. Nguyên bản, chút ít gia tộc yêu thú trong yêu tộc làm theo ý mình. Loại tình huống này, yêu tộc tự nhiên sẽ tranh đấu lẫn nhau, yêu tộc như vậy, đối với nhân tộc ta tự nhiên không có uy hiếp. Nhưng hiện tại, có yêu thú thống nhất yêu tộc, toàn bộ yêu tộc bị vặn trở thành một sợi dây thừng, tộc chúng ta nguy hiểm. Nhiếp gia ngăn không được sao? Lúc này, Nguyên Lão bỗng nhiên nói. Nữ tử nhìn thoáng qua Nguyên Lão nói. Năm đó tiền bối tộc chúng ta cường đại bực nào, nhưng y nguyên không cách nào diệt được yêu tộc,
chớ xem thường yêu tộc, bọn hắn cường đại hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là yêu tộc đoàn kết nhất trí. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Nhân tộc đã đến thời khắc nguy nan, nếu các ngươi tự giết lẫn nhau, nhân tộc diệt. Lúc này, Dương Diệp cười cười nói. Ta là một người yêu thích cùng bình, cho nên chỉ cần người khác không xuất thủ với ta, ta cũng sẽ không xuất thủ với người khác. Hiện tại, bất kể là hắn hay kiếm minh, hay thiên sát các, cần nhất chính là thời gian. Cho nên nếu như có thể tạm thời dừng tay, vậy đối với bên hắn là cực kỳ có lợi. Nghe Dương Diệp nói, nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyên Lão. Nguyên Lão nhíu mày, sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên tin tưởng, nếu như hiện tại dùng tay, đối với Dương Diệp là có lợi nhất, một khi có thời gian để cho Dương Diệp lớn lên, khi đó hậu quả hắn không dám nghĩ. Trầm ngâm mấy tức, Nguyên Lão trầm giọng nói. Muốn hai tông ngũ thành chúng ta đi Kình Thiên Sơn mạch hỗ trợ đối kháng yêu tộc, có thể, nhưng người này phải chết. Ngươi uy hiếp ta, nữ tử nhíu mày, thần sắc có chút lạnh. Nguyên Lão nheo mắt nói. Người này, nữ tử khoát tay áo, cắt đứt Nguyên Lão nói. Ngươi chỉ có thể đại biểu Nguyên gia ngươi, ngươi không đại biểu được tam tông bốn thành còn lại. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Hiện tại Nhiếp gia ta sẽ không cho phép nhân tộc nội đấu, ai dám nội đấu, Nhiếp gia ta là cái thứ nhất giết hắn. Đừng nói dùng thực lực của Nguyên gia ngươi bây giờ, coi như Nguyên gia ngươi ở thời kỳ đỉnh phong, Nhiếp gia ta cũng chiếu giết không tha. Sắc mặt Nguyên Lão âm trầm, Kình Thiên Sơn mạch Nhiếp gia đối với tam tông ngũ thành mà nói, chính là một đoàn sương mù, Nhiếp gia mạnh bao nhiêu, không có ai biết, nhưng không hề nghi ngờ, chắc chắn sẽ không yếu hơn Nguyên gia, cái Nguyên gia này. Là chỉ Nguyên gia ở thời kỳ đỉnh phong, mà bây giờ, Nguyên gia chỉ còn hắn là hư giả cảnh. Nếu như Nguyên gia có thể liên hợp hai tông bốn thành còn lại, có lẽ còn có thể đối kháng Nhiếp gia, nhưng hiện tại, hai tông bốn thành còn lại còn có thể nghe hắn sao? Dù nghe, nhưng nếu Nhiếp gia cùng Thiên Sát Các và Dương Diệp liên thủ. Rất nhanh, Nguyên Lão đã minh bạch tình cảnh hiện tại của mình. Ở dưới nữ tử nhìn soi mói, Nguyên Lão nói. Nhân tộc làm trọng. Nghe vậy, nữ tử khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người nói. Chư vị, ta biết rõ, giữa các ngươi ân oán cá nhân không phải dăm ba câu có thể hóa giải, nhưng ta hy vọng chư vị minh bạch, nếu như Kình Thiên Sơn mạch bị yêu tộc công phá, không có bình chứng tự nhiên này ngăn cản yêu tộc một đường xuôi nam, khi đó, nhân tộc ở Minh Mục Đại Lục sẽ triệt để biến mất. Nhân tộc không đoàn kết ở trước mặt yêu tộc đoàn kết, không có bất kỳ phần thắng. Nói cực kỳ đúng. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Chỉ là, người cũng tin tưởng, người bên cạnh người kia, hắn là rất muốn ta chết, vạn nhất bọn hắn ám sát, này làm sao xử lý? Nữ tử nói. Người yên tâm, từ hiện tại bắt đầu, mặc kệ người phương nào dám can đảm khơi mào tranh đấu trước, là địch nhân của Nhiếp gia ta, cũng chính là địch nhân của nhân tộc. Dương Diệp cười cười nói. Yên tâm. Chỉ cần bọn hắn không xuất thủ với ta cùng Thiên Sát Các, ta sẽ không xuất thủ với bọn họ, dù sao ta là một người yêu thích hòa bình. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi không giống như một người yêu thích hòa bình. Dương Diệp. Nữ tử không có quản Dương Diệp, nàng nhìn lướt qua trong tràng nói. Người của ta đã tiến về Tam Tông Ngũ Thành còn lại, có lẽ lúc này cường giả của bọn hắn đã trên đường chạy tới nơi này. Nói xong. Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Dương Diệp nói. Hiện tại Thiên Sát Các quy ngươi quản. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Xem như vậy. Nữ tử khẽ gật đầu nói. Hiện tại, ngươi truyền lệnh cho cường giả đế giả trong Thiên Sát Các đến, chỉ cần là đế giả đều phải đến. Không đi được không? Dương Diệp nói. Nữ tử nhíu mày nói. Ta biết rõ, ngươi đều là ích kỷ, nhưng nếu như Kình Thiên Sơn mạch thất thủ. Đại quân yêu tộc tiến vào thế giới loài người, người cùng Thiên Sát Các của ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Hiện tại yêu tộc tuyên chiến nhân tộc, một khi nhân tộc bị thua, kết cục của nhân tộc là bị diệt tộc. Không ai có thể ngoại lệ. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Chỉ cần đế giả, không cần bán đế. Nữ tử nhẹ gật đầu nói. Thực lực bán đế không đủ, đi chỉ là hy sinh vô vị. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Thật tốt quá. Ta không cần đi. Có ý tứ gì? Nữ tử nhíu mày, thần sắc có chút bất thiện. Dương Diệp giang tay ra nói. Ta mới bán đế nha. Nữ tử.
Nghe được Dương Diệp nói, khóe miệng mọi người đều co lại, kể cả nữ tử Nhiếp gia cũng co giật, bán đế, Dương Diệp xác thực là bán đế, nhưng ai dám coi hắn là bán đế a? Không người nào dám. Đây là một bán đế có thể dùng thực lực bán đế trảm hư giả cảnh. Vô sỉ. Lúc này, Nguyên lão ở một bên đột nhiên lạnh lùng nói. Dương Diệp không có để ý Nguyên lão, mà nhìn về phía nữ tử, Nhiếp gia. Ngươi đã nói, dưới đế giả không cần đi. Nữ tử trầm giọng nói. Ngươi bất đồng. Dương Diệp nói. Chẳng lẽ ta không phải bán đế sao? Nữ tử nói. Thực lực của ngươi đã có thể so với hư giả cảnh. Dương Diệp giang tay ra nói. Nhưng ta vẫn là bán đế. Nữ tử nhìn Dương Diệp không cam lòng yếu thế, cùng đối phương đối mặt. Sau nửa ngày, nữ tử nói. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dương Diệp nói. Người Minh Ngục Đại Lục không cần đi, ta đi. Tuy chiến đấu có thể làm cho người kiếm minh phát triển, nhưng hắn lo lắng người kiếm minh đi Kình Thiên Sơn Mạch, bởi vì hắn đối với chỗ đó một chút cũng chưa quen thuộc, đối với thực lực của yêu tộc cũng chưa quen thuộc, đối với Nhiếp gia càng không quen thuộc, nói đơn giản một chút là, hắn sợ sở dĩ Nhiếp gia triệu tập cường giả nhân tộc đi Kình Thiên Sơn Mạch, là vì để cho những người này đi làm bia đỡ đạn. Nên có tâm phòng bị người, hắn không thể để cho người kiếm minh đi mạo hiểm. Về phần thiên sát các đều là sát thủ, am hiểu ẩn nấp cùng bỏ chạy, chỉ cần không đúng, bọn hắn muốn ly khai sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dương Diệp tự nhiên minh bạch đạo lý tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, nhưng hắn càng minh bạch đạo lý nên có tâm phòng bị người. Chuyện cười. Nguyên lão cười lạnh nói. Dựa vào cái gì người của chúng ta đều đi lên trước liều chết kháng địch, mà người của ngươi có thể ở phía sau hưởng lạc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nữ tử nhìn Dương Diệp nói. Dương Diệp cười khẽ một tiếng nói. Đầu tiên, ta muốn hỏi một câu, lúc trước vì sao tiền bối các ngươi phải mở ẩn vực? Nữ tử nói. Minh Ngục Đại Lục gặp đại kiếp nạn, linh khí sụp đổ, không thích hợp người cùng yêu thú ở lại, vì để cho nhân tộc cùng yêu tộc có nơi cư trú, tiền bối nhân tộc cùng yêu tộc liên thủ mở ra ẩn vực. Sự thật chứng minh, lúc trước tiền bối nhân tộc cùng yêu tộc làm là đúng, bằng không thì, hiện tại nhân tộc chỉ sợ ngay cả một hư giả cảnh cũng không có. Mà ở Minh Ngục Đại Lục, có lẽ không có hư giả cảnh a? Dương Diệp hỏi. Lúc trước vì sao các ngươi không đưa người Minh Ngục Đại Lục đến ẩn vực? Nữ tử nói. Lúc ấy ẩn vực tài nguyên có hạn, chỉ có thể để cho những người có thiên phú tốt tiến vào. Dương Diệp nói. Cho nên Minh Ngục Đại Lục là địa phương các ngươi vứt bỏ, đúng không? Nữ tử nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp cười cười nói. Thời điểm hưởng phúc, vứt bỏ người, để cho bọn hắn ở Minh Ngục Đại Lục tự sinh tự diệt. Thời điểm tai vạ đến, liền nghĩ đến người khác, muốn để cho người khác tới dốc sức liều mạng, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Nữ tử nói. Kình Thiên Sơn Mạch thất thủ, ẩn vực tan tành, Minh Ngục Đại Lục cũng không giữ được. Dương Diệp nói. Đó là sự tình của Minh Ngục Đại Lục. Nữ tử hỏi. Ngươi có thể đại biểu Minh Ngục Đại Lục? Có thể. Dương Diệp nói. Hắn đương nhiên có thể, hiện tại hắn là kiếm minh minh chủ, đã thống nhất toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Một bên, Nguyên lão cười lạnh nói. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu nói. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Dương Diệp nhìn nữ tử. Nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia tốt. Thiên sát các sẽ không đi, ta cũng sẽ không đi, chúng ta sẽ rời khỏi ẩn vực, trở lại Minh Ngục Đại Lục. Ngươi uy hiếp ta. Thần sắc của nữ tử dần dần lạnh như băng. Nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, vậy thì coi ta uy hiếp ngươi là tốt rồi. Dương Diệp nói. Tam tông sáu thành, tăng thêm Nhiếp gia ta, muốn diệt kiếm minh cùng thiên sát các ngươi, còn ngươi nữa, chuyện dễ dàng. Ta không phải uy hiếp ngươi, đây là một sự thật. Nữ tử nói. Dương Diệp chỉ Nguyên lão ở bên cạnh nữ tử nói. Trước kia hắn cũng nói như vậy, nhưng hiện tại ngươi cũng thấy đấy, hư giả cảnh nhà hắn chết chỉ thừa hắn rồi. Nghe vậy, sắc mặt Nguyên lão lập tức dữ tợn. Ngươi muốn ta thử không? Trong mắt nữ tử đã có sát ý, hiển nhiên, Dương Diệp để cho nàng tức giận. Dương Diệp nhìn nữ tử. Nếu ngươi dám động thủ, từ nay về sau, tất cả sát thủ của thiên sát khác. Còn có ta, sẽ vĩnh viễn như độc xà ở chỗ tối nhìn chằm chằm vào các ngươi, chỉ cần có một cơ hội chúng ta sẽ chơi chết các ngươi.
Cho dù Kiếm Minh cùng Thiên Sát Các đều bị các ngươi diệt, chỉ cần Dương Diệp ta còn sống, ta sẽ tiếp tục giết xuống, thẳng đến giết sạch hết thảy các ngươi mới thôi, dù sao ta còn trẻ, ngươi nói phải không? Nghe vậy, nữ tử nhíu mày, nàng nhìn Dương Diệp, không nói gì, nhưng trong lòng lại có một cỗ hàn ý không hiểu. Dương Diệp không ý kỵ cùng nữ tử đối mặt, hắn sẽ không giao mệnh thủ hạ của mình ở trên tay người khác, về phần yêu tộc, cho dù yêu tộc công phá ấn vực, sẽ xuất thủ với Kiếm Minh, vậy hắn sẽ mang theo Kiếm Minh cùng yêu tộc chiến một trận, dù chết, cũng hơn bị người lợi dụng hoặc làm bia đỡ đạn. Tuy nghĩ như vậy có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng vẫn là câu nói đó, nên có tâm phòng bị người. Trừ khi Nhiếp gia có thể đại công vô tư chính thức, đối xử tất cả mọi người, kể cả Nhiếp gia bọn hắn như nhau, như vậy hắn không ngại cùng Nhiếp gia hợp tác liên thủ, nhưng người đều là ích kỷ, Nhiếp gia sẽ đối đãi người gia tộc của mình giống như những người khác sao? Hắn không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là, cô gái trước mắt đối đãi với bọn hắn, có chút cao cao tại thượng. Trong trang, bởi vì Dương Diệp cùng nữ tử so đấu, hào khí lập tức khẩn trương lên. Tuy Thiên Lan không cùng Thủy Lâm Lang cảm thấy cách làm của Dương Diệp có chút kích động, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh. Dương Diệp, Thiên Lan không rất rõ ràng, có Dương Diệp, Thiên Sát Các còn có chút tôn nghiêm, những thế gia cùng tông môn kia, kể cả Nhiếp gia cũng không dám khinh thường, nếu như không có Dương Diệp, tuy bọn hắn có hai hư giả cảnh, nhưng đối với những người này mà nói, uy hiếp căn bản không lớn. Chỉ là, đi theo Dương Diệp, thật sự có chút chờ đợi lo lắng. Trước kia Thiên Sát các chủ là hoàn toàn nhìn lợi ích đến hành sự, có lợi ích liền làm, không có lợi ích liền không làm, nhưng Dương Diệp hoàn toàn là bằng yêu thích đi làm a. Không thể không nói, nhiều khi Dương Diệp xác thực không phải một người lãnh đạo hợp cách. Cứ như vậy, Dương Diệp cùng nàng kia nhìn nhau không sai biệt lắm gần 10 tức, nữ tử mới nói. Tốt, ngươi cùng người Thiên Sát các đi, người Minh Mục Đại Lục không cần đi. Không công bình. Nữ tử vừa nói xong, Nguyên lão vội vàng nói. Cái này không công bình, dựa vào cái gì người của chúng ta đi dốc sức liều mạng với yêu tộc, mà người của hắn lại không cần. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Nguyên lão nói. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào đây? Bọn hắn không đi, vậy thì diệt bọn hắn. Nguyên lão trầm giọng nói. Nhiếp gia ngươi tăng thêm tam tông ngũ thành, muốn diệt bọn hắn, sự tình trong nháy mắt. Ngươi xung phong được không? Nữ tử nói. Nguyên lão. Nữ tử nói. Cường giả Minh Mục Đại Lục có thể có bao nhiêu? Có hư giả cảnh sao? Theo ta được biết, Minh Mục Đại Lục căn bản không có hư giả cảnh, một đám đế giả đi, cùng một bán đế có thể so với hư giả cảnh đi, ngươi cảm thấy ai phù hợp? Nhưng cái này đối với chúng ta công bình sao? Nguyên lão lạnh lùng nói. Công bình. Nữ tử nói. Thế giới này, không có cái gọi là công bình, nắm tay người nào lớn, người đó có công bình. Kỳ thật, nàng làm sao không muốn như Nguyên lão nói, diệt sát nhóm người Dương Diệp này, nhưng thật sự có dễ dàng như vậy sao? Không, đám người Dương Diệp đều là sát thủ, bọn họ luôn ở trong bóng tối. Hơn nữa, dù bọn hắn có thể diệt Thiên Sát Các, giết Dương Diệp, nhưng khẳng định cũng sẽ trả một cái giá lớn. Nếu như là bình thường, cái giá này bọn hắn trả nổi, nhưng hiện tại, nhân tộc chịu không được nội đấu. Dương Diệp cực đoan, mặc kệ mọi thứ, nhưng nàng không cực đoan, nàng biết rõ lựa chọn nào càng có lợi cho Nhiếp gia nàng. Lựa chọn chiến, sẽ thêm một đám địch nhân, mà lựa chọn hòa, sẽ thêm một đám giúp đỡ. Một người có lý trí đều chọn hòa, tuy như vậy sẽ để cho trong nội tâm nàng không thoải mái, dù sao Dương Diệp quá kiêu ngạo, không lấy đại cục làm trọng. Nghe nữ tử nói, sắc mặt Nguyên lão càng thêm khó coi, hắn làm sao không biết đạo lý nắm đấm lớn mới có công bình. Nguyên bản Nguyên gia có năm hư giả cảnh, là nhân tộc đệ nhất thế lực, nhưng hiện tại, Nguyên gia chỉ còn lại hắn, hơn nữa tất cả đế giả cũng chết không sai biệt lắm, có thể nói, hiện tại Nguyên gia căn bản không có tư cách nói chuyện công bình. Phía dưới, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không nói. Để cho tất cả mọi người của chúng ta tới nơi này. Thiên Lan không nhẹ gật đầu, bắt đầu truyền âm. Một lát sau, phía chân trời lục tục ngo ngoe xuất hiện rất nhiều người, những người này không phải của Thiên Sát Các, mà đến từ Tam Tông Ngũ Thành còn lại. Rất nhanh, cường giả hư giả cảnh trong tràng đã có 25 tên. Về phần đế giả, đã có gần 2.000, hơn nữa còn có cường giả đế giả cảnh lục tục ngo ngoe đến. Rất nhanh, Dương Diệp thấy được ba người quen, ba người này là ba huynh muội Lâm gia.
Lúc này ba huynh muội Lâm gia cũng nhìn thấy hắn, Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang nhìn Dương Diệp khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, mà Lâm Ấu Huyên lại trực tiếp chạy tới trước mặt Dương Diệp, cười đùa nói. Ngươi cũng tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cười nói. Kiếm dùng tốt không? Dùng tốt. Lâm Ấu Huyên vội vàng gật đầu nói. Hiện tại ta, dù chống lại hư giả cảnh, cũng có thể tranh tài một hồi lâu. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phía chân trời, sau đó nói khẽ. Ngươi cũng muốn đi đối kháng yêu tộc sao? Xem như thế đi. Dương Diệp cười nói. Con mắt Lâm Ấu Huyên sáng ngời nói. Thật tốt quá, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi. Ngươi không sợ nguy hiểm. Dương Diệp nói. Yêu tộc đều rất mạnh. Ca ca sẽ bảo hộ ta. Lâm Ấu Huyên cười hì hì nói. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ bảo hộ ta, đúng không? Dương Diệp cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Lâm Ấu Huyên vội vàng nói. Đây là ông nội của ta. Lão giả nhìn Dương Diệp ôm quyền nói. Đa tạ các hạ chiếu cố Ấu Huyên cùng hai tiểu tử kia, lão phu Lâm Thiên, Lâm gia gia chủ, ngày sau nếu như có cơ hội, kính xin đến Lâm gia làm khách. Phóng thích thiện ý. Dương Diệp cười nói. Nhất định. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Ấu Huyên về tới vị trí nhà mình. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, lúc này trong tràng ngoại trừ số ít một hai cường giả hư giả cảnh, hư giả cảnh còn lại đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất bất thiện, không, phải nói tràn đầy sát ý, hơn nữa không che giấu chút nào. Hiển nhiên, những cái này đều là cường giả hư giả cảnh của ngũ thành hai tông xuất thủ với hắn. Nhìn lướt qua những người kia, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói. Ta rất thích xem bộ dạng rất muốn giết ta, rồi lại không thể làm gì của các ngươi. Mọi người. Bị Dương Diệp khiêu khích như thế, sắc mặt những hư giả cảnh trong trang lập tức khó coi, có mấy cái đã phóng ra sát ý của mình, còn có người huyến khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, có người thậm chí đã tế ra vũ khí. Lúc này, nếu có người dẫn đầu xuất thủ trước, mọi người nhất định là một loạt lao lên. Nhưng Dương Diệp lại không sợ, cùng những hư giả cảnh kia đối mặt. Từ lúc trước làm tạp dịch đến bây giờ, hắn hiểu được một đạo lý, người không thể mềm yếu, bởi vì trên thế giới rất nhiều người đều ưa thích khi dễ người mềm yếu. Nếu như người mềm yếu, hoặc yếu thế, đổi lấy chính là bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước khi nhục. Lúc trước sở dĩ hắn khiêu khích, tự nhiên không phải đầu óc phát sốt, hắn là muốn nói cho những người này, đừng nghĩ tới các ngươi nhiều người, ta sẽ sợ. Dù sao hiện tại có nữ nhân nhiếp gia ở đây, là tuyệt đối không đánh nhau được. Quả nhiên, lúc này nữ tử nhiếp gia đột nhiên xuất hiện ở chính giữa Dương Diệp cùng đám hư giả cảnh kia, ánh mắt nữ tử rơi vào trên người Dương Diệp, nói. Ngươi thật sự rất muốn thêu dệt chuyện. Dương Diệp nhún vai nói. Chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy à. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Lúc này nàng cảm giác mình để cho Dương Diệp tiến về Kình Thiên Sơn Mạch có lẽ là một lựa chọn sai lầm. Đây là một người không bình thường. Đây là đánh giá của nữ tử đối với Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp thật sâu, nữ tử quay đầu nhìn về phía các hư giả cảnh. Chư vị, lần này yêu tộc đột kích, liên quan đến tộc chúng ta an nguy, kính xin chư vị trước tạm thời buông ân oán cá nhân, lấy đại cục làm trọng. Nguyên lão lạnh lùng nói. Chúng ta tự nhiên sẽ dùng đại cục làm trọng, chỉ sợ có tên điên ở sau lưng sằng bậy. Ở bên cạnh Nguyên lão, một lão giả cũng nói. Nhiếp cô nương, kẻ này ngươi cũng thấy đấy, hắn căn bản không bị người ước thúc, làm việc hoàn toàn bằng yêu thích của mình. Ngươi để cho hắn tiến về Kình Thiên Sơn Mạch, trở thành đồng đội của chúng ta. Thứ cho ta nói thẳng, bọn người lão phu rất lo lắng, vạn nhất hắn nổi điên, làm cho người thiên sát các ở sau lưng bắn lén. Đây không phải giả thiết, dùng tính cách của kẻ này, cái này hoàn toàn là có khả năng xảy ra. Hư giả cảnh còn lại cũng vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Cùng một người điên như Dương Diệp ở chung một chỗ, bọn họ đều lo lắng. Nữ tử trầm mặc nửa ngày, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười nói. Nhiếp cô nương, ngươi nên hỏi bọn hắn một chút, là bọn hắn xuất thủ với ta trước. Hay là ta xuất thủ với bọn họ trước? Nói đến đây, dáng tươi cười trên mặt Dương Diệp biến mất, mà chuyển biến thành lạnh như băng, ánh mắt của hắn đảo qua từng cường giả hư giả cảnh. Kiếm minh ta ở Minh Ngục Đại Lục quật khởi, những người này sợ kiếm minh ta uy hiếp bọn hắn,
Từ Ẩn Vực phái ra ba tên hư giả cảnh tập sát ta, đáng tiếc chính là, bọn hắn không có thành công, sau đó bọn hắn lại phái ra năm tên hư giả cảnh, vẫn đáng tiếc, còn không có thành công. Cuối cùng, bọn hắn trực tiếp một loạt lên, mà bây giờ, các ngươi lại đến nói với ta lo lắng ta, các ngươi không thấy rất khôi hài sao? Sắc mặt bọn người Nguyên lão âm trầm, theo như lời Dương Diệp, đích thật là bọn hắn ra tay trước, nếu như Dương Diệp chết, không có người sẽ quan tâm cái này, cũng không có ai dám nhắc chuyện này, lịch sử, đều là do người thắng ghi, chính nghĩa cùng đạo lý, cũng đứng ở bên người thắng. Nhưng vấn đề là Dương Diệp không chết. Hắn không có chết. Dương Diệp, nếu như không phải ngươi diệt Ẩn Vực Thanh Đạo Môn, chúng ta sao sẽ xuất thủ với ngươi? Lúc này, Nguyên lão lạnh lùng nói. Ngươi thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạt, vô số đế giả của Thanh Đạo Môn chết thảm vào tay ngươi, như thế. Ngươi đừng lải nhải nữa. Dương Diệp trực tiếp cắt đứt Nguyên lão. Ta lười nhiều lời với các ngươi. Nhiếp cô nương, ta chỉ muốn nói, hôm nay Dương Diệp ta cùng những người Ẩn Vực này đối địch, cũng không phải là bổn ý của ta. Chính ngươi thử nghĩ, Ẩn Vực hai tông ngũ thành cộng lại, so với Kiếm Minh ta mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nếu như không phải bọn hắn khinh người quá đáng, lại nhiều lần tới giết ta, ta sao lại đi đối địch bọn họ. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái, lại nhìn thoáng qua bọn người Nguyên lão, sau đó nói. Chuyện giữa các ngươi, Nhiếp gia ta không muốn dính vào. Nhưng hiện tại các ngươi phải tạm thời buông ân oán. Ta nhắc nhở chư vị thoáng một phát, ta không muốn thấy bất luận kẻ nào ở sau lưng giở trò, nếu như bị ta phát hiện, đừng trách Nhiếp gia ta không nể mặt. Dương Diệp nhún vai, không có nói nhảm. Bọn người Nguyên lão cũng không có nói chuyện, bây giờ kéo những cái kia, một chút ý nghĩa cũng không có. Trong tràng, qua ước chừng không sai biệt lắm một giờ, cường giả tam tông sáu thành đã đuổi tới, trong đó hư giả cảnh 27 tên, mà đế giả thì có không sai biệt lắm 5.000. Đương nhiên, nguyên bản có thể có càng nhiều, nhưng trước kia đế giả của mấy đại thế gia cùng hai đại tông môn bị Thiên Sát Các giết chết rất nhiều, hư giả cảnh cũng bị Dương Diệp giết chết vài vị, nếu như lại giết xuống, thực lực chỉnh thể của Ẩn Vực không biết sẽ rút lại tới trình độ nào. Tuy như thế, nhưng nhiều cường giả như vậy, vẫn để cho Dương Diệp động dung. Nhiều cường giả như vậy, đủ để đối kháng liên minh thủ hộ giả của linh giới rồi. Nhưng những người này cũng không phải hắn lừa dối hai câu sẽ theo hắn. Chúng ta đi. Nữ tử Nhiếp gia nhìn lướt qua, sau đó thân hình khẽ động, lao về phía chân trời. Phía sau nàng, vô số cường giả thân hình khẽ động, đi theo. Đi. Dương Diệp nói xong, lôi kéo Tử Nhi đi theo. Phải cẩn thận người hai tông ngũ thành. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Lan không bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Nguyên lão, khóe miệng nổi lên cười lạnh, hắn tự nhiên sẽ coi chừng những người này sẽ bỏ qua hắn sao? Chắc chắn sẽ không, một khi cho những người này cơ hội, những người này tuyệt đối sẽ giết. Hắn, về phần Nhiếp gia, chỉ cần Dương Diệp hắn chết, Nhiếp gia sẽ vì Dương Diệp hắn cùng những người này là địch sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Đồng dạng, nếu như hắn có thể duy nhất một lần giải quyết những hư giả cảnh này, Nhiếp gia đồng dạng sẽ không cùng hắn là địch. Bởi vì người chết là người không có giá trị, không có người sẽ đi vì một người chết không có giá trị mà đối địch người sống. Hắn hiểu đạo lý này, bọn người Nguyên lão cũng hiểu. Cho nên một khi bọn người Nguyên lão có cơ hội, tất nhiên sẽ cho hắn một kích chí mạng. Mà hắn cần phải làm là đừng cho những người này cơ hội, đương nhiên, bị động đợi địch không phải tính cách của Dương Diệp hắn, nếu có cơ hội, hắn sẽ cho những người này một kích chí mạng. Trong tràng, nữ tử Nhiếp gia hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, trên đường đi lông mày kẻ đen nhíu lại. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một cái không cẩn thận, những người này sẽ chém giết. Nếu như một phương có thể nhanh chóng hủy diệt một phương khác còn may, nói trắng ra là, nếu như hai tông ngũ thành một kích tất sát Dương Diệp, nhân tộc tổn thất cường giả sẽ giảm bớt rất nhiều, nhưng nếu như bọn hắn không thể một kích tất sát Dương Diệp, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm. Tuy bên Dương Diệp thực lực yếu hơn rất nhiều, nhưng người bên Dương Diệp đều là sát thủ. Đương nhiên, cũng không phải nói nàng hy vọng đám người Nguyên lão diệt sát Dương Diệp, nàng chỉ không hy vọng xuất hiện tràng cảnh song phương chém giết. Nhưng loại tràng cảnh này rất có thể sẽ xuất hiện. Nữ tử Đê Kỳ đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu, không thể không nói, Dương Diệp là người thiên phú tốt nhất nàng bái kiến, thực lực cũng nghịch thiên đến cực điểm, nếu như Dương Diệp có thể toàn tâm toàn ý đối phó yêu tộc,
ngày sau nhất định sẽ là nhân vật để cho yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng vấn đề là Dương Diệp sẽ sao? Nàng không biết, bởi vì nàng nhìn không thấu Dương Diệp. Dương Diệp có khi thoạt nhìn như một tên điên, nhưng có đôi khi lại rất tỉnh táo. Thay lời khác mà nói, đây là một tên điên có lý trí. Tên điên có lý trí còn may, nàng sợ chính là Dương Diệp điên lên không để ý tất cả. Bất kể là tên điên có lý trí, hay tên điên không có lý trí, nàng cảm thấy để cho Dương Diệp đến Kình Thiên Sơn Mạch, có lẽ thật là một sai lầm. Nhưng bây giờ đã không có cách nào rồi, cũng không thể để cho Dương Diệp trở về. Dương Diệp nhất định là nguyện ý trở về, nhưng những người bên cạnh kia sẽ không đáp ứng. Người bọn hắn đều đi, Dương Diệp lại trở về, như vậy Dương Diệp còn không thống nhất toàn bộ ẩn vực. Xa xa, Dương Diệp tự nhiên không biết nữ tử suy nghĩ cái gì, hai chân hắn đứng ở trên phi kiếm, ở phía sau hắn là Tử Nhi vòng quanh eo của hắn, đầu dính sát lấy phía sau lưng của hắn. 3 năm, hai mắt Dương Diệp khép hờ, trong đầu xuất hiện hai chữ này. Cùng đế nữ ước hẹn 3 năm, hắn tự nhiên không quên. Hiện tại đã qua gần hơn 1 năm, nói cách khác, hắn còn thừa không đến 1 năm rưỡi. Mà trong 1 năm rưỡi này, hắn nhất định phải trở về linh giới. Cấp bách, cực kỳ cấp bách. Dương Diệp mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, ở phía chân trời, như trước có một tầng khói đen hơi mỏng, bất quá so với Minh Mục Đại Lục thì nhạt hơn rất nhiều. Muốn ly khai Minh Mục Đại Lục, nhất định phải phá vỡ cấm chế. Dùng thực lực của mình bây giờ, có thể phá vỡ sao? Dương Diệp cúi đầu nhìn cổ sao, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu như kiếm linh thức tỉnh, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, ngược lại có thể thử xem, nếu như cùng kỳ tỉnh, vậy thì càng có nắm chắc rồi. Chỉ là bất kể là cùng kỳ hay kiếm linh, đều không có dấu hiệu thức tỉnh. Dương Diệp lắc đầu, thấp giọng thở dài, thu cổ sao vào. Dương Diệp cũng không có chú ý tới, thời điểm hắn thu hồi cổ sao tản mát ra một tia kiếm quang nhàn nhạt, bất quá trôi qua tức thì, bởi vậy Dương Diệp không có chú ý tới. Một ngày sau, từng tòa sơn mạch xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Kình Thiên Sơn Mạch có tam đại phong, phân biệt là Kình Thiên Phong, Hám Thiên Phong, Trấn Thiên Phong, ngoại trừ 3 đại phong này, còn có 72 ngọn núi nhỏ, bây giờ chúng ta nhìn đến chính là Trấn Thiên Phong, mà chúng ta muốn đi chính là Kình Thiên Phong, bởi vì nơi đó là bình chướng thứ nhất ngăn cản yêu tộc. Đúng rồi, ta gọi Nhiếp Thanh. Trước mặt mọi người, nữ tử Nhiếp gia đột nhiên nói. Mọi người nhẹ gật đầu, lúc này xa xa Trấn Thiên Phong đột nhiên lướt ra mấy đạo quang ảnh tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, quang ảnh tán đi, một nữ tử cùng 3 nam tử xuất hiện. Đều là đế giả, thoạt nhìn có chút trẻ tuổi. Thanh Di, tộc trưởng tìm ngươi, những người này để cho chúng ta đến. Một nam tử áo bào trắng cung kính nói. Tìm ta. Nhiếp Thanh nhíu mày, sau đó nói. Dẫn bọn hắn đi Kình Thiên Phong, không thể lãnh đạm. Tự nhiên, nam tử áo bào trắng vội vàng nói. Nhiếp Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn mọi người ôm quyền nói. Tại hạ cáo từ trước. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Nhiếp Thanh đi rồi, khóe miệng nam tử áo bào trắng lập tức nổi lên dáng tươi cười. Hắn nhìn lướt qua đám người Dương Diệp, sau đó nói, thời gian không nhiều lắm, một đời tuổi trẻ của Tam Tông 6 thành đều đi ra, các ngươi cùng tiến lên. Mọi người. Người Tam Tông 6 thành vốn sững sờ, hiển nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới nam tử này lại đột nhiên nói như vậy. Mà khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt mọi người đều biến thành có chút khó coi. Coi rẻ. Thanh niên áo bào trắng coi rẻ thiên tài một đời tuổi trẻ của Tam Tông 6 thành. Bất quá cái này cũng trách không được người ta coi rẻ, bởi vì lịch sử đến nay, Tam Tông 6 thành phái thiên tài tới Nhiếp gia luận bàn, đều không có thắng qua. Chỉ có cường giả mới có thể được tôn trọng, đây là đạo lý hằng cổ không thay đổi. Lúc này, thanh niên áo bào trắng của Nhiếp gia lại nói. Vốn song phương chúng ta tỉ thí còn có 2 năm, nhưng các người đều đến, chúng ta liền thi sớm a. Như thế nào, lúc này đây, các người ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có sao. Bị người Nhiếp gia ở trước mặt mọi người coi rẻ như thế, người Tam Tông 6 thành làm sao chịu nổi. Lập tức, một thanh niên đi ra. Là Thiên Lan Tông Tư Không Khánh. Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Lan không nói. Là đại biểu một đời tuổi trẻ của Thiên Lan Tông, ở ẩn vực cũng có chút danh tiếng. Thiên Lan Tông là trong Tam Tông, tông môn duy nhất không có xuất thủ với ngươi.
Dương Diệp nhìn lướt qua Tư Không Khánh, đối phương niên kỷ không cao hơn 30, nhưng đã đạt tới đế giả, trẻ tuổi như vậy thì đến đế giả, thiên phú cũng xác thực không tệ. Kỳ thật, so sánh với linh giới, thiên tài của Minh Mục Đại Lục, kể cả đế giả thậm chí là hư giả cảnh, đều chiếm ưu thế rất lớn. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì nơi này không có thiên kiếp. Tại linh giới, phàm là người muốn tăng lên, đều cần phải trải qua thiên kiếp, mà thiên tài của Minh Mục Đại Lục, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, có thiên phú, là có thể nhẹ nhàng tăng cảnh giới. Trải qua thiên kiếp cùng không có trải qua thiên kiếp, khác biệt nhất định là có. Cho nên tuy Dương Diệp không ưa thiên đạo chi nhãn, nhưng hắn không thể không thừa nhận, thiên đạo chi nhãn vẫn có tất yếu tồn tại. Trong tràng, thời điểm Tư Không Khánh đi ra, lão giả ở sau lưng Tư Không Khánh giống như muốn nói cái gì, nhưng miệng hắn ngập ngừng, cuối cùng không nói gì được. Hắn tự nhiên không muốn Tư Không Khánh làm cái thứ nhất đi ra, bởi vì lúc này người Tam Tông Sáu Thành đều ở đây, nếu như thua, hắn cũng không phải sợ mất mặt, hắn chủ yếu là sợ Tư Không Khánh không chịu nổi sự đả kích này. Trên đời có rất nhiều thiên tài bởi vì không chịu nổi đả kích, vì vậy mà không gượng dậy nổi, từ nay về sau chẳng khác gì người thường. Sở dĩ không có mở miệng, là vì hắn biết rõ, nếu như lúc này lệnh Tư Không Khánh lui ra, cái kia không chỉ Tư Không Khánh, cả Thiên Lan Tông cũng trở thành trò cười. Ánh mắt của thanh niên áo bào trắng rơi vào trên người Tư Không Khánh nói. Chỉ một mình ngươi. Tư Không Khánh thò tay nắm chặt, một con thủy long xuất hiện ở trên cánh tay. Sau khi thủy long xuất hiện, trong tràng lập tức xuất hiện long uy. Sau khi long uy xuất hiện, một ít đế giả thực lực yếu kém sắc mặt lập tức biến đổi, nhao nhao tuôn ra khí thế của mình đến đối kháng long uy. Thủy long ngưng, long uy hiện, long ngâm quyết đại thành, thủy lão quỷ, đệ tử của ngươi không tệ. Một bên, Lâm gia gia chủ Lâm Thiên bỗng nhiên nói. Lão giả sau lưng Tư Không Khánh nghe vậy, trên mặt nổi lên dáng tươi cười nói. Cũng may. Bất quá so với bà tiểu gia hỏa nhà ngươi vẫn kém một chút, Lâm huynh, ta thật sự ghen ghét ngươi. Một thiên tài thì thôi, mà nhà ngươi lại xuất hiện ba cái. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua ba huynh muội Lâm Đại Lang. Lâm Thiên cười cười, không có nói chuyện, mà Lâm Ấu Huyên bên cạnh hắn lại cười hì hì nói. Thủy gia gia, ai bảo ngươi không tìm một bạn già. Nếu ngươi tìm bạn già, hiện tại khẳng định cũng có thiệt nhiều tôn tử tôn nữ nha. Thủy lão quái ngẩn người, sau đó lắc đầu cười cười nói. Người cái quỷ nha đầu này. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tư Không Khánh, trong mắt có một tia lo lắng. Thực lực của Tư Không Khánh rất không tồi, nhưng thực lực thiên tài nhiếp gia làm sao có thể yếu. Phải biết, lịch sử đến nay, Tam Tông Sáu Thành phái thiên tài tới cùng nhiếp gia luận bàn, là chưa bao giờ thắng qua. Thanh niên áo bào trắng nhìn thoáng qua Thủy Long trên tay Tư Không Khánh nói. Thoạt nhìn giống như rất không tồi, tới, thử xem, cho ta xem những năm này, thiên tài Tam Tông Sáu Thành các ngươi có một chút tiến bộ hay không. Xa xa, trong mắt Tư Không Khánh hiện lên vẻ hung ác, chân phải mạnh mẽ đập mạnh hư không, cả người tựa như một thủy long phóng lên trời, phía chân trời, lăng không xuất hiện một mảnh nước biển, thời điểm nước biển xuất hiện, cả sân phảng phất như biến thành biển cả. Cùng lúc đó, thủy long ở trên cánh tay phải Tư Không Khánh biến lớn. Trong thời gian ngắn hóa thành một cự long dài gần ngàn trượng, hơn nữa lúc này thủy long ở trong nước biển tựa như một chân long thực sự. Giống. Phía chân trời, Tư Không Khánh gầm lên một tiếng, theo thanh âm của hắn rơi xuống, cả người hắn cùng cự long lập tức hòa thành một thể, ở trong ánh mắt mọi người, từ phía chân trời đáp xuống, mục tiêu đúng là thanh niên áo bào trắng. Khóe miệng thanh niên áo bào trắng nổi cười lạnh. Khí thế ngược lại không tệ, đáng tiếc, có hoa không quả. Thanh âm rơi xuống, chân phải thanh niên áo bào trắng đập mạnh hư không, cả người phóng lên trời, trên không trung, thân thể của thanh niên áo bào trắng đột nhiên lăng không đảo ngược, chân phải hơi khúc, những nơi đi qua không gian lập tức kích động, phảng phất như nhận lấy lực lượng đáng sợ công kích. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt người Tam Tông Sáu Thành lập tức ngưng trọng lên. Phá! Phía chân trời, thanh âm của thanh niên áo bào trắng vang vọng, theo thanh niên áo bào trắng nói xong. Chân phải hắn mạnh mẽ đạp về phía thủy long, một cổ cuồng phong lăng không xuất hiện, trong chốc lát, cuồng phong tạo thành một vòng xoáy, ở trong ánh mắt mọi người, vòng xoáy cùng thủy long của Tư Không Khánh hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một âm thanh nổ vang như kinh lôi vang vọng, ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói,
vòng xoáy của thanh niên áo bào trắng thế như trẻ tre, trực tiếp chấn Bạch Long thành giọt nước. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn, Tư Không Khánh từ phía chân trời rơi xuống. Thất bại! Một chiêu bại, bại triệt để như thế. Sắc mặt mọi người Tam Tông Sáu Thành càng thêm khó coi. Rất mạnh! Bên cạnh Dương Diệp, Thiên Lan Không bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay đầu nhìn nàng một cái, Thiên Lan Không cùng Dương Diệp đối mặt một hơi, sau đó lại nói. Cũng không phải rất mạnh. Thanh niên áo bào trắng so sánh với Tư Đồ Không, xác thực rất mạnh, nhưng so sánh với Dương Diệp. Dương Diệp lắc đầu, xếp bằng ở trên không trung, sau đó lấy ra tử tinh thạch nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Với hắn mà nói, một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Ban đầu ở kiếm thần đảo, những năng lượng tinh thuần kia để cho hắn đột phá đến bán đế, phải nói là bán đế đỉnh phong, có thể nói, hắn cùng với đế giả tầm đó, chỉ kém một lớp giấy mỏng. Hiện tại hắn cần phải làm là cố gắng chọc phá tầng giấy này. Nhìn Dương Diệp tu luyện, Tử Nhi không có quấy rầy, nàng ôm Tiểu Bạch đã ngủ ngồi ở sau lưng Dương Diệp, sau đó tựa vào trên lưng Dương Diệp, nhưng nàng không có nhàn rỗi, nàng thời khắc đề phòng, tự nhiên là đề phòng người hai tông ngũ thành. Nàng rất rõ ràng, một khi cho những người này cơ hội, những người này nhất định sẽ một kích tất sát với Dương Diệp. Thiên Lan Không cùng Thủy Lâm Lang còn có sát thủ của Thiên Sát Các cũng thời khắc đề phòng, một khi Dương Diệp chết, bọn hắn khẳng định không thể miễn tai ách. Nói tóm lại, tuy hiện tại song phương mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng vụng trộm lại sóng gió mãnh liệt. Xa xa, thanh niên áo bào trắng đánh bại Tư Không Khánh, rơi vào trước mặt bọn người Tam Tông Ngũ Thành. Ánh mắt của hắn đảo qua từng người nói. Đến một cái lợi hại đi, bằng không thì quá không thú vị rồi. Mọi người trầm mặc, phái ai đây? Ai nguyện ý đi, ai có thể thắng? Tất cả mọi người trước tiên nghĩ tới Dương Diệp, thanh niên áo bào trắng này xác thực rất mạnh, nhưng so sánh với Dương Diệp, cho dù là người hận Dương Diệp tận xương không thừa nhận cũng không được. Thiên hạ hôm nay, trong nhân tộc, một đời tuổi trẻ đã không ai có thể chống lại Dương Diệp rồi. Đừng nói một đời tuổi trẻ, lão gia hỏa cũng không có mấy người có thể chống lại Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp không phải người Tam Tông Ngũ Thành. Ta đến. Lúc này, Lâm gia Lâm Đại Lang đột nhiên đi ra. Lâm Thiên do dự một chút, sau đó nói. Cẩn thận. Đại ca cố gắng lên. Một bên, Lâm Ấu Huyền nắm chặt bàn tay nhỏ bé, hưng phấn nói. Lâm Đại Lang nhìn thoáng qua Lâm Ấu Huyền, trong mắt có vẻ cương triều, hắn khẽ gật đầu. Sau đó xoay người đi về phía thanh niên áo bào trắng. Thanh niên áo bào trắng nhìn thoáng qua kiếm trong tay Lâm Đại Lang nói. Thú vị, là kiếm tu, tới, cho ta xem hôm nay kiếm tu là cái trình độ gì. Tay phải Lâm Đại Lang nắm thật chặt kiếm trong tay, kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn chậm rãi bừng lên, cuối cùng đều dũng mãnh tràn vào kiếm. Theo kiếm ý dũng mãnh tràn vào, kiếm trong tay Lâm Đại Lang bắt đầu rung lên kịch liệt. Hai người nhìn nhau. Đột nhiên cả người Lâm Đại Lang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên áo bào trắng, kiếm xuất, trong chốc lát, 10 đạo kiếm khí đột nhiên lao ra, sau đó đâm về phía thanh niên áo bào trắng. Thanh niên áo bào trắng nhìn thoáng qua kiếm trong tay Lâm Đại Lang nói. Thú vị, là kiếm tu, tới, cho ta xem hôm nay kiếm tu là cái trình độ gì. Tay phải Lâm Đại Lang nắm thật chặt kiếm trong tay. Kiếm ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn chậm rãi bừng lên, cuối cùng đều dũng mãnh tràn vào kiếm. Theo kiếm ý dũng mãnh tràn vào, kiếm trong tay Lâm Đại Lang bắt đầu rung lên kịch liệt. Hai người nhìn nhau, đột nhiên cả người Lâm Đại Lang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt thanh niên áo bào trắng, kiếm xuất, trong chốc lát, 10 đạo kiếm khí đột nhiên lao ra, sau đó đâm về phía thanh niên áo bào trắng. Phong động. Thanh niên áo bào trắng nói xong, chân phải hắn có chút xoay tròn, sau đó mạnh mẽ quét ngang một cái, chân ra, một cơn gió lốc lăng không xuất hiện, thời điểm gió lốc xuất hiện, tất cả kiếm khí bị cuốn vào trong gió lốc, Lâm Đại Lang biến sắc, song tay nắm lấy trường kiếm mạnh mẽ xoay tròn, cả người hiện lên hình dáng đinh ốc đâm tới. Khóe miệng thanh niên áo bào trắng nổi lên cười lạnh, chân trái mang theo gió xoáy đá ra một cước, chĩa vào trên mũi kiếm của Lâm Đại Lang, trường kiếm run lên kịch liệt, thiếu chút nữa rời khỏi tay Lâm Đại Lang. Mà lúc này, thân thể thanh niên áo bào trắng đột nhiên bay lên trời, chân phải đạp xuống Lâm Đại Lang. Oanh! Cái đạp mạnh này, làm cho không gian chung quanh Lâm Đại Lang nứt toác ra, Lâm Đại Lang phun ra một ngụm máu, cả người từ phía chân trời rơi xuống,
thời điểm Lâm Đại Lang muốn rơi xuống mặt đất, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trên không Lâm Đại Lang, bắt Lâm Đại Lang lại. Đại ca! Lâm Ấu Huyên thét kinh hãi, vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Đại Lang. Lâm Đại Lang đang muốn nói chuyện, nhưng ngực chập trùng, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu. Hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên áo bào trắng nói. Ta thua! Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thanh niên áo bào trắng thản nhiên nhìn Lâm Đại Lang nói. Nguyên bản ta cho rằng sẽ có chút kinh hỉ, nhưng ta vẫn thất vọng rồi. Đương kim kiếm tu, yếu giống như dĩ vãng, không chịu nổi một kích, bi ai. Nghe được thanh niên áo bào trắng nói, ánh mắt mọi người đồng loạt địa nhìn về phía Dương Diệp, kể cả đám người Nguyên lão. Đương kim thiên hạ đệ nhất kiếm tu là ai? Tự nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp là Minh Ngục đại lục đệ nhất thiên tài, càng là đương kim đại lục đệ nhất kiếm tu, cái đệ nhất kiếm tu này, cũng không phải chỉ một đời tuổi trẻ, mà là chỉ tất cả kiếm tu, kể cả những kiếm tu thế hệ trước. Có thể nói, Dương Diệp là đại biểu của kiếm tu đương đại. Mà bây giờ, có người đang ở trước mặt Dương Diệp xem thường. Kiếm tu, Dương Diệp sẽ ngồi yên không lý đến sao? Tự nhiên sẽ không. Thời điểm thanh niên áo bào trắng thanh nói xong, Dương Diệp mở mắt, sau đó hắn đứng dậy đi về phía thanh niên áo bào trắng. Nguyên bản hắn đối với Nhiếp gia cùng Tam Tông Ngũ Thành tỷ thí một chút hứng thú cũng không có, bởi vì với hắn mà nói, cái này là tiểu hài tử chơi đùa. Nhưng hiện tại, thanh niên áo bào trắng công nhiên xem thường kiếm tu, hắn có thể nào ngồi yên không lý đến. Hắn bây giờ là đại biểu kiếm tu, hơn nữa là kiếm minh lão đại, kiếm tu ở Minh Ngục Đại Lục đều nằm trong kiếm minh, có người xem thường kiếm tu. Thay lời khác mà nói, là xem thường kiếm minh, xem thường Dương Diệp hắn. Nếu như hắn còn ngồi yên không lý đến, chuyện này truyền đi, thiên hạ kiếm tu nghĩ như thế nào? Kiếm minh kiếm tu nghĩ như thế nào? Vì kiếm tu mà chiến. Nhìn Dương Diệp đi về phía thanh niên áo bào trắng, ánh mắt người Tam Tông Sáu Thành rơi vào trên người thanh niên áo bào trắng, nhìn có chút hả hê. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn gây với tên điên này. Ngươi cũng là kiếm tu. Ánh mắt nam tử áo trắng rơi vào trên người Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Phải. Thanh niên áo bào trắng chỉ Lâm Đại Lang nói. So với hắn lợi hại hơn không? Nếu như không, hoặc chỉ lợi hại hơn một chút, thì đừng lãng phí thời gian của ta. Dương Diệp nói. Yên tâm, sẽ không lãng phí thời gian của ngươi đâu. Thanh âm rơi xuống, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Đang muốn xuất thủ, Lâm Ấu Huyên đột nhiên chạy tới trước mặt Dương Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ửng hồng, do dự hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói. Đánh bại hắn, ta hôn ngươi một cái. Nói xong, mặt nàng càng đỏ hơn. Không được. Lúc này, Tử Nhi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nhìn Lâm Ấu Huyên, trong mắt Tử Nhi có một tia địch ý. Lâm Ấu Huyên nhếch miệng nói. Ta cũng không phải hôn ngươi. Hơn nữa hắn phải đánh thắng, ta mới hôn. Tử Nhi hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nói như vậy, kỳ thật là muốn chiếm tiện nghi của hắn. Nghe vậy, mặt Lâm Ấu Huyên càng đỏ hơn, hai đấm nàng nắm chặt, có chút nổi giận nói. Ta mới không có. Tử Nhi đang muốn nói chuyện, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Ngừng, hai bà cô, trước ngừng, ta có làm phải việc đây này. Lâm Ấu Huyên khẽ hừ một tiếng. Sau đó xoay người về bên cạnh Lâm Thiên. Tử Nhi nhìn Dương Diệp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, sau đó nói khẽ. Thanh Thi tỷ tỷ đã từng thông báo ta, để cho ta xem thật kỹ ngươi, không thể để cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi cẩn thận một ít. Nói xong, nàng trực tiếp ôm Tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Tử Nhi xấu hổ, Dương Diệp lắc đầu cười cười, sau đó xoay người nhìn về phía thanh niên áo bào trắng nói. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung, hiểu chưa? Khóe miệng thanh niên áo bào trắng nổi lên dáng tươi cười, đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử ở phía sau hắn cách đó không xa bỗng nhiên nói. Nhiếp Phong, không thể khinh địch. Nghe được nữ tử nói, thanh niên áo bào trắng gọi Nhiếp Phong hai mắt lập tức nhíu lại, lúc nhìn về phía Dương Diệp, trên mặt đã không có dáng tươi cười, mà chuyển biến thành nghi hoặc cùng ngưng trọng. Dương Diệp nhìn thoáng qua nàng kia. Nữ tử mặc một bộ thanh sam, ngũ quan thanh tú, dáng người mỹ lệ, chỉ là thần sắc có chút nghiêm túc, phải nói có chút lạnh, đặc biệt là ánh mắt, tuy thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng Dương Diệp lại từ trong mắt đối phương thấy được coi thường.
Coi thường người khác, bình thường chỉ có một loại người, cái kia chính là đối với thực lực mình rất có lòng tin. Ví dụ như đế nữ, ở trong mắt đế nữ, hắn đã từng gặp, đương nhiên, nữ nhân trước mắt này căn bản không cách nào so sánh với đế nữ, đó cũng không phải coi rẻ bình thường, ở trong mắt nàng, ngay cả thiên địa cũng không coi vào đâu. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhiếp Phong, không nói nhảm, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo bào trắng, tốc độ cực nhanh, làm cho sắc mặt Nhiếp Phong biến đổi, không chỉ Nhiếp Phong, đám người nữ tử thanh sam cũng biến sắc. Trong mắt Nhiếp Phong có vẻ ngưng trọng, hắn biết rõ, mình gặp đối thủ. Không dám khinh thường, huyền khí bắt đầu khởi động, chân trái khẽ cong, một cỗ gió xoáy lăng không xuất hiện. Sau đó chân phải hắn chống đỡ lấy không gian mạnh mẽ đạp một cái, cả người bắn ra, chân trái đạp tới Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh, tay có chút run lên, trường kiếm đâm một cái. Xuy, gió xoáy trên chân Nhiếp Phong bị Dương Diệp nhẹ nhẹ đâm một phát, trực tiếp tán loạn, Nhiếp Phong kinh hãi, mà lúc này, kiếm của Dương Diệp nhẹ nhàng điểm vào chân của hắn, chân của Nhiếp Phong như giật điện rụt về, sau khi chân hắn rụt về, kiếm của Dương Diệp đã chỉ giữa mi tâm của hắn. Thân thể Nhiếp Phong cứng ngắc. Kiếm cương đâm rách làn da, một giọt máu từ trong mũi kiếm tràn ra. Bại. Trong tràng yên tĩnh, người Tam Tông Sáu Thành nhìn Dương Diệp, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn biết rõ Dương Diệp nhất định sẽ thắng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp thắng nhẹ nhõm như thế, thắng triệt để như thế. Nhiếp Phong kia là đế giả A, lại không phải đế giả bình thường, đặc biệt là trước kia Nhiếp Phong thi triển gió xoáy. Cái kia cũng không phải gió xoáy bình thường, mà là hư cấp. Nhưng Dương Diệp lại một kiếm phá vỡ, sau đó Nhiếp Phong cũng bị một kiếm nhẹ nhàng đánh bại. Yêu nghiệt! Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người Tam Tông Sáu Thành. Mà đám người Nguyên Lão thì sắc mặt vô cùng âm trầm, Dương Diệp càng yêu nghiệt, đối với bọn họ tự nhiên càng bất lợi. Bọn hắn đã cùng Dương Diệp kết thù, cùng Dương Diệp tầm đó, rất khó thiện rồi. Hiện tại Dương Diệp mới bán đế. Thực lực cũng đã khủng bố như vậy, một khi hắn đạt tới đế giả, khi đó bọn hắn còn có thể giết được Dương Diệp sao? Đừng nói khi đó, ngay lúc này cũng khó khăn đánh chết Dương Diệp. Ngoại trừ Nguyên Lão, trong nội tâm hai đại tông môn cùng mấy đại thế gia còn lại bắt đầu có ý khác. Lâm gia cùng Thiên Lan Tông thì âm thầm may mắn lúc trước không nghe Nguyên gia xui khiến cùng Dương Diệp là địch, nếu như cùng Dương Diệp là địch, dùng tia êm lực cùng thực lực của Dương Diệp, một khi lớn lên. Mà bây giờ bọn hắn không cần đi lo lắng vấn đề này, hơn nữa nói không chừng còn có thể cùng Dương Diệp giao hơ giao, phải biết giao hảo Dương Diệp, là tương đương với giao hảo một vị cường giả tuyệt thế tương lai. Xa xa, nhìn Dương Diệp, trong mắt nữ tử thanh sam khôn xê dê còn bình tĩnh, mà chuyển biến thành một tia khiếp sợ còn có một tia khó tin. Trong tràng, Dương Diệp nhìn Nhiếp Phong nói. Trước kia, kiếm tu xác thực xuống dốc rồi, nhưng hiện tại... Kiếm tu quật khởi, hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp thu kiếm, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng Dương Diệp, Nhiếp Phong ngốc trệ hồi lâu, đột nhiên thần sắc hắn dữ tợn lên, giận dữ hét. Không, ta không tin, ta không tin. Nói xong, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau đó cả người hắn hóa thành gió lốc đụng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, bọn người Thiên Lan không đều biến sắc, lập tức phẫn nộ. Đây là thua không nổi a. Xa xa, Dương Diệp dừng bước, sát ý từ trong mắt của hắn lóe lên, ngay thời điểm hắn muốn xuất thủ, nữ tử thanh sam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Phong, chỉ thấy tay phải nàng tìm tòi, một đạo lôi điện từ trong lòng bàn tay kích bắn ra, lập tức oanh lên gió xoáy của Nhiếp Phong. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, gió xoáy trên người Nhiếp Phong bị lôi điện chấn thành hư vô, mà bản thân Nhiếp Phong càng bị oanh bay mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người phát mộng. Sao nữ tử Nhiếp gia này xuất thủ với Nhiếp Phong? Xa xa, Nhiếp Phong bò lên, lúc này cả người hắn trở thành một cục than đen, tóc bị điện kích dựng lên, ở trên người hắn, thỉnh thoảng còn có dòng điện lấp lóe, cái này làm cho thân thể Nhiếp Phong thỉnh thoảng rung động. Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn nữ tử thanh sam, có chút cả giận nói. Nhiếp quân, ngươi làm. Đúng lúc này. Nữ tử thanh sam đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Phong, sau đó ở trong ánh mắt mọi người, tát Nhiếp Phong một cái. 3. Nhiếp Phong bị tát bay ra ngoài. Tất cả mọi người mộng, kể cả Dương Diệp cũng có chút mộng. Coi như nữ nhân này giúp hắn, cũng không cần ác như vậy a. Nhưng còn chưa kết thúc,
chỉ thấy Nhiếp Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Phong, sau đó nắm cổ Nhiếp Phong, nhấc hắn lên nói. Nhiếp gia ta thua không nổi sao? Ta không có bại. Nhiếp Phong nhìn hằm hằm lấy Nhiếp Quân. Ba. Nhiếp Quân lần nữa tát Nhiếp Phong một cái, mặt sưng phồng lên, nhưng lại không có bay ra ngoài, bởi vì yết hầu hắn đang bị Nhiếp Quân nóp. Nhiếp Quân nhìn Nhiếp Phong nói. Không có bại, lúc trước nếu không phải hắn lưu thủ, một kiếm kia đã lấy mạng của ngươi, mà hắn hạ thủ lưu tình, thả ngươi một mạng, ngươi lại ở sau lưng đánh lén, ngươi đây là thua không nổi. Thua không nổi, ngươi ném không phải mặt của mình, mà là toàn bộ Nhiếp gia chúng ta. Nói xong, tay phải lần nữa tát Nhiếp Phong một cái. Ba. Theo một tiếng tát thanh thúy vang lên, Nhiếp Phong bay ra ngoài. Lúc này đây, Nhiếp Quân hiển nhiên không có nương tay, lúc Nhiếp Phong bay ra ngoài còn phun ra hai ngụm máu. Mọi người. Xa xa, Nhiếp Phong bò lên, hắn nhìn về phía Nhiếp Quân, vốn muốn nói cái gì, nhưng khi chứng kiến ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Quân, lời muốn nói lập tức nuốt trở về. Nhìn Nhiếp Quân, trong mắt của hắn ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều hơn là kiêng kỵ và sợ hãi. Nhiếp Quân lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong nói. Nếu không nể tình ngươi là cháu trai duy nhất của tứ thúc, hôm nay ta liền phế ngươi, để tránh cho Nhiếp gia mất mặt. Nói xong, Nhiếp Quân quay người nhìn về phía Dương Diệp, sau đó đi đến. Tới, đến ngươi rồi. Dương Diệp. Nghe được Nhiếp Quân nói, ánh mắt tất cả mọi người lập tức rơi vào trên người Dương Diệp. Ai mạnh ai yếu? Kỳ thật không hề lo lắng, tự nhiên là Dương Diệp mạnh, đây là kết luận của Tam Tông Sáu Thành. Đặc biệt là đám người Nguyên Lão cùng Dương Diệp giao thủ, bọn hắn cực kỳ tinh tường thực lực của Dương Diệp khủng bố như thế nào. Không nói kiếm đạo, chỉ nói thân thể của Dương Diệp cũng đã có thể so với cường giả hư giả cảnh rồi. Nếu như tăng thêm kiếm, đừng nói một đời tuổi trẻ, coi như đám người Nguyên Lão cũng không dám nói nhất định có thể thắng Dương Diệp. Về phần Nhiếp Quân gì kia, từ nàng xuất thủ đến xem, không thể nghi ngờ cũng là một siêu cấp thiên tài, nhưng không có người cảm thấy nàng sẽ thắng Dương Diệp. Năm đó kiếm vô cực ngang trời xuất thế, khi đó tất cả thiên tài đại lục ở trước mặt hắn đều ảm đạm thất sắc. Mà bây giờ, Dương Diệp không thể nghi ngờ là kiếm vô cực năm. Đó, không chút khoa trương mà nói, hiện tại tất cả thiên tài của Minh Ngục đại lục ở trước mặt hắn đều thất sắc. Nhìn Nhiếp Quân đi tới, Dương Diệp nhẹ nhàng phất phất kiếm tay trong nói. Ngươi xác định ta đến. Ta cực kỳ xác định. Nhiếp Quân nói xong, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đoàn lôi điện, cùng lúc đó, không gian chung quanh đột nhiên lấp lóe dòng điện, Nhiếp Quân muốn xuất thủ, nhưng đúng lúc này, một đạo quang ảnh hiện lên, Nhiếp Thanh trước kia rời đi xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Quân nói. Hắn không phải người. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn người, lập tức cả giận nói. Ngươi nói gì đó? Nhiếp Thanh nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhìn về phía Nhiếp Quân nói. Hắn không phải người bình thường. Dương Diệp. Nhiếp Quân nhìn Nhiếp Thanh. Cô cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn. Nhiếp Thanh có chút trầm ngâm, lập tức nói. Có thể nói như vậy. Đừng nói Nhiếp Quân, ngay cả nàng cũng không dám nói có thể chiến thắng Dương Diệp. Mặc dù có chút khó chịu Dương Diệp, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Dương Diệp là một thiên tài có thể so với kiếm vô cực. Tuy Nhiếp Quân cũng là thiên tài tuyệt thế, nhưng ở trước mặt yêu nghiệt như Dương Diệp, chênh lệch rất nhiều. Nghe Nhiếp Thanh nói, Nhiếp Quân nhíu mày, sau đó nàng nói. Mặc kệ ta có thể thắng hắn hay không, ta đều hy vọng cùng hắn chiến một trận, cô hẳn lý giải, đúng không? Nhiếp Thanh trầm mặc, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Người Nhiếp gia ta muốn lãnh giáo các hạ mấy chiêu. Kính xin các hạ chỉ điểm một chút. Dương Diệp cười cười, hắn sao không rõ, Nhiếp Thanh hy vọng hắn có thể điểm đến liền ngừng. Hắn cùng với Nhiếp gia không oán không cừu, tự nhiên sẽ không giết Nhiếp Quân, trở mặt với Nhiếp gia. Lập tức cười nói. Không có vấn đề. Nhiếp Thanh gật đầu, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Trên hư không, ở bên cạnh Nhiếp Thanh xuất hiện một lão giả áo bào xanh. Ánh mắt của lão giả áo bào xanh rơi vào trên người Dương Diệp nói. Cái này là Dương Diệp. Nhiếp Thanh nhẹ gật đầu nói. Rất mạnh. Nhà đầu quân nhi kia cũng đánh không lại hắn. Lão giả áo bào xanh hỏi. Nhiếp Thanh gật đầu. Vậy ngươi còn để cho nàng cùng hắn giao thủ. Trong thanh âm của lão giả áo bào xanh mang theo một tia kinh ngạc. Nhiếp Thanh nói. Bất kể là quân nhi hay một đời tuổi trẻ của Nhiếp gia.
Nhiều năm qua, bọn hắn đã cảm giác mình là thiên tài cao cấp nhất đại lục, bọn hắn rất tự tin, cực kỳ tự tin có chút quá mức rồi. Mà một khi gặp thất bại cùng đả kích, sẽ như Nhiếp Phong kia, bọn hắn chịu không nổi. Lúc này đây để cho bọn hắn minh bạch, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, miễn cho mù quáng tự đại, bị mất phương hướng chính mình. Nói cũng đúng. Lão giả nhẹ gật đầu. Phía dưới, sau khi Nhiếp Thanh biến mất, trong lòng bàn tay Nhiếp Quân, hai luồng lôi điện nguyên bản yên lặng đột nhiên chuyển động, cùng lúc đó, ở không gian chung quanh, vô số dòng điện không ngừng hiện lên. Không nói nhảm, Nhiếp Thanh bắn mạnh về phía Dương Diệp, những nơi nàng đi qua, tia chớp lóe lên, không gian rung động kịch liệt, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa, sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, trường kiếm trong tay bắt đầu phát ra kiếm quang nhàn nhạt. Rất nhanh, Nhiếp Thanh xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Diệp, sau đó hai tay nàng mạnh mẽ chụp về phía Dương Diệp. Thiên lôi trưởng. Theo Nhiếp Thanh nói xong, hai luồng lôi điện trong tay nàng ầm ầm rơi về phía Dương Diệp. Mà lúc này, tay Dương Diệp động, kiếm ra, cũng không có quá nhiều xinh đẹp, chính là một kiếm đâm lên, nhưng cái đâm lên này, hai luồng lôi điện ầm ầm nghiền nát, hóa thành dòng điện tiêu tán ở trên không trung. Một kiếm phá vạn pháp. Trong tràng, tất cả mọi người biến sắc, một kiếm phá vạn pháp, chỉ chính là kiếm tâm thông minh của kiếm tu, người đạt tới kiếm tâm thông minh, có thể tìm ra sơ hở trong chiêu thức cùng huyền kỹ của đối phương, sau đó một kiếm phá nát. Nhưng muốn chính thức làm được một kiếm phá vạn pháp, cũng không dễ dàng, cho dù là một ít người đạt tới kiếm tâm thông minh cũng khó làm được. Vì sao? Bởi vì muốn làm được một kiếm phá vạn pháp, ngoại trừ kiếm đạo cực kỳ mạnh ra, tốc độ cũng muốn nhanh, nếu như lực lượng cũng mạnh, vậy thì càng tốt. Có thể nói, muốn chính thức làm được một kiếm phá vạn pháp, ngoại trừ kiếm tâm thông minh, còn cần tốc độ cực nhanh cùng với lực lượng rất mạnh. Kiếm tâm thông minh chỉ là trụ cột, tốc độ cùng lực lượng mới là trọng yếu nhất. Mà Dương Diệp, không chỉ kiếm tâm thông minh, tốc độ cùng lực lượng cũng có. Có thể nói, trừ khi có người ở tốc độ cùng lực lượng áp qua hắn, bằng không thì đều bị hắn một kiếm phá vạn pháp. Trong tràng, Dương Diệp một kiếm phá vỡ hai luồng lôi điện, cũng không có dừng tay, tay có chút run lên, trường kiếm trong tay như độc xà đâm tới bụng Nhiếp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.